Chương 1261, tiến vào tiết địa. Hàn Lập đứng ở dưới quang đoàn, ngẩng đầu nhìn lóng không trung, vẻ mặt ngưng trọng. Nam Cung Uyển cùng hắn sóng vai mà đứng, lặng im không nói. Những người khác cũng không nói một lời, tựa hồ đang chờ đợi gì đó. Trong đó có Thạch Kiên lúc này đã trở thành giáo chủ của Thiên Trúc giáo, giáo chủ và một đệ tử khác Thạch Kiên. Sư phó, Phượng tiền bối còn chưa tới sao? Nếu qua buổi trưa lại giải trừ phong ấn, chỉ sợ có chút phiền phức, không biết qua bao lâu. Điền Cầm Nhi đứng phía sau Hàn Lập, nhẹ giọng nói yên tâm, Phụng tiên tử từ đầu tháng đã phát tin tức hôm nay sẽ đến. Hàn Lập cũng không quay đầu lại trả lời, nghe Hàn Lập nói vậy, Điền Cầm Nhi không nói thêm lời nàng nữa. Tiếp tục chờ đợi. Chốc lát sau, Hàn Lập nhíu mày, bỗng nhiên hướng một bên Vũ Hải nhìn lại. Những người khác gặp Hàn Lập cử động như vậy, một trận xôn xao nổi lên. Kết quả một lát sau, nơi Hàn Lập nhìn tới truyền đến một tiếng thanh minh, lập tức Vũ Hải quay cuồng một trận, từ bên trong bay ra một con băng phượng dài mấy trượng. Cả người trong suốt băng phượng độ tốc cực nhanh, vỗ cánh vài cái đã đến phía trên không mọi người. Sau đó hàn quang đại phóng, háo thành một ngân sam nữ tử, từ không trung hạ xuống. Ta tới không muộn chứ? Nàng này vẻ mặt lạnh lùng, bâng quơ hỏi. Ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Hàn Lập, đương nhiên không muộn. Cầm Nhi, giải trừ phong ấn đi. Phượng đạo hữu, chúng ta hãy hạ cấm chế lẫn nhau. Hàn Lập quay đầu phân phó một tiếng rồi hướng băng phượng mỉm cười nói, sau đó liền độn quang tiến vào bên trong sương mù dày đặc. Ngân sam nữ tử lông mày nhướng lên, đồng dạng hóa thành một đạo ngân hồng tiến vào theo. Nam Cung Uyển đứng tại chỗ, nhìn phương hướng hai người đi vào, trong lòng ẩn hiện lo lắng. Lúc này Điền Cầm Nhi lại chỉ huy hơn 10 tu sĩ đằng không bay lên, bay đến phía dưới quang đoàn, xếp thành một trận thế cổ quái. Tiếp theo linh quang chớp động trên tay, hiện ra trận bàn, trận kỳ pháp khí. Điền Cầm Nhi quá to. Những tu sĩ này đồng thời giơ cao trận kỳ, trận bàn, hào quang tỏa ra sáng chói, hoặc thả ra từng đạo quang trụ, hoặc bay ra từng đợt quang hà bay vào quang đoàn không thấy bóng dáng. Nàng này cùng chúng tu bắt đầu giải trừ phong ấn của tiết điểm, thời gian chậm chậm trôi qua, phong ấn dần được giải trừ, quang đoàn ban đầu mơ hồ dị thường giờ đã bắt đầu rõ ràng, chói mắt, hơn nữa biến thành bạch sắc chói mắt, như mặt trời nắng vắt hiện ra. Hào quang chói mắt như vậy cho dù Nam Cung Uyển cũng không nhịn được, hai mắt nhíu lại, không dám nhìn thẳng. Tu sĩ phụ trách việc giải ấn chính là Điền Cầm Nhi, hai mắt nhắm chặt, chỉ dựa vào thần niệm cảm ứng cho tung pháp khí trong tay. Đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Nam Cung Uyển, đồng thời bên tai vang lên âm thanh nam tử thuần hậu. Cái nào? Nàng vẫn lo lắng sao? Nam Cung Uyển đầu tiên giật mình nhưng lập tức thân mình liền thả lỏng, quay lại, miễn cưỡng cười. Phía sau nàng, Hàn Lập đang nhìn nàng mà mỉm cười. Tất nhiên lo lắng rồi, chẳng qua truy tìm đại đạo vốn là việc nghịch thiên, truy tìm trường sinh đều không có gì đáng tiếc. À, chàng cùng Phượng đạo hữu đã đặt cấm chế rồi sao? Nam Cung Uyển đầu tiên than nhẹ một tiếng, lập tức hỏi, cấm chế đều đã xong. Hơn nữa cấm chế loại này trừ khi người chi cấm tự mình động thủ, người khác tuyệt không có khả năng giải trừ cấm chế này. Như vậy, ta và nàng cũng không sợ đối phương động tay động chân. Hàn Lập nghe vậy, liền trả lời, hồ, chỉ cần ngươi không âm thầm làm điều gì bất lợi cho ta. Ta như thế nào lại động thủ tay chân? Sau lưng Hàn Lập bạch quang chật lóe, ngân sam nữ tử trong hư không trực tiếp xé rách không gian hiện ra. Phượng đạo hữu, hiện tại không nên tùy tiện thi triển không gian thần thông, giữ lại pháp lực để ứng phó không gian tiết điểm đi. Hàn Lập nhướng mày nói. Yên tâm, ta tất nhiên có chừng mực. Ba phượng nữ tử không biết có phải do đã hạ cấm chế lẫn nhau nên thần sắc bây giờ đã hòa hoãn rất nhiều. Hàn Lập mỉm cười, không nói gì, bước đến bên Nam Cung Uyển, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào việc giải ấn. Ngân sam nữ tử cũng đồng dạng không nói. Qua một khắc, trên không trung quang đoàn chói mắt đến cực điểm, tiếng sấm trầm thấp vang vang truyền đến, bạch quang chợt tắt. Không trung quang đoàn bỗng nhiên hóa thành một cái lỗ đen to lớn, bên trong đen thùy, một tia hào quang cũng không có, dường như mà một cái miệng cự thú khổng lồ. Hàn Lập dùng mình, ngân sam nữ tử thấy vậy, trong mắt quang mang kỳ lạ chợt lóe nhưng không chút do dự nói một tiếng, Hàn đạo hữu, chúng ta đi. Lập tức cả người nàng ngân quang chớp động, hướng hắc động mà đi. Hàn Lập khóe miệng giật giật, vỗ tay vào túi chữ vật, trong mắt ngân quang chợt lóe, một hình thể xuất hiện trước người. Đó là nhân hình khôi lỗi. Hàn Lập không nói hai lời, một tay vừa nhấc hướng về phía khôi lỗi vỗ vỗ. Phốc xi, một tiếng, một nguyên anh đen thùy từ đỉnh đầu khôi lỗi trồi lên, hắc quang chợt lóe, bắn vào trong người Hàn Lập không thấy bóng dáng. Hàn Lập lại hướng về phía khôi lỗi, nhất thời khôi lỗi ngân quang đại phóng, thân hình lui về. Cùng lúc đó, tay áo hắn rung rung, lang đỉnh lưỡng sắc cùng một đoàn tam sắc hương diễm đồng dạng bay ra, xoay quanh trước người. Uyển Nhi, số bảo vật này không có tác dụng đối với ta khi qua tiết điểm. Nàng ở đây không biết có phải vạp chuyện nguy hiểm gì không, nhưng mấy thứ này có thể giúp nàng một tay, nàng hãy cất kỹ, tạm biệt. Hàn Lập nói xong, ống tay áo phất một cái, một cỗ thanh hà bay cuồn cuộn ra, đem mấy kiện bảo vật hướng về phía Nam Cung Uyển. Nói xong, Hàn Lập thân hình bay lên,
hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng đuổi sát Băng Phượng mà đi. Nam Cung Uyển cắn răng một cái, bàn tay đưa ra. Đen nhân hình khôi lỗi cùng các bảo vật khác nhận vào trong tay. Sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú bóng dáng Hàn Lập, khuôn mặt có vài phần tái nhợt, bốn bà. Lúc này Băng Phượng đang ở hắc động ngừng lại, đợi cho Hàn Lập đến phía sau, quay đầu hỏi một tiếng, sao vậy, không cùng Nam Cung Uyển đạo hữu nói thêm vài câu nữa. Bản tự cũng không cần vội vã tiến vào, có thể cho hai vợ chồng ngươi thêm một chút thời gian, yêu tu này đã đạt tới hóa thần, lại có thể nói ra vài lời nhân tình không cần. Chúng ta đã sớm nói qua chuyện này, hiện tại chỉ cần một lòng tìm cách qua tiết điểm. Hàn Lập hít một hơi, bình tĩnh trả lời. Tiếp theo, hắn vỗ lên thiên linh cái, thanh quang chợt lóe, một tiểu đỉnh hiện ra, dưới chân nhẹ nhàng dẫng dẫng, thì quang chớp động, một con lục xích quỷ hiện ra, hơi chuyển động, nân giác liên ảnh liền hiện ra dưới chân, tay áo lại rung lên, một đạo ngân phù bắn ra, một tiếng nổ vang, hóa thành tam sắc chiến giáp kề sát vào người. Tiếp theo 72 khẩu tiểu kiếm trên người bắn nhanh mà ra, hóa thành từng mảng kim quang, ở phụ cận xoay quanh không ngừng. Cùng lúc đó, Hàn Lập hai tay lật chuyển, một viên hoàn vàng rực rỡ cùng một thanh ngọc tán mấy tấc hiện lên trên lòng bàn tay. Ngân giang nữ tử trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng liền ngay đầu vai rung lên, hơn 10 đạo bạch mang bay ra. Trên không trung liền hiện ra, chúng nó xoay quanh. Lập tức lao thẳng xuống, hóa thành một tầng bạch mang bảo hộ Băng Phượng vào bên trong. Đồng thời trên người nàng, ngân sắc linh quang lưu chuyển, huyễn hóa ra thiên điểu Băng Phượng đồ án. Làm cho người ta giật mình chính là, nàng này miệng hé ra, lại phun ra một đạo băng chu. Băng chu vừa mới trôi ra, chỉ có mấy tấc, trong nháy lát liền đón gió điên cuồng lớn lên, hóa thành hơn 10 trượng, chắn trước hai người. Đây là thiên chu. Ta sử dụng hàn nguyên ngưng luyện hơn vạn năm, mới hình thành tột cùng pháp bảo phòng ngự. Lúc bắt đầu tiến vào hẳn là có thể bảo vệ cho ta ngươi một khoảng thời gian ngắn, tránh cho hai ta một ít phiền toái. Ngân sam nữ tử thân hình ngáo lên, liền phiêu phiêu tiến tới thiên chu. Sau đó mới quay đầu nhàn nhạt nói. Hàn Lập không khách khí, cùng liền bay tới thiên chu ở sau lưng ngân sam nữ tử trầm giọng nói. Nếu đạo hữu đã có bảo vật như vậy, Hàn Mỗ cũng sẽ trợ giúp tiên tử một tay. Nói xong, Hàn Lập sau lưng toát ra mảng lớn quang hài, một núi nhỏ hiện ra, cả vật thể đen thùy, không chút nào thu hút Băng Phượng ngẩn ra, chưa hiểu được đây là bảo vật gì. Núi này quay tròn theo hôi hà, bay dựng lên, lập tức một xoay quanh, vững vàng đã rơi vào thiên chu. Tiếp theo Hàn Lập hai tay thúc giục niệm chú, núi này thả một tảng lớn hôi quang, đem thiên chu bảo hộ bên trong. Ngân sắc nữ tử tuy không biết ánh sáng này có cổ quái gì nhưng có thể nhìn ra rằng nó không giống tầm thường, lúc này cũng không nói một tiếng, thần niệm thúc giục, thiên chu ở trong hôi hà cũng dâng lên một ngân sắc quang cháo, tiếp theo một tiếng siêu, liền lao vào hắc động, trong phút chốc đã không thấy tăm hơi. Phía dưới hắc động, mọi người nổ ra một trận xôn xao, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, nhìn chằm chằm không trung, mắt không chớp một cái như không bao lâu sao. Mọi người đều thất vọng, hắc động tuyệt nhiên cùng lúc bắt đầu không có chút nào xuất hiện bất thường. Cầm Nhi, lưu lại hai đệ tử trông coi nơi này, những người khác ở lại chỗ này cũng vô ích. Rốt cục Nam Cung Uyển thu hồi ánh mắt hướng Điền Cầm Nhi bình tĩnh phân phó. Vâng. Điền Cầm Nhi cung kính đáp lại, lập tức phân phó hai gã kết đan tu sĩ tiếp tục lưu lại nơi này. Những người khác theo Nam Cung Uyển trở về đảo. Một tháng sau, tiết điểm vẫn không có chút khác thường, Nam Cung Uyển lại phân phó Điền Cầm Nhi dùng trận pháp phong ấn chỗ này lại, sau đó lưu lại vài tên đệ tử. Những người khác cùng nàng quay về Loạn Tinh Hải. Hàn Lập không có lưu lại nguyên thần đăng cho nên Nam Cung Uyển và mọi người cũng không biết Hàn Lập thông qua tiết điểm có đến được linh giới hay không, hay là như bọn hướng chi lễ, cuối cùng không thể chống lại không gian lốc xoáy cùng cách giới lực cuối cùng vẫn lạc trong không gian tiết điểm, cái này cũng do Hàn Lập không muốn lưu lại nguyên thần đăng. Dù sao đối với người thân cận, một tia hy vọng còn hơn là mất hết niềm tin. Chương 1262, địa phương xa lạ. Hàn Lập nằm trên mặt đất không lúc nhích, cảm thụ mặt đất khô nóng, đồng thời trong lòng tính toán thời gian. Nếu nhớ không lầm, dựa theo thói quen tính một ngày một đêm ở nhân giới, hắn đã nằm trong này 3 tháng. Sở dĩ nói như vậy, bởi khi nhìn lên bầu trời, lại thấy đồng thời 3 ánh dương lóa mắt cùng 4 vầng trăng mông lung. Hàn Lập đã hiểu, ở đây ban đêm ánh dương sẽ dần chuyển toàn bộ thành ánh trăng, mà đến ban ngày, ánh trăng lại chuyển thành nóng chói, huyễn hóa thành 7 mặt trời. Nói đúng ra, tại nơi này, trên bầu trời lúc nào cũng bảo trì 7 thiên thể phát quang trên bầu trời, ban ngày thì mấy thứ này nóng bức kinh khủng, còn ban đêm lại trở nên trong trẻo nhưng lạnh lẽo u ám. Mà nếu cảm giác của hắn không sai, nơi này đêm ngày đều cực kỳ dài, đại khái gấp 3 lần bên ngoài. Ban ngày và ban đêm, nhiệt độ vô cùng chênh lệch, nếu thể chất hắn không dẻo dai, chỉ sợ đã sớm đi đời nhà ma. Nơi này tự nhiên không phải nhân giới, chả lẽ là linh giới? Hắn Lập có chút hồ nghi, không dám khẳng định. Thứ nhất, nơi này linh khí cũng không nồng đậm, tựa hồ so với linh mạch phổ thông ở linh giới cũng không khác bao nhiêu. Thứ hai chính là phương thức hắn đến đây có thuốc đặc thù, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cũng không biết mình có phải đến linh giới thật không.
Nghĩ lại ngày đó ở không gian tiết điểm gặp phải chuyện này, sắc mặt Hàn Lập thật sự khó coi, trong lòng nghĩ mà sợ hãi không thôi, bất quá lại nói. Nếu ở đoạn đường cuối cùng trong tiết điểm không xảy ra việc ngoài ý muốn này, hắn có qua được ba không gian phong bạo cuối cùng nguyên tiếp xuất hiện kia hay không, Hàn Lập một chút nắm chắc cũng không có. Dù sao bảo vật hộ thân 10 cái thì bị hỏng 8-9, ngay cả bát linh thức linh bảo bậc này cũng bị chôn vùi nơi đó. Thậm chí nếu không dùng hóa linh phủ, chỉ sợ hắn đã sớm hôi phi yên diệt trong không gian phong bạo. Bất quá, tình hình hiện tại của hắn cũng không biết về đâu. Hắn vừa ra thoát khỏi không gian tiết điểm, lại ra nơi này, hơn nữa còn lại bị tách khỏi băng phượng, cấm chế trên người tương hỗ với hỏa băng phượng trước kia, lúc này mãnh liệt phát tác. Nếu không biết nhiều bí mật, lại dùng một loại bí thuật mạnh mẽ áp chế cấm chế này, có lẽ đương trường đã bị pháp lực phản thệ mà chết. Cho dù như vậy, cỗ cấm chế còn dư ra một bộ phận mãnh liệt chạy loạn trong cơ thể, không ngừng phá hư kinh mạch. Nếu không phải Mộc Sinh Châu phát huy thần thông bất diệt thể, không ngừng chữa trị, thân thể hắn đã sớm thân tàn ma dại, hoàng đế không thể hỏng hơn. Hiện tại trong thân thể Hàn Lập, một cỗ lực lượng phá hoại, một cỗ lực lượng không ngừng chữa trị. Quá trình này tự nhiên là thống khổ vô cùng, chẳng những không thể sử dụng pháp lực, mà thân thể cũng không cách nào nhúc nhích mảy may. Hơn nữa lực phá hoại so với lực khôi phục còn có sự chênh lệch. Bởi vậy, lát sau, dưới tình thế thân thể rất nhanh bị phá hoại hết, Hàn Lập đành phải dùng phương pháp hư hóa nguyên anh. Nhịn đau đem tất cả bảo vật xuất ra ngoài cơ thể, thu vào túi trữ vật, lại tự tán nguyên anh, biến nguyên anh thành lượng tinh nguyên khổng lồ quán trú vào các ngươi trong cơ thể, thúc đẩy quá trình chữa trị. Nhưng cái giá phải trả rất lớn, chính là pháp lực hơn trăm năm trong cơ thể không còn, vô pháp hấp thu linh lực cùng vận dụng thần niệm. Nói tóm lại, cho dù tu sĩ cao giai hơn Hàn Lập, dùng thần niệm đảo qua thân thể hắn, cũng chỉ cho hắn là phàm nhân thôi, đơn giản là không phát hiện ra cái gì không hợp lý. Đưa mình vào chỗ chết để hồi sinh, quả nhiên hiệu quả. Trải qua nhiều tháng thời gian, cỗ cấm chế lực cuối cùng còn sót lại cũng gần như biến mất. Kinh mạch một lần nữa hồi phục được hơn nửa. Cho hắn tính toán, chỉ cần hơn một tháng nữa, có lẽ có thể khôi phục hoạt động của thân thể. Trong lòng yên lặng cân nhắc, hắn thỏa ngẩn đầu, lọt vào tầm mắt là một màu đen cát sỏi vô bờ, không chút cỏ cây. Hắn nằm ở một nơi hoang vắng trong sa mạc, nửa người bị cát che lấp, cứ vậy mà nằm lẳng lặng bất động giữa sa mạc. Vầng dương trên đỉnh đầu từ 3 cái giờ đã là 2 cái, cuối cùng biến thành 1 cái, bầu trời bắt đầu tối đi, giống như sắp đến hoàng hôn. Lúc này Hàn Lập không nhắm mắt, mà ngược lại mở to mắt ra. Trong mắt ẩn chứa lam mang chớp động nhìn chăm chú lên trời. Không lâu sau, phù cận truyền tới vài tiếng hét thê lương, tiếp đó nhiều điểm đen lần lượt xuất hiện trên không trung, chừng hơn 20 cái, lượt vòng vài lần, sau đó nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Hàn Lập tuy không có pháp lực quán chú vào hai mắt, nhưng hai mắt nha lại vẫn có thể bằng vào thị lực kinh người. Nhìn rõ mấy điểm đen này, đúng là quái điểu đầu ưng thân rơi. Mỗi con dài chừng 5 thước, bụng có một đôi lợi trào sắc bén, hai cánh thịt đen xì, cái miệng dị thường dữ tợn, quái điểu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã hạ xuống 30 trượng. Mục tiêu là kẻ nằm như chết dưới mặt đất Hàn Lập. Hàn Lập hằn mang trong mắt chập lóe, tư chi thử cử động một chút, nhưng không nhúc nhích, trên lồng ngực có chút lên xuống đột nhiên hít sâu vào. Một đàn bụi cát sỏi cuộn lên, nhưng lại quỷ dị ngưng tụ trước mặt Hàn Lập. Mắt thấy sẽ bay vào miệng, Hàn Lập liền há miệng phun, một cỗ gió nhẹ thổi ra. Đoàn cát sỏi kia ở trước miệng hắn xoay tròn không ngừng, nhưng không lập tức hạ xuống. Lúc này ánh mắt Hàn Lập đảo lên không trung, chỉ thấy quái điểu đã bổ xuống cách mặt đất hơn 10 trượng, mấy con bay đầu đã há trước miệng đầy răng ra, mùi tanh hôi từ đó xộc thẳng vào mặt. Hàn Lập mặt không đổi sắc, nhưng lồng ngực đột nhiên phùng lên, từ miệng lại phun ra một cỗ cường phong bạch sắc, thoáng cai chạm vào cỗ bụi cát kia. Sư sư tiếng xé gió nổi lên, dải cát sỏi trở nên dày đặc từ phía dưới bắn nhanh lên, tựa như mãn thiên hoa vũ trùng lên người đám quái điểu, phát ra âm thanh phốc phốc trầm đục. Mấy đầu quái điểu phát ra âm thanh chảm thiết như kim loại ma sát, nhất thời kinh hoàng tản đi, nhưng bay xa được hơn 10 trượng. Từ thân thể bắn ra vô số tơ máu, đều rơi từ không trung xuống mặt đất, bộ bạn bị thương không nhẹ. Một màn làm người ta giật mình xuất hiện, đám quái điểu còn lại thấy đồng bạn bị thương, nhưng không tiếp tục công kích Hàn Lập, ngược lại đổi hướng, hung hăng đánh về phía đồng loại trên mặt đất. Trong chốc lát, đã dè sát đám quái điểu bị thương, sau đó mỗi con liền cắp một khối huyết nhục, mãn nguyện dương cánh bay lên cao, biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ khoảng nửa khắc thời gian, trên mặt đất cát sỏi, chỉ còn một mình Hàn Lập cô liêu nằm đó như người chết. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với hành động này đã sớm dự đoán, chính là ánh mắt chớp động không biết suy nghĩ cái gì. Lại qua không biết bao lâu, một mặt trời trên không trung dần ảm đạm, bắt đầu biến đổi hình thái. Loại cảnh hoành tráng như vậy, Hàn Lập dưới mặt đất đã ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần, nhưng khi trên không trung xuất hiện 7 vầng sáng như trăng rằng, trong lòng hắn lại có cảm giác rung động. Bỗng nhiên thần sắc Hàn Lập biến đổi, trên mặt hiện ra vẻ kinh nghi bất định, nhưng đáng tiếc chỉ phần đầu có thể nhúc nhích một chút, còn lại mọi hành động khác đều không thể làm được. Một lát sau, một nơi nào đó chuyển đến thanh âm ầm vang,
hơn nữa còn ẩn ẩn tiếng ồn ào của Ngực Phi loạn vó, dường như có số lượng lớn nhân mã đi qua gần đây. Hàn Lập nhướng mày, hiện lên vẻ do dự, không biết có nên chủ động thu hút sự chú ý của nhóm người này hay không. Nếu hắn không chủ động phát ra âm thanh, trong tình huống nửa thân thể bị vùi lấp, tuy rằng đối phương không thể dễ dàng phát hiện ra hắn, nhưng một tia do dự trong lòng lập tức bị vạt đi, bởi vì một con chim nửa cả người đỏ đậm to bằng nắm tay, quỷ dị hiện ra giữa khoảng không trên đầu Hàn Lập, cách mặt đất khoảng 3-40 trượng, xoay tròn không ngừng, trong miệng còn phát ra tiếng hót thanh minh vui tai. Tuy rằng không lớn, nhưng vô cùng du dương. Trong khoảng vài dặm đều nghe được rõ ràng, giống như là đang truyền tin tức cho đoàn người kia. Hàn Lập thở dài, trơ mắt nhìn tình huống trước mặt, cho dù hắn muốn dùng trò cũ thổi cát sỏi đánh trúng con chim này, cũng tuyệt đối không thể làm được, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Quả nhiên, không bao lâu, mặt đất một trận chấn động rất nhỏ, tựa hồ có gì đó chạy về phía hắn. Sau một trận tiếng hô, vài tên kỵ sĩ cưỡi một loại quái thú chạy tới gần Hàn Lập. Hơn nữa ở rất xa đã dừng lại, không nói một lời chỉ đứng nhìn Hàn Lập, ánh mắt dị thường băng lãnh. Hàn Lập nghiêng đầu, quét mắt nhìn đám người kia một cái, không sai. Tuy rằng ăn mặc hơi cổ quái, đích thật là nhân loại không phải giả, Hàn Lập trong lòng hơi buông lỏng xuống. Vài tên kỵ sĩ tất cả đều là nam tử thanh niên từ 20 đến 40 tuổi, trên người mặc trang phục không giống nhau, có toàn thân che kín. Một thân khô giáp, có người thì chỉ dùng vài khối cốt phiến hào quang nhàn nhạt che đi vào bộ phận yếu hại, cực kỳ đơn sơ. Nhưng vô luận là ai, trong tay đều cầm trọng côn, thân côn cực kỳ thô to, phía trước đầy mũi nhọn sắc bén, giống như lang nha bổng vậy. Nhưng càng hấp dẫn chú ý của Hàn Lập loài, quái thú những người này cưỡi. Đúng là một đầu quái thú màu xanh giống cự lang, nhưng trên đỉnh đầu có một cái sừng đen thui vung vức tỏa sáng, phần eo là tứ chi thô to. Tất cả đều khoác giáp phiến thật dày, dài chừng 2 trượng, làm cho chúng có vẻ dị thường dữ tợn. Hàn Lập đánh giá những người này, đồng thời những kỵ sĩ cưỡi quái thú cũng nhận ra Hàn Lập không nguy hiểm, vô dương mặt chăm chú thả lỏng vài phần, nhưng vẫn không có ý lại gần. Trong đó có một gã hơn 40 tuổi, là chàng hắn trên mặt có một vết sẹo dài, bỗng nhiên quay đầu hướng gã thanh niên bên cạnh hỏi cái gì. Tên thanh niên tóc ngắn lập tức sờ trong lồng ngực, lấy ra một đồ vật tựa như vòng tròn bạch sắc, sau đó khu động quái thú dưới thân. Đi đến chỗ Hàn Lập, thanh niên cách Hàn Lập mấy trượng liền dừng lại, làm nhảm vài câu không thể hiểu được, thấy Hàn Lập không chút phản ứng, nhíu mày đánh giá Hàn Lập vài lần, sau đó nhấc tay, vòng tròn trong tay nhắm ngay Hàn Lập ngáng lên một cái. Chương 1263, huyết chú văn thư cùng linh cụ. Từ trung tâm vòng tròn bắn ra một trụ sáng màu xanh, chiếu lên thân thể Hàn Lập. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, mặc cho linh quang này ở trên người chớp động, tất nhiên là bởi vì hắn không có năng lực tránh né, còn phương diện khác, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra linh quang này không có tính công kích, chính là dùng để dò xét gì đó. Hào quang chợt tắt, cột sáng biến mất không thấy, ngược lại vòng tròn quanh thân mình lại sáng rực lên. Thanh niên kia cúi đầu nhìn thoáng qua vòng tròn, đột nhiên hoảng sợ hướng phía sau quát to một tiếng. Tu sĩ phía sau nghe được tiếng quát, cũng một trận xôn xao. Lập tức thấy hắn từ trên mặt mang vết sẹo lớn tiếng hỏi thanh niên kia vài câu, nghe được câu trả lời, liếc mắt một cái nhìn Hàn Lập trên mặt đất có chút giật mình. Ngay sau đó, hắn khu động cự lang dưới thân đi tới, đến bên cạnh người thanh niên. Hắn mở miệng hỏi Hàn Lập mấy câu, nhưng Hàn Lập đảo mắt vài cái, căn bản nghe không hiểu gì. Trung niên hắn từ sơ sơ cằm, thanh âm trong miệng bỗng biến đổi, tựa hồ thay đổi một loại ngôn ngữ khác. Vừa nghe được loại ngôn ngữ này, thần sắc Hàn Lập chợt động, tuy rằng vẫn không thể hiểu, nhưng có chút quen tai, dường như có chút quan hệ với ngôn ngữ cổ nào đó của nhân giới. Đại hắn thấy biểu tình Hàn Lập trên mặt vui vẻ, vội mở miệng nói thêm vài câu, nhưng Hàn Lập vẫn chậm chậm lắc đầu. Đại hắn có chút đau đầu, treo vũ khí lên người cự lang, sau đó lấy ra từ trong lòng một vật, một hộp gỗ màu vàng nhạt, từ hé mở ra, bên trong lộ ra một viên châu màu nhũ vàng, bằng ngón tay cái linh quang chớp động. Trung niên hắn tử trên mặt lộ ra vài phần nghiêm nghị, cúi đầu nhìn Hàn Lập, lại nhìn viên châu, trên mặt âm tình bất định trong chốc lát, sau đó cắn răng một cái, lấy viên châu vào trong tay, cổ tay vừa lật, lộ ra một chiếc nhẫn kiểu dáng kỳ lạ, mặt ngoài có khắc vài phù văn, trên mặt khảm một viên tinh thạch màu xanh biếc như hạt đậu. Đại hắn đem viên châu lại gần chiếc nhẫn. Bỗng nhiên không gian hào quang rực rỡ, viên châu sáng chói cực kỳ, mà đại hắn không do dự đem viên châu ném về phía Hàn Lập. Vật gấy vừa tiếp xúc với thân thể Hàn Lập liền thoáng chốc chui vào trong, không thấy bóng dáng. Hàn Lập nao nao, nhất thời cảm thấy một cỗ lương khí từ chỗ viên châu đi vào thoát ra, xông thẳng lên não, trong lòng thầm rùng mình. Nếu là một thân pháp lực trước kia, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể đem vật kia bước ra ngoài cơ thể, nhưng hiện tại pháp lực đã mất, thân thể còn không thể nhúc nhích, chỉ có thể dương mặt nhìn, vô kế khả thi. Cũng may mấy hành động của mấy người này không giống có ác ý, Hàn Lập cũng không lộ ra biểu tình kinh hoàng. Cỗ lương khí kia ở trong đầu dạo một vòng, liền biến mất không thấy nữa, nhưng đầu đột nhiên đau đớn. Tiếp đó bên trong thần thức hiện ra rất nhiều thứ.
mạnh mẽ xâm nhập vào trong đầu. Thần niệm Hàn Lập tuy rằng không thể tỏa ra ngoài, nhưng thần thức cường đại của hắn là hàng thật giá thật. Sắc mặt hắn hơi đổi, thần thức liền hấp thu sạch mấy thứ này, trong nháy mắt nắm được một loại ngôn ngữ xa lạ, đúng là cùng loại với ngôn ngữ lúc trước đại hán kia nói. Đại hán mặt sạo nhìn Hàn Lập hút viên châu vào cơ thể xong, ban đầu không có biểu hiện gì, sau đó lại lộ ra biểu tình giật mình, nhưng lập tức trầm giọng hỏi, hiện tại ngươi có thể nghe hiểu lời ta, ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này? Nơi này chính là nơi sâu nhất trong Thanh La sa mạc, ngươi thường căn bản không thể xuất hiện ở đây. Thanh La sa mạc, không nghe nói qua, nói thật, tại hạ trong lúc vô ý đến được đây. Phương thức đi vào có chút đặc thù, căn bản không biết là sẽ đến chỗ nào. Về phần thân phận, tại hạ chỉ là một người thường mà thôi, không có gì để nói. Các hạ có thể gọi ta là Hàn Lập. Hàn Lập cười khổ một tiếng, nói, phương thức đặc thù, ngươi là từ khe hở không gian mà tới, không cần giật mình. Nơi đây vốn là khu vực hay bạo phát khe hở không gian, thường xuyên có người xa lạ từ ngoài ngàn vạn dặm bị cuốn tới đây. Đại hán không lộ chút kỳ quái, ngược lại như thấy nhiều đã thành thói quen. Hàn Lập nghe xong, thật hết chỗ nói. Một bụng suy nghĩ câu trả lời từ trước, có lẽ không cần phải nói ra, hắc hắc. Xem bộ dáng các hạ cũng không phải người thường, nhưng chỉ cần không phải ngoại tộc biến hóa, lai lịch không rõ cũng chẳng sao. Bất quá tình hình hiện tại cũng thật khéo, không ai cứu được ngươi nữa. Mấy ngày nữa chính là hạt triều kỳ ở Thanh La sa mạc, đến lúc đó ngươi cho dù là đại bổn sự, cũng chỉ có một đường, tử lộ. Hễ nào, có đồng ý cùng Thiên Đông Thương Hào chúng ta ký khế ước không? Chúng ta có thể mang ngươi đi, nhưng phải trả phí. Ngươi phải vì Thương Hào chúng ta mà làm việc 20 năm, sau 20 năm mới có thể đi. Đại hán trên mặt vết sẹo run rẩy một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười. 20 năm, không vấn đề. Ta đồng ý. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, không chút do dự. Liền một câu đáp ứng luôn. Tốt, ngươi đã đồng ý. Vậy viết một phần huyết chú đi. Đại hán cười ha ha, vẫy tay với một gã kỵ sĩ. Vị kỵ sĩ lấy ra một tập giấy dày, tùy ý rút ra một cái, cắn ngón tay viết lên vài chữ. Ngay sau đó đại hán nhảy xuống cự lang, đem trang giấy tới, đưa đến trước mặt Hàn Lập, để hắn xem qua một chút. Hàn Lập nhướng mày, nhìn trang giấy, cả nửa ngày không có trả lời. Sao thế? Ngươi không phải ngay cả huyết chú văn thư cũng chưa thấy qua chứ? Đại hán ngẩn ngơ như nhớ tới cái gì. Liền nói, không sai, tại hạ thật là lần đầu nhìn thấy. Có thể nói vật ấy có tác dụng gì không? Hàn Lập nhìn chằm chằm đống phù văn phía trước, thành thật trả lời, cái này là trang giấy gì? Rõ ràng là một đạo phù sách mà thôi. Loại phù truyện trên mặt phù văn này hắn cũng nhận ra được, là một loại phù văn vô cùng cổ xưa. Nhưng loại tổ hợp sắp xếp này là lần đầu nhìn thấy, bên trong ẩn ẩn một cỗ huyết tinh, có chút quỷ dị. Ngay cả huyết chú văn thư cũng không biết, chẳng lẽ là từ hướng đông tới đây. Quên đi, ta nói cho ngươi vậy, vật này rất đơn giản, chỉ cần ngươi xem những gì viết trên đó không có vấn đề gì, vậy thì cam tâm tình nguyện nhỏ một giọt máu lên, khế ước huyền có hiệu lực. Nếu một bên thay đổi ý định, huyết chú sẽ lập tức đoạt đi một bộ phận linh hồn của ngươi. Cho ngươi sống không bằng chết, hắc hắc. Đây chính là huyết chú môn chế tác đó, trừ phi ngươi thực sự là thần tiên, nếu không sẽ phải chịu hạn chế này. Đại hán không còn kiên nhẫn, thuận miệng giải thích vài câu. Hàn Lập lộ vẻ trầm ngâm, từ nãy đến giờ hắn tuy rằng không có hiểu được huyết chú này thi hành thế nào, nhưng phù văn trên mặt lại hiểu biết vài phần. Phù chuyện này không tính là phức tạp, tuy rằng không thể lập tức hiểu thấu đáo, nhưng lấy tạo nghệ trên phương diện phù chuyện của hắn, chỉ cần thêm chút thời gian giải thích thứ này không thành vấn đề. Hơn nữa thông qua trình độ phức tạp của phù văn bên trên, loại phù này đại khái chỉ có thể ước thúc trúc cơ tu sĩ, chỉ cần ngoài kết đan căn bản không chịu trói buộc gì. Hắn cho dù trong cơ thể một chút pháp lực cũng không có, nhưng còn nguyên anh hư hóa ra tinh nguyên đã quán chú vào thân thể, lại càng không sợ huyết chú này. Chỉ sợ loại nguyên rủa cấm chế này vừa vào người hắn, sẽ tự động bị hóa giải sạch sẽ. Lại nói, thứ này cùng với nhân giới lão già họ Phú của Cửu U Tông kia xuất ra Minh Hà Chi Hiệt có chút tương tự, nhưng tự nhiên không thể đánh đồng hai cái. Minh Hà Chi Hiệt ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều phải chịu ức thúc, mà huyết chú văn thư này hơn phân nửa là dùng cho phàm nhân sử dụng. Hơn nữa nghe khẩu khí đại hắn, tựa hồ đây là vật thường dùng. Hàn Lập tâm niệm xoay chuyển, ánh mắt xem một vòng phù văn trên văn thư, đích thật là sau khi cứu giúp mình, bản thân phải làm việc cho đối phương 20 năm. Có thể, không vấn đề, nhưng hiện tại ta không thể nhúc nhích, về sau ký có được không? Hàn Lập trong miệng đáp ứng một tiếng, nhưng hiện ra vẻ không tình nguyện, bộ dạng như muốn lấy cớ. Đại hắn mặt sợ cười lạnh, đưa huyết chú văn thư về phía kỵ sĩ nói. Tiểu thất, ngươi qua giúp một chút. Tên gọi là tiểu thất kia lập tức đem trang giấy đưa tới trước ngực Hàn Lập. Một tay bắt lấy tay Hàn Lập, tay kia hàn mang chợt lóe, cầm một thanh chùy thủ dài vài tấc sắc bén dị thường, không thức khách khí hướng cổ tay Hàn Lập chém tới. Đương một tiếng va chạm kim loại vang lên,
cổ tay Hàn Lập cũng không chảy máu, chỗ chùy thủ xẹt qua, ngay cả một vết xước cũng không có. Lần này, chín đại hán trong đám người cả kinh, kỳ sĩ kia cầm chùy thủ, trực tiếp ngây ngốc tại chỗ. Ngươi tu luyện là Huyền Giáp Công, là Kim Cương Quyết, có phải đã luyện tới tầng 2? Đại hán mặt sạo sau khi tỉnh lại, mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị hỏi, là Kim Cương Quyết, tầng thứ 3. Nghe đối phương hỏi vậy, Hàn Lập trầm mặc trong chốc lát mới chậm rãi đáp, nhưng trong lòng kỳ thật mừng như điên. Hiện tại hắn cuối cùng cũng có thể xác định, nơi này là linh giới theo lời Thiên Lan Thú phân thân nói. Nếu không Kim Cương Quyết tên công pháp bực này, sao lại được nói ra từ miệng phàm nhân? Tầng 3 Kim Cương Quyết đã có thể trực tiếp cùng đế giai yêu thú chiến đấu, xem ra tại hạ nhặt được bảo vật, trách không được phàm khí của tiểu thất lại không thương tổn đến ngươi. Dùng kim oánh kiếm đi, tuy rằng chỉ là một kiện đế giai linh cụ, nhưng các hạ chỉ cần không thúc dục pháp quyết cản trở, vậy tạo ra một vết thương nhỏ vẫn có thể làm được. Đại hán mặt sợ đầu tiên là thở ra một hơi, thân sắc khôi phục như thường, tiếp đó lật tay ném ra một thanh đoàn kiếm linh cụ. Hàn Lập vừa nghe tên gọi cổ quái này, trong lòng chợt động, mà tên tiểu thất kia tiếp nhân đoàn kiếm cũng dẹt một tiếng rút kiếm ra, một dải kim mang bắn ra bốn phía. Hàn Lập híp mắt đánh giá, trong lòng bỗng rất kỳ quái, cái thứ gọi là linh cụ này tựa hồ không khác pháp khí là mấy, chẳng lẽ linh giới phàm nhân cũng có thể khu động pháp khí? Bất quá lập tức ánh mắt Hàn Lập lại cẩn thận đảo qua, rút cuộc phát hiện điểm bất đồng chính tại khoảng giữa chui và lưỡi kiếm, được khảm một viên linh thạch màu vàng sáng lấp lánh. Linh thạch này cấp bậc không thấp, đúng là một khối trung phẩm linh thạch kim trúc thuộc tính, nhưng thể tích chỉ bằng 1/5 của nhân giới. Trong lòng hắn đang kinh ngạc, chỉ thấy tiểu thất lấy từ trên người ra một cái bao tay đeo lên, sau đó mới cầm đoàn kiếm. Bao tay này mặt ngoài phù văn chớp động, thế nhưng bên trên cũng được khảm linh thạch lớn nhỏ, màu sắc khác nhau. Chương 1264, Thiên Đông Thường. Kim kiếm mỗi lần bị thủ trào bắt lấy, hào quang chợt tắt, thân kiếm lại càng âm hàn bức người. Nhìn cảnh này, Hàn Lập ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng lịa có chút giật mình, kỵ sĩ trước mắt có thể khu động một cái gọi là linh cụ, điều này phá vỡ hoàn toàn quan niệm từ trước đến nay của hắn. Tuy rằng từng nghe Thiên Lan Thú phân thân nói qua, phàm nhân kiệt xuất của linh giới hoàn toàn có thể cùng người tu tiên đối kháng, trước mắt linh cụ đồng dạng giống với pháp khí như phàm nhân lại có thể sử dụng, điều này làm cho hắn có chút hoảng sợ. Như vậy bình thường phàm nhân cũng có thể có năng lực diệt sát tu sĩ cấp thấp. Lúc Hàn Lập kinh dị là lúc kỵ sĩ nâng đoàn kiếm vên hướng vào cổ tay Hàn Lập, động tác rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Hàn Lập nhướng mày, liền chậm rãi thúc dục pháp quyết, nhắc tới cũng buồn cười, Minh Vương Quyết và Kim Cương Quyết cùng là một loại công pháp, chẳng qua phương thức khác nhau một chút, một cái là dùng tự thân cơ thể tu luyện, cái còn lại là lợi dụng linh lực để cường hóa thân thể. Hàn Lập lúc trước tự nhiên là tu luyện Minh Vương Quyết, nhưng giờ này cơ thể pháp lực hoàn toàn không có, hơn nữa công pháp này lại chỉ có thể sử dụng cùng với tâm pháp. Hơn nữa Minh Vương Quyết nhờ sử dụng long quả, hắn đã sớm tu luyện đến tầng thứ 4, chỉ bằng thân thể hắn hiện nay mà nói, nếu không cố ý làm yếu bất Kim Cương Quyết, kim kiếm vẫn không thể đả thương hắn mảy may. Đoàn kiếm tiếp xúc với cổ tay của Hàn Lập, kim mang thoáng lên một chút, cuối cùng cắt qua ra, một dòng máu nhỏ chảy ra. Kỵ sĩ vội vàng nắm lấy tay Hàn Lập, lấy chút máu huyết, huyết chú văn thư bắt đầu viết lên mấy ký hiệu cổ quái, túc huyết văn mới thành hình, liền quỷ dị nhập vào trang giấy không thấy bóng dáng. Giờ này, kỵ sĩ mới hướng phía Hàn Lập cười nói, các hạ hiện tại chỉ cần xem qua nội dung khế ước, cuối cùng trong lòng chỉ cần tỏ vẻ đồng ý. Hàn Lập mi mắt hơi động, nhưng vẫn theo lời hắn nhất nhất đi làm. Kết quả huyết chú văn thư bỗng nhiên huyết quang đại phóng, một loạt ký hiệu dường như sống lại, từ văn thư bắn vào trong người Hàn Lập và kỵ sĩ và biến mất không thấy. Huyết chú văn thư bỗng phốc suy một tiếng, sau đó bùng lên một ngọn lửa xanh biếc rồi hóa thành hư ảo. Ha ha, khẽ lắm, Hàn huynh đệ, hôm nay người chính thức trở thành người của Đông Thương tiểu thất. Đi từ một chiếc xe thật tốt, Hàn huynh đệ thân thể hiện đang không tốt, không thể cưỡi trảm toan lang thú. Kỵ sĩ mặt sợ lộ vẻ tươi cười ôn hòa với Hàn Lập. Lúc này tiểu thất đáp ứng một tiếng, lập tức cưỡi cự lang hướng phía sau mà đi. Còn đại hán mặt sẹo cùng Hàn Lập nói chuyện phiếm, tự giới thiệu. Lúc này Hàn Lập mới biết được, đại hán mặt sẹo tên Trương Khuê, là đội trưởng của một đội hộ vệ, lần này hộ tống một lô hàng hóa quý giá, phải đi qua Thanh La sa mạc. Mà Thanh La sa mạc diện tích không hề nhỏ, chỉ là từ đầu bên này qua đầu bên kia đã mất hơn một tháng thời gian. Ngay lúc hai người đang nói chuyện phiếm, phía xa xa bụi đất chợt nổi lên, một con quái vật lớn nhằm hướng này mà chạy đến. Tiểu thất ngay lúc này đang dẫn đường phía trước, khi đến gần, lúc này Hàn Lập mới thấy rõ, đó là một con rùa lớn cao 4-5 trượng, dài 7-8 trượng. Trên lưng con rùa có một thanh ngỗ làm thùng xe, may trước mai rùa có một tòa nghế dựa, một hôi bảo lão giả đen, vậy đang ngồi ngay ngắn phía trên, tương tự như một sa phu. Cửa quy dừng lại trước vài tên kỵ sĩ, cửa khoang xe liền mở ra, từ bên trong đi ra một người. Là một tiểu cô nương chừng 15-16 tuổi, khuôn mặt tròn tròn, thập phần đáng yêu. Trương Thúc, là người này sao? Ánh mắt cô gái nhìn Hàn Lập đang nằm trên mặt đất, tủm tỉm cười hỏi.
Hương Nhi cô nương, vị Hàn huynh này đã gia nhập thư hội của chúng ta, có điều đang có thương thế. Mặt khác các xe khác đều có hàng hóa, đành làm phiền các vị cô nương vậy. Ba Diện đại hán khách khí dị thường, nói với thiếu nữ, ta, nếu đã gia nhập thương hội của chúng ta, cũng không tính là người ngoài. Chiếu cố một chút là điều tất nhiên, đưa hắn đem đến đây đi. Thiếu nữ thản nhiên cười nói. Tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng đã hiển lộ ra một tia quyến rũ, Ba Diện đại hán trong miệng tạ ơn, hai tay lập tức vung lên. Hai gã kỵ sĩ nhảy xuống cự lang, đem Hàn Lập theo đống cát mang lên, thông qua một đạo thang dây đem Hàn Lập đưa lên cự quy. Cô gái thân hình nhoáng lên, bước trước một bước vào xe, theo sau là hai gã kỵ sĩ đã đem Hàn Lập tới cửa xe. Hàn Lập mắt đảo qua, đã nhìn kỹ mọi thứ trong xe. Xa xương không gian rất lớn, đủ có thể ngồi xuống hơn 10 người vẫn còn dư, trừ bỏ cô gái lúc trước, trong xe còn có ba cô gái, tuổi từ 12, 13 đến 16, 17 tuổi, mỗi người đều dung mạo xuất chúng, phải nói là mỗi người một vẻ 10 phân vẹn người, mà trong xe trừ bỏ một cái bạn cùng ghế dài bốn phía liền không có vật gì. Có chút trống trải, trách không được Ba Diện hắn tử lại đem Hàn Lập đến nơi đây. Hàn Lập cuối cùng được an trí tới một góc trong thùng xe, phía dưới có nệm gia thú. Lông xù, nằm có chút thoải mái, hai gã kỵ sĩ lui ra ngoài, nhưng vẫn nhân cơ hội nhìn vào trong xe liếc nhìn vài nữ tử một cái. Hàn Lập có chút kinh ngạc, nhưng hắn ở nhân giới đã trải qua không ít sóng gió. Tự nhiên vẫn không lộ ra vẻ nào khác thường, hướng nhìn các cô gái mỉm cười một chút rồi hai mắt nhắm lại, nghĩ ngơi dưỡng sức mặc dù nói trong cơ thể hắn một tia pháp lực cũng không có, hơn nữa kinh mạch cũng không hoàn toàn khôi phục, không thể thật sự tu luyện cái gì. Trong sa mạc đã mấy tháng, ban ngày cực nóng ban đêm băng hàn, cơ thể đang trọng trương bị vây rực ép không nhỏ, tinh thần có chút mệt mỏi ở trong xe. Bốn cô gái, me từ đầu tự nhiên dùng ánh mắt tò mò đánh giá Hàn Lập, sầm xì bàn tán. Các cô gái tuy sầm xì cực nhỏ, nhưng với khoảng cách gần như thế nào? Lấy Hàn Lập thính lực hơn người tự nhiên nghe rõ ràng mấy người nói chuyện Hương Nhi muộn muội, người này đã bị cái gì đả thương mà đến việc cử động cũng không thể, ai biết. Chẳng qua Trương Thúc vừa nói, trong chốc lát sẽ gọi một tu sĩ đến đây xem sao. Chật chật, Trương Đại Thúc thật sự coi trọng người này sao, tà tu sĩ cũng gọi đến. Cái này không rõ ràng lắm, nhưng mà Trương Thúc có nói, người này tiềm lực rất lớn, là một nhân tài hiếm gặp, nếu không cũng không đưa đến chỗ tỉ muội chúng ta, nhân tài, sao ta không nhìn ra điểm nào. Người này thoạt nhìn thực bình thường, Hàn Lập đối với việc nghị luận của các cô gái đều già điếc làm ngơ, lẳng lặng nằm không núc nhích. Lúc này cự quy lại bắt đầu chạy. Tuy tốc độ khá nhanh nhưng với khúc vàng dị thường, trong xe Hàn Lập chỉ cảm nhận được sự rung động nhẹ. Sau đó không lâu, cự quy bỗng nhiên ngừng lại, tiếng ồn ào, thanh âm đàm thoại truyền đến, cự quy đã về tới xa đội. Sau đó chợt nghe Ba Diện đại hán hét lớn, toàn bộ đoàn xe liền xuất phát. Tuy rằng Hàn Lập ở chỗ sâu bên trong xe, không thể nhìn tình huống bên ngoài, nhưng rõ ràng xa đội này nhân số không ít. Ít nhất có khoảng 200-300 người. Lúc này bốn cô gái tán dóc tựa hồ cảm hết hứng thú với đề tài Hàn Lập liền chuyển qua sự tình khác. Lúc này đây, thanh âm lớn lên rất nhiều, không có chút nào kiêng dè Hàn Lập nữa. Nghe nói lúc này, Thiên Đông Thương vận chuyển trọng vật, quan hệ đến an nguy của An Sa Thành cho nên An Sa Thành thành chủ mới có thể bỏ ra cái giá trên trời tinh thạch thuê chúng ta. Vận chuyển món hàng này, nếu không An Sa Thành hẻo lánh bực này Thiên Đông Thương chúng ta thật không muốn giao dịch với họ. Nhưng vì sao phu nhân đi trước tới An Sa Thành? May cả bốn chúng ta đều không mang theo, thật có chút kỳ quái. Hi hi, ba người không biết ư. Lần này phu nhân tự thân xuất mã. Một mặt là hàng hóa lần này trọng yếu, mặt khác còn là mình đóng Ngũ Thiếu Gia về nhà. Ngũ Thiếu Gia, không phải là Ngũ Thiếu Gia thân có linh căng, được một vị tu sĩ thu làm môn hạ, như thế nào lại xuất hiện tại An Sa Thành? Một tiếng nói có phần bất ngờ thốt ra từ cô gái kêu Hương Nhi, cái này ta cũng không rõ lắm. Ta cũng không được nghe phu nhân kể chi tiết, ta nghe nói Ngũ Thiếu Gia thân có linh căn, rất được phu nhân và lão gia sủng ái, như vậy không trách phu nhân cấp bách đi trước một bước. Các cô gái líu lo nói không ngừng. Trên ghế dài, Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, bộ ngực phập phồng, tựa hồ đã đi vào giấc ngủ sâu. Ai ở bên ngoài, cô gái lớn tuổi nhất bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, hướng cửa xe chất vấn mặt khác. Ba cô gái nghe vậy thần sắc hơi đổi. Đúng lúc này, phía ngoài xa xương truyền vào một âm thanh nam tử, Liễu Nhi cô nương, bần đạo Nam Kỳ tử, được Trương thí chủ phó thác đến vấn an Hàn thí chủ, nguyên lại là Nam Kỳ tử đạo trưởng. Liễu Nhi thất kính, mời đạo trưởng vào. Lam Sam thiếu nữ nghe vậy, thần sắc hơi trì hoãn, theo bản năng quay lưng nhìn thoáng qua xa xương một lát, kết quả thần sắc nàng ngẩn ra bởi vì chẳng biết tự khi nào Hàn Lập đã mở ra hai mắt, đầu khẽ nghiêng, vừa lúc nhìn vào mắt nàng, khóe miệng như có như không một chút tiêu ý. Lúc này Hương Nhi đen cửa xe mở ra, ngoài cửa xa xương xuất hiện một gã hoàng bào đạo sĩ và bạch bào lão giả. Đạo sĩ chỉ có 30 mấy tuổi, trên mặt thanh quang chớ động, rõ ràng là biểu hiện pháp lực đến cảnh giới nhất định. Mà kia bạch bào lão giả đầu tóc trắng xoa, mặt hơi nhăn, một bộ dáng rắn ngoa, phủ lão. Lão nhân gia người như thế nào cũng tới, vừa thấy bạch bào lão giả,
thì Giang thiếu nữ ngẩn ngơ, cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 1265, Nam Kỳ Tử và Phù Lão. Không có biện pháp, người mới gia nhập là một kỳ tài tuổi còn trẻ đã tu luyện Kim Cương Quyết tới tầng thứ 3, thật khiến cho lão phu nhì không ra. Lão già ho nhẹ một tiếng, nếp nhăn trên mặt run run nói: "Kim Cương Quyết tầng 3, người này?" Thì Giang thiếu nữ lắp bắp kinh hãi, trợn tròn hai mắt. Hương Nhi muộn muội không được vô lễ, mau nhường đường cho hắn cùng Phù Lão tiến vào. Lam Sam thiếu nữ ánh mắt chớp động, nói: "Ai nha, là Hương Nhi thất lễ." Hương Nhi được Lam Sam thiếu nữ nhắc mới tỉnh ngộ, vội tránh sang một bên cho hai người tiến vào. Người gọi là Nam Kỳ Tử mỉm cười không thèm để ý. Phù Lão thở dài một hơi, sau đó mới chậm chạp mở cửa xe. Hiện tại sắc trời bên ngoài đã dần tối, mà đoàn xe vẫn chạy như bay về phía trước không chút ý tứ dừng lại. Vị huynh đài này chính là Mã Trương lĩnh đội tới. Đạo sĩ cũng không khách khí, vừa tiến vào ánh mắt đảo qua dừng ngay trên người Hàn Lập. Không sai, chính là tại hạ. Là Trương huynh mời đạo trưởng đến đây, nhưng chỉ sợ đối với thân thể của tại hạ, đạo trưởng cũng không có cách nào. Tại hạ chỉ cần tĩnh tọa mấy tháng liền có thể tự do hành động. Hàn Lập bình tĩnh trả lời: "Hắc hắc, các hạ nếu đã tu luyện Kim Cương Quyết đến tầng thứ 3, vậy thần thông cũng không giới bần đạo. Nhưng người tu tiên có chút khác biệt với người tu luyện thân thể, không chừng bần đạo có biện pháp, có khi không cần đến thời gian mấy tháng đâu." Nam Kỳ Tử không vì vậy mà khó chịu, ngược lại nhàn nhạt nói. Hàn Lập nghe vậy trên mặt hiện lên một tia dị sắc. Tuy rằng thần niệm của hắn không thể ly khai thân thể để biết chuẩn xác tu vi của đối phương, nhưng qua cảm ứng khoảng cách gần vẫn có thể mơ hồ đoán ra gã đạo sĩ trước mặt là một gã tu sĩ trúc cơ kỳ. Ở nhân giới, tu sĩ khi bước chân vào tu chân giới cơ hồ đều có một tâm lý khinh thường phàm nhân, cho dù là tu sĩ luyện khí kỳ cũng không thèn giao tiếp với phàm nhân. Nhưng ở linh giới, gã đạo sĩ trúc cơ kỳ trước mặt lại nói chuyện khách khí với một phàm nhân. Điều này khiến Hàn Lập có chút không thích ứng, thậm chí còn có cảm giác lạ lẫm. Xem ra đúng như Thiên Lan Thú phân thân nói, lực lượng của phàm nhân ở linh giới không nhỏ, thậm chí ngay cả đám tu sĩ cũng không dám khinh thường. Trong lòng cân nhắc, ngoài mặt Hàn Lập cười gật đầu khách khí nói: "Nếu đạo trưởng đã nói thế, vậy xin làm phiền." Nam Kỳ Tử cười với Hàn Lập, sau đó nhấc tay, trên cổ tay hiện ra một thanh sắc viên hoàn. Tay kia giơ lên trên mặt viên hoàn, lập tức một hoàng sắc đồng kính xuất hiện trong lòng bàn tay. Thấy vậy, trong lòng Hàn Lập chợt động, cái này hình như là một loại pháp khí chữ vật, như rõ ràng cao cấp hơn nhiều so với túi chữ vật. Mỗi gã luyện khí kỳ tu sĩ đều có thứ này, xem ra là vật thông dụng trên linh giới. Hơn phân nửa là tu sĩ linh giới không dùng túi chữ vật. Khi hắn tán nguyên anh thì ngoài hai quả diệt tiên lôi giấu trên người, còn lại tất cả đều bỏ vào túi chữ vật cùng mấy túi linh thú, đã sớm chôn sâu hơn 10 trượng ở một nơi nào đó. Vì cẩn thận, hắn cố ý mở túi linh thú rồi hạ lệnh cho phệ kim trùng và lục dực xương công bảo vệ cho túi chữ vật. Về phần đầu thổ giáp long kia, hắn căn bản không mang theo lên linh giới mà để lại cho Nam Cung Uyển ở nhân giới. Hiện tại trong cơ thể Hàn Lập ngoài hóa linh phù đã thi triển pháp quyết che mắt không sợ người khác thấy, cùng với phá diệt pháp thì hư thiên đỉnh, 72 thanh trúc phong vân kiếm và trọng bảo đều để lại trong sa mạc. Không có pháp lực căn bản không thể khu động bảo vật để trên người, chỉ mang đến họa sát thân. Chờ khi nào hồi phục pháp lực quay trở lại lấy bảo vật là được. Trong sa mạc hoang vắng lại có linh trùng bảo vệ, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Về phần tiểu bình chứa lục diệt, hắn cân nhắc cả nửa ngày cuối cùng vẫn không bỏ lại vật đó mà mang trên người. Tiểu bình nhìn qua không có gì dị thường, cho dù bị người khác nhìn thấy cũng cho là vật bình thường. Trong đầu Hàn Lập rất nhanh xoay chuyển ý nghĩ. Nam Kỳ Tử tất nhiên không biết những suy nghĩ của hắn, càng không biết người trẻ tuổi tên Hàn Lập trước mặt lại là một gã cao thủ hóa thần kỳ. Tùy ý hỏi vài câu liền cầm chiếc gương trong tay nhắm Hàn Lập ngáng lên một cái. Kết quả một dải ánh sáng màu xanh từ mặt kính chiếu rọi hơn một nửa thân thể Hàn Lập. Nam Kỳ Tử nhẹ nhắm hai mắt, tựa hồ muốn thông qua pháp khí trong tay cảm ứng gì đó. Kết quả một lát sau, bị trúc cơ kỳ tu sĩ này trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên một hồi sau mới mở mắt ra, như dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Hàn Lập. "Sao, đạo trưởng nhìn ra chút gì không?" Hàn Lập mặt không đổi sắc hỏi. "Thí chủ hình như không chăm chút nửa thân dưới cho lắm, non nửa kinh mạch trong người Hàn thí chủ đã bị đứt đoạn, xem ra là do tu luyện Kim Cương Quyết khi quán chu linh khí vào thân thể không dùng đủ đan dược phụ trợ. Con người chúng ta không thể so với thân thể mạnh mẽ của yêu tộc, nếu luyện sai lầm sẽ khiến cho thân thể tàn phế. Cũng may thí chủ tựa hồ sớm tỉnh ngộ cho nên kinh mạch không bị tổn thương nặng cho lắm. Bất quá loại thương tổn này duy trì lâu đích thật không tốt. Ta cũng không có đan dược gì thích hợp, chỉ có thể viết giúp thí chủ vài đạo thanh tâm phù để giảm bớt đau đớn." Nam Kỳ Tử thở dài một hơi, cười khổ nói: "Vậy xin làm phiền." Hàn Lập cười, nói: "Hắc hắc, nếu Nam Kỳ Tử tiên sư đã xem qua, lão phu có xem hay không cũng không quan trọng. Bất quá chung quy nếu đã đến đây không làm được gì thì khó ăn nói với Trương tiểu tử kia." Bạch bào lão giả ở một bên thản nhiên nói: "Phu thí chủ quá khiêm tốn, phu dự tại Huyền Thiên Cửu ở Kim Châu có vô số tu chân đông đạo từng chịu ân qua, bần đạo từ lâu đã nghe thấy đại danh." Đạo sĩ khách khí nói với lão giả: "Tại hạ chỉ là một đệ tử phá môn học Huyền Thiên Kim Châm thuật, đạo trưởng thật sự xem trọng ta rồi." Bạch bào lão giả liên tục lắc đầu thanh minh. Nam Kỳ Tử hỏm hình cười không nói gì nữa, lui về sau.
Bài Bào lão giả từng bước tiến lên đứng trước mặt Hàn Lập, một tay bắt lấy cổ tay Hàn Lập, tay kia vung lên mấy đạo kim ti xé gió bắn ra, thanh âm phốc phốc vang lên. Trên người Hàn Lập lộ ra non nửa kim châm đã cắm sâu vào cơ thể. Hàn Lập vốn không thể nhúc nhích mày may, bỗng nhiên ngồi dậy nhưng thân mình cứng nhắc như khúc gỗ. Liễu Nhi mau kiếm gì đó chèn sau lưng hắn, cho hắn dựa vào. Lão giả không chút hoang mang nói với Lam Sam thiếu nữ: "Tân lệnh phủ lão, Hương Nhi mau đem một tấm chăn của chúng ta đến đây cho Hàn công tử tựa lưng." Lam Sam thiếu nữ truyền miệng phân phó. Thì Sam thiếu nữ gọi là Hương Nhi nghe vậy ngẩn ngơ, tựa hồ có chút khó xử như vẫn đáp ứng một tiếng rồi ra khỏi thùng xe. Nhưng lúc này Bạch Bào lão giả ngồi xuống bên cạnh Hàn Lập vừa tiếp tục bắt mạch cho hắn vừa khép mắt gật gù. Hàn Lập nhìn lão già không nói lời nào, hắn cảm thấy một đạo khí lưu mỏng manh len lỏi trong cơ thể rất nhỏ bé như có như không. Nếu không phải thần thức hắn cường đại lại nắm rõ thân thể mình như lòng bàn tay, chỉ sợ thật không thể phát hiện. Lão già tựa hồ cảm giác được Hàn Lập đang chăm chú nhìn mình, thoáng liếc mắt qua vừa lúc nhìn thấy đối phương trên mặt có chút tiêu ý, trong lòng ngần ra. Lúc này cô vái tên Hứa Nhi đã ôm một tấm chăn vào trong thùng xe, không đợi lão già phân phó liền đem chăn đặt vào sau lưng Hàn Lập. Hàn Lập nghiêng người tựa vào tấm chăn, một hương thơm ngào ngạt bay vào trong mũi, liền mở miệng cảm ơn một tiếng. Thì Sam thiếu nữ không nóng không lạnh thản nhiên đáp lại một tiếng. Hàn Lập không để ý tiếp tục theo dõi hành động của Bạch Bào lão già. Lúc này hai tay phù lão vung lên lại có vô số kim châm bay ra, có điều so với lúc trước thì nhỏ dài hơn. Lão già dùng hai ngón tay thuần thục ngáng lên như bánh xe bắn ra vô số đạo kim mang bao phủ thân thể Hàn Lập. Hàn Lập chỉ cảm thấy nhiều điểm chợt lạnh, chính là nơi kim châm cắm vào thân thể, dưới cảm giác tê dại truyền lên từ tứ chi. Món tay Hàn Lập nhẽ cử động cuối cùng chậm rãi giơ cả hai tay lên, một trận thanh âm hít sâu vang lên trong thùng xe. Chẳng những bốn cô gái kia trên mặt lộ vẻ không phục mà ngay cả nam kỳ tử trên mặt cũng thoáng động dung, bồi phục, phù dự kim châm thuật thật sự vô cùng kỳ diệu. Đạo sĩ cười khẽ nói, không có gì, chỉ là chút tài mọn mà thôi. Ta chỉ làm cho hắn tứ chi tạm thời khôi phục năng lực hoạt động, nhưng không thể xuất ra chút khí lực, nếu không toàn bộ kinh mạch trong cơ thể sẽ đứt đoạn. Bạch Bào lão giả nghiêm nghị nói với Hàn Lập, đa tạ phù lão. Hàn Lập nhẽ cử động người ngón tay, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kim châm thuật hắn ở nhân giới cũng học qua, tự nhiên là có chút tinh thông, nhưng hiện tại so với vị lão giả họ Phú này thật sự tách biệt một trời. Thế gian thực sự có người chỉ dùng kim châm lại có thể tạo ra hiệu quả thần kỳ như vậy. Bất quá nghe xong câu nói sau của lão giả, trong lòng hắn lại thầm dùng mình. Bạch Bào lão giả vừa thấy Hàn Lập hoạt động không có vấn đề gì, một tay hướng Hàn Lập vung lên, kim mang chập lóe, kim châm từ trên người Hàn Lập toàn bộ bay ra chui vào tay áo lão giả. Hàn Lập giật mình, hai chân từ từ cẩn thận đi vài bước. Lão phu chỉ có thể làm đến mức này, muốn khôi phục hoàn toàn phải dựa vào bản thân ngươi, lão phu còn có chuyện không thể ở lại. Bạch Bào lão giả nói xong lập tức bay đi. Nam kỳ tử nghe vậy gật gật đầu, từ trên người lấy ra một sớp phù triện, phất tay liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh nhập vào trong cơ thể Hàn Lập biến mất không thấy. Vị tu sĩ trúc cơ kỳ này đồng dạng từ từ bay đi, vì vậy bốn cô gái tự nhiên đi ra ngoài, cửa xe lại một lần nữa đóng lại. Hàn Lập hiện tại ngồi trên ghế, hai mắt nhắm lại, tựa hồ cảm nhận hiệu quả của vài đạo phù triện kia. Hàn đại ca, kim cương quyết của ngươi thật sự tu luyện đến tầng 3. Mấy cô gái cùng quay lại thùng xe nhìn nhau vài lần rồi Lam Sam thiếu nữ tên Liễu Nhi bỗng cười dài hỏi. Hàn mỗ cũng là may mắn mà thôi. Hàn Lập mở mắt quét mắt nhìn các nàng một cái, từ chối trả lời. Chương 1266. Sa trùng thú. Hàn đại ca tuổi không đến 38, vậy mà đã có thể tu luyện kim cương quyết tới cảnh giới như vậy. Chết không được Trương đầu lĩnh lại coi trọng như vậy. Thanh Sam thiếu nữ cười cười nói. Liễu Nhi cô nương quá khen. Chỉ là tuy tại hạ đã ký huyết chú văn thư nhưng đối với Thiên Đông Thương hội cũng không có nhiều hiểu biết, không biết cô nương có thể giới thiệu cho tại hạ một chút. Hàn Lập mỉm cười, xem ra Hàn đại ca không phải người ở Thiên Nguyên cảnh, nếu không cũng sẽ không hỏi như thế. Thu Ba trong mắt Liễu Nhi chớp đông, che miệng cười khẽ, sao vậy, Thiên Đông Thương hội rất nổi danh ở phụ cận này sao? Hàn Lập cũng cảm thấy có chút hứng thú. Nổi danh? Hàn đại ca thật biết nói đùa, chúng ta là một trong tam đại thương hội trong Thiên Nguyên cảnh, cả hàng trăm thành thị lớn nhỏ đều có chi nhánh của chúng ta. Tổng bộ cũng được lập ngay tại Thiên Nguyên Thánh Thành. Lam Sam nữ tử nhẽ nhít miệng, bộ dạng tự đắc. Nhưng đáng tiếc, đối với một người mới phi thăng linh giới như Hàn Lập mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa. Trong suy nghĩ của hắn, hơn trong thành thị cũng không tính là nhiều. Ở nhân giới tùy tiện một tiểu quốc cũng có số thành thị hơn xa như vậy. Nhưng ở đây nàng lại cảm thấy như vậy là nhiều lắm. Quả không biết tiểu nha đầu này là ếch ngồi đáy giếng hay là tình hình ở linh giới khác linh giới. Hàn Lập trong lòng tuy cảm thấy kỳ quái nhưng vẻ mặt cũng không tỏ vẻ khác thường, ngược lại tỏ vẻ không biết mà gật đầu. Ồ, nếu nói như vậy thì thương hội của chúng ta đúng là không hề nhỏ. Chỉ là lúc nãy ta nghe vài vị cô nương nghị luận, nói đoàn xe hiện tại sẽ đi đến An Viễn Thành, không biết để đi tới thì còn mất mấy ngày đường. Con người ngươi cũng không thành thật chút nào, vậy mà nghe lén tỉ muội chúng ta nói chuyện. Một hồng san thiếu nữ bên cạnh đột nhiên cười hì hì nói. Hàn Lập ho nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nói gì.
Lúc trước khi đám nha đầu này nói chuyện âm thanh lớn như vậy muốn không nghe cũng không được. Tuyền Nhi, không được vô lễ. Hàn đại ca đừng để tâm, Tinh Nhi còn nhỏ tuổi, lời nói không hề có ác ý. Lam Sam nữ tử khẽ nói Hồng Sam thiếu nữ một câu rồi quay sang Hàn Lập xin lỗi. Trong suy nghĩ của nữ tử này, Hàn Lập chỉ là một người mới gia nhập Thiên Đông Thương Hội, nhưng trẻ tuổi như vậy mà đã có luyện thể thuật cao minh, nhất định về sau sẽ được trọng dụng. Nàng tất nhiên không vì mấy tỷ muội của mình mà trở mặt với Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy thì chỉ cười nhẹ một tiếng, đang định mở miệng nói gì thì thùng xe khẽ động, Cử Quy đã ngừng lại. Lần này đến lượt Lam Sam thiếu nữ ngẩn ra, nhưng lập tức quát lên một tiếng, Vương Bá, xảy ra chuyện gì, thưa mấy vị cô nương. Phía trước Xích Linh tức phát hiện ra đám sa trùng thú, chúng đang theo dõi đoàn xe. Sa phu ngồi bên ngoài là một lão già, ông ta hồi đáp, nếu là một ít sa trùng thú thì có gì đáng ngại, chúng chỉ dựa theo bản năng hành động, phái vài người đi đuổi chúng đi là được, cần gì cho đoàn xe dừng lại, hành trình của chúng ta đã chậm một chút rồi. Lam Sam nữ tử cảm thấy không vừa lòng, mấy trùng thú này chỉ là trùng yêu đê dai, đã bước đầu mở linh trí, nếu không đánh chết thì chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Lão già cười khổ một tiếng, đê dai trùng yêu, quả là có chút giải quyết, chỉ là Trương đầu lĩnh cũng đã tu luyện hổ phách quyết tới tầng thứ 5. Nếu phối hợp cùng linh cụ kim oánh kiếm mà phu nhân ban thưởng hắn có thể đối phó trùng yêu này không có vấn đề, Lam Sam nữ tử không cần suy nghĩ mà nói. Liễu Nhi cô nương nói rất đúng, chỉ là trong số trùng yêu này lại có mấy trùng thú biến dị, Trương đầu lĩnh bọn họ đi ra ứng phó chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm. Lão già chân chờ một chút rồi nói. Biến dị trùng thú, quả là có chút nguy hiểm. Chẳng qua trong đội xe không phải cũng có vài đạo trưởng tu tiên giả sao. Để bọn họ ra tay đi. Lam Sam nữ tử cân nhắc một chút, khẩu khí đã có chút trì hoãn. Trương đầu lĩnh cũng đã thỉnh cầu qua, nhưng bị từ chối. Mấy đạo trưởng đều nói nếu lũ trùng thú này chủ động tấn công bọn họ trước thì bọn họ mới ra tay. Lão già thở dài một hơi, trả lời phiền toái vậy sao? Ta cũng đã nói từ sớm, không cần thuê lũ tu sĩ xuất thân sơn dã này. Bọn chúng chỉ làm hỏng quy củ mà thôi, Hồng Sam nữ tử khẽ nhướng mũi, cảm thấy mất hứng. Điều này cũng không trách được mấy người đạo trưởng bọn họ. Mấy người này phần lớn đều lưu luyện thần thông khu trùng, nếu đối phó với những yêu thú khác thì không có gì cố kỵ, nhưng gặp phải trùng thú quả là ngoài ý muốn. Như vậy đi, phu nhân trước khi đi đã đưa vật kia cho ta. Đến lúc đó ta sẽ phóng nó ra trợ giúp thêm cho Trương đầu lĩnh một chút. Cô nói với hắn một tiếng. Ta sẽ lập tức đi xem. Liễu Nhi trầm ngâm một lát, thân sắc trở lên ngưng trọng. Nếu rút ra vật kia, đối phó với mấy trùng thú này sẽ không có vấn đề. Lão già ngồi ngoài thùng xe nghe thấy Lam Sam nữ tử nói vậy thì cũng an tâm. Liễu tỷ tỷ, tỷ thực sự định xuất ra vật kia sao? Ván nhất xảy ra chuyện gì thì chỉ sợ phu nhân sẽ trách phạt tỷ. Hương Nhi có chút lo lắng. Yên tâm, vật kia được phu nhân thuần hóa nhiều năm như vậy cũng đã có một chút linh tính. Đối kháng với thấp giai yêu thú cũng không rơi xuống hạ phong. Nên dùng để đối phó với mấy con biến dị trùng thú là không có vấn đề. Lam Sam nữ tử khẽ cười, rồi đẩy cửa thùng xe bước ra ngoài. Muội cũng không quá yên tâm. Phải xuống nhìn một cái, Hồng Sam thiếu nữ cũng nhỏm dậy. Theo ra ngoài Hương Nhi cùng một Bạch Sam thiếu nữ chỉ liếc mắt nhìn nhau mà cười khổ. Hai người cũng không nói gì thêm mà nhẹ nhàng bước ra khỏi thùng xe. Trong phút chốc, cả thùng xe to như vậy lại chỉ còn mỗi một mình Hàn Lập. Hắn ngồi trên ghế, nhìn thùng xe. Hai mắt khẽ nhíu lại lộ vẻ trầm ngâm. Một lát sau, một tiếng hổ giống chói tai vang lên. Thanh âm tràn ngập một cô khí tức bạo ngực khát máu, thân sắc Hàn Lập khẽ động, ánh mắt chợt lóe, cũng chậm rãi bước ra ngoài, nhẹ nhàng đẩy cửa xe, Hàn Lập không chút hoang mang bước ra ngoài thùng xe, đi tới cỗ Cử Quy. Rồi nhìn khắp chung quanh, ánh trăng chiếu sáng không trung, Hàn Lập có thể thấy rất rõ mọi thứ tại vùng phụ cận, toàn bộ đoàn xe uốn lượn dài tầm hơn dặm, cứ mỗi một đoạn lại có một con Cử Quy, tức chừng phải hơn 30, đại bộ phận trên lưng Cử Quy đều căng phồng, toàn bộ là các dương hàng không nhỏ. Mà bên cạnh mỗi con cự quy lại có 4-5 người mặc khôi giáp cầm binh khí trong tay. Đồng thời ở hai bên còn có cự lang kỵ sĩ tuần tra qua lại, đề phòng nghiêm mật vô cùng. Chẳng qua, một con cự quy cách đó không xa lại làm Hàn Lập hứng thú. Tại bên cạnh con cự quy kia đã có một nhóm lớn người đứng vây quanh. Trong đó có nam tử mang quạt, đại hán mặt sẹo, cùng với 4 cô nương Liễu Nhi đều đứng ở đó. Bên trong đám người có một con vật cao đến 2 trượng đang bị một đoàn hắc quang bao lấy. Từ bên trong truyền ra tiếng thu giống trầm thấp. Hắc quang này là một tấm lụa phù văn thiểm động, hiển nhiên là một kiện đê giai pháp khí. Lúc này chỉ lấy Lam Sam nữ tử cầm một kiện lệnh bài trong tay, từ đó phun ra từng mảnh lam hà. Linh mục của Hàn Lập sau khi được tẩy bằng linh dịch thì cho dù đứng cách xa như vậy nhưng cũng không khác gì nhìn gần trong gang tấc. Liếc mắt một cái là nhận ra trên cổ tay nữ tử này có mang một thủ trạc màu bích lục, trên mặt được khảm mấy viên linh thạch thật nhỏ đang lập loè tỏa sáng. Nhìn đến đây, thân sắc Hàn Lập khẽ động, dường như nghĩ đến việc gì. Xem ra thứ này chính là linh cụ. Tựa hồ là dùng một kiện đồ vật kích phát linh lực trong linh thạch để phàm nhân sử dụng. Hơn nữa một khi linh khí trong linh thạch hao hết thì linh cụ này cũng không thể sử dụng.
Hàn Lập đang phán đoán thì tấm vải lụa đen kia sau khi đã hấp thụ đủ lam quang thì đột nhiên hóa thành một mảnh khói đen tiêu tán. Bên trong hiện ra một cái lồng tinh nghĩ màu bạc, trong lồng có một con quái thú hổ hình xích hồng sắc. Hổ thú này nhìn từ bên ngoài thì trừ bỏ ra lông đỏ tươi như máu thì cũng không khác gì lão hổ bình thường, chỉ là khi có nhìn vào mắt con thú này thì mới cảm thấy sợ hãi. Con thú này thấy ở ngoài lồng lại có nhiều người như vậy thì hung quang trong mắt chợt lóe, cả người tông mạnh vào lồng khiến cả chiếc lồng bạc rung mạnh lên, quang mang tán loạn. Mấy người đứng đó biến sắc, liên tiếp lùi về đằng sau hai bước. Lam Sam nữ tử hít sâu một hơi, lại nắm chắc lệnh bài trong tay, nhất thời cả lệnh bài hiện lên huyết mang xích hồng sắc. Cũng quả là kỳ lạ, hổ thú kia sau khi nhìn thấy hồng quang thì sự hung hăng lúc trước tiêu tán hết, lập tức ngoan ngoãn đứng yên trong lồng. Nhìn thấy cảnh này, Trương Khuê và những người khác mới nhất thời thả lòng. Đúng lúc này, từ trên không trung truyền lại tiếng chim hót lảnh lót, khi nhanh khi chậm, dường như truyền lại tin tức gì. Tốc độ của đám trùng thú này đang gia tăng, chúng đã vây quanh đây. Tất cả chuẩn bị chiến đấu, đem hàng gom vào một khu vực, chỉ cần thủ vững không cần chủ động đánh ra, chờ mọi người chúng ta giết chế hết đám đê giai yêu trùng kia là được. Đám trùng này không hề có linh trí, chỉ cần có vài con chết là chúng nó sẽ tự tán đi. Trương Khuê căng thẳng, vội vàng hét lớn một tiếng. Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời cả đoàn xe trở lên xôn xao. Bộ phận ở giữa không hề động, cứ quy chở hàng phía mặt trước và mặt sau tập trung hết tại trung tâm. Vệ sĩ cũng đã lấy ra binh khí của mình, cự lang kỵ sĩ ở hai phía cũng nhanh chóng tụ tập tại trung tâm. Lam sắc nữ tử cũng nhanh chóng hạ lệnh, một người nhận lệnh đi tới phía trước lồng giam thả hổ thú ra. Hàn tiểu ca, thân hình ngươi chưa hồi phục, khẽ trở về trong xe. Xe này được làm từ thiết mộc chế thành, ở đó an toàn hơn. Lão giả đánh xe quay đầu lại khẽ cười nói với Hàn Lập, đa tạ ý tốt của lão trượng, nhưng tại hạ chưa từng nhìn thấy ra trùng thú, nên muốn quan sát một chút xem bộ dạng chúng ra sao. Nếu thực sự nguy hiểm thì ta sẽ trở lại trong xe. Hàn Lập khẽ cười, nhẹ nhàng trả lời một câu. Chương 1267, cư trùng lại tập, hắc hắc. Hàn tiểu ca nếu nói như vậy thì tiểu lão nhân không khuyên giải nhiều. Lão giả cười hắc hắc rồi không nói thêm gì. Hàn Lập mỉm cười, ánh mắt lại hướng bốn phía nhìn lại cự quy đang im lặng. Cự quy dưới chân Hàn Lập bởi vì thân ở vị trí trung tâm đoàn xe cho nên thành thật đứng nguyên tại một chỗ không nhúc nhích. Mặt khác trước sau lại có những con rùa khác bay nhanh đến chỗ bọn họ đang tụ tập. Không bao lâu, ba mươi mấy con rùa đã tạo thành một đạo phòng ngự đơn giản. Kỵ sĩ cưỡi cự lang cũng đã tụ tập lại trước đạo phòng ngự. Đại hán mặt sạo bảo thiếu nữ áo lam nằm sấp lên người quái hổ màu đỏ. Xa xa, tiếng chim hót càng ngày càng gần. Những con chim nhỏ màu hồng xuất hiện ở phía xa cũng không dừng lại trên không mà lượn vài vòng. Đại hán mặt sạo ma theo sát khí hét lớn một tiếng, chuẩn bị ứng chiến. Tất cả rùa tạo thành hàng phòng ngự. Thanh âm vừa dứt thì tất cả cự quy đều động. Nguyên bản đang đứng vững thì những cự thú này đều chậm rãi nằm sấp xuống, đầu và tứ cho đều rút vào trong mai, biến thành từng khối cự thạch màu xanh chắn ngang trước mắt. Xa xa cũng truyền tới tiếng chấn động ầm ầm, từng mảng lớn bụi vàng xuất hiện hướng bên này lao tới, làm cho người ta căn bản không thể nhìn rõ tình hình bên trong một chút nào. Đại hán mặt sợ trầm như nước không nói hai lời, phất tay một cái, tất cả kỵ sĩ đều không một tiếng động giơ lang nha bổng lên giống như đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Cái tình huống này, nét mặt Hàn Lập chợt lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng sau đó lại có thể một màn xuất hiện làm hắn ngẩn ngơ. Chỉ thấy đại hán mặt sạo bỗng nhiên giơ tay ném một viên đan hoàn vào miệng mình, lập tức trong tiếng thét dài, cả người liền lưu chuyển hào quang, trên cánh tay sinh ra một lớp lông vàng tinh tế, trong mắt cũng biến thành màu xanh biếc u trầm. Tiếp theo hắn thúc chân vào bụng tọa kỵ, cự lang gầm nhẹ một tiếng rồi lao đi như tên bắn. Những kỵ sĩ phía sau thấy biến hóa của đại hán mặt sạo cũng không hoảng sợ, thân cũng vận chuyển công pháp, các sắc quang mang chớp động liền phóng theo sát đại hán. Hơn 10 kỵ sĩ tạo thành một cỗ hoàng vụ hướng phía đối diện phóng đi. Sao lại thế này? Chẳng lẽ người này là yêu tộc biến hóa thành? Không có khả năng có thể biến ảo thành hình người, tiêu tộc ít nhất cũng phải là hóa hình kỳ yêu thú mới có thể. Người này nhìn thế nào cũng tuyệt không giống yêu tu cấp cao. Mống hồ xem mặt những người khác lại không hề ngạc nhiên với việc biến thân của đại hán. Tình hình này có lẽ là một việc bình thường của linh giới mà thôi. Xem ra thật đúng là phải phí chút thời gian đi tìm hiểu linh giới mới được. Vô luận là đại hán quỷ dị biến thân hay cái gọi là linh cụ, ở nhân giới đều là những từ chưa từng nghe nói qua. Tâm niệm Hàn Lập có chút xoay chuyển, cảm thấy người ở linh giới đích xác khác xa. Lúc này đại hán mặt sẹo mang theo đám kỵ binh rốt cục đã các đoàn xe mấy trăm trượng, khi đâm vào đám bụi vàng thì bên trong lập tức phát ra những tiếng kêu quái dị, hơn nữa còn truyền đến tiếng lò thét. Nhưng đám bụi vàng vẫn không chút dừng lại, vẫn tiếp tục hướng đoàn xe tiến đến. Trong nháy mắt đám bụi đã tiến gần đến đoàn xe, bên trong ẩn ước có che giấu thứ gì đó. Giết! Không biết ai là người hô lên trước. Những thủ vệ tay cầm cung nỏ là người đầu tiên công kích từ xa. Một đám mũi tên từ trong đoàn xe bắn ra, phốc phốc, những âm thanh trầm đục vang lên. Thế tiến của đám bụi vàng vì thế chậm lại một chút, nhưng lập tức bên trong một trận quay cuồng rồi có vài bóng đen hung tợn lao ra, là những côn trùng màu vàng to hơn một trượng. Đám quái vật này đầu dẹt, miệng cực kỳ khổng lồ,
hai bên còn có những xúc tu thịt không ngừng huy động, bộ dáng hung ác dị thường. Đây là xa trùng thú. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì thần sắc không chút thay đổi. Năm đó ở Loạn Tinh Hải có vô số yêu thú bị hắn diệt xác, những yêu thú dữ tợn hơn gấp trăm lần so với thứ này cũng không phải chưa thấy qua, cho nên mấy thứ này căn bản không đáng để mắt. Vừa thấy trùng thú hiện hình thì lập tức có hơn 10 tiếng mũi tên xé gió bắn ra, hàn quang chợt lóe đã xuyên thủng qua thân đám côn trùng nó. Từng con một không kịp kêu la một tiếng đã ngã xuống mặt đất, số còn lại bị thương bỗng kích phát hung tính. Bất chấp máu tươi chảy ròng ròng trực tiếp nhảy đến đánh về phía một cử quy gần nhất, bốn vã thủ vệ cũng không sợ, hàn quang trên đao chợt lóe, không chút khách khí chém thẳng xuống. Hiển nhiên bọn họ đều tu luyện công pháp đặc thù gì đó, tuy rằng không thể chém đám côn trùng thành hai mảnh nhưng cũng làm cho chúng xuất hiện thêm từng miệng vết thương thật sâu. Nhất thời đám côn trùng từ trên không trung bị đánh rơi xuống, trong lúc nhất thời đám côn trùng đã bị đánh bị thương, bộ dáng không nhẹ. Nhưng từ trong đám bụi mù lại không ngừng lao ra nhiều côn trùng hơn, trong nháy mắt đã bao vây đoàn xe vào trong. Tự nhiên một hồi đại chiến nổ ra, tiếng binh khí vũ động mãnh liệt hòa cùng hàn quang và máu tươi hiện ra chung quanh. Hàn Lập đang đứng trên quy xa, nhưng không biết lão giả và cô gái kia đã chạy đến nơi nào, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Kể từ đó tạm thời không cần lo lắng về sự an toàn, Hàn Lập tự nhiên yên tâm nhìn chăm chú vào đại chiến chung quanh. Kết quả một lát sau hắn lơ đãng nhíu mày, như tên lão giả đánh xe kia nói. Bởi vì đám sa trùng này quá to lớn nên chỉ vừa mới nhảy đến cạnh mai rùa, chưa kịp lấy đà nhảy tiếp thì đã bị thủ vệ nhân cơ hội đánh xuống. Kể từ đó thủ vệ bắt đầu chiếm thế thượng phong. Nhưng đám sa trùng này thật sự rất nhiều, tuy rằng đám bụi vàng chưa tán đi, nhưng trong thời gian ngắn đã lao ra hơn 300 con. Đám cự trùng tuy rằng động tác có chút ngốc nhưng bởi vì da thịt dày nên ngay cả khi chịu đồng thời hơn 10 đao, nếu không trúng chỗ hiểm thì vẫn có thể nhảy lên công kích. Kể từ đó đám cự trùng xuất hiện ngày càng nhiều, dưới sự phòng thủ nghiêm ngặt như rốt cục cũng có vài trùng thú nhảy lên được lưng rùa, trực tiếp cắn về phía thủ vệ. Đội hộ vệ trên quy xa rốt cục bắt đầu tổn hại. Có người không kịp trốn đã bị cự trùng cắn mất cánh tay, có kẻ thì bị cự trùng cắn mất đầu. Mà một khi đã nhảy lên lưng rùa thì hai sừng của chúng đồng dạng cũng biến thành một loại vũ khí cực kỳ lợi hại. Toàn bộ đoàn xe dần dần lâm vào tình thế xấu, mà nơi được phòng ngự an toàn nhất chính là ở trung tâm, mà quy xa dưới chân Hàn Lập chính là một trong số đó. Ánh mắt của hắn chớp động, trong chốc lát nhìn về phía một cỗ quy xa khác, vừa rồi hắn thấy rõ có vài tên tu sĩ. Lấy thủ đoạn của vài tên trúc cơ kỳ thì diệt sát đám trùng thú này hẳn không có nhiều khó khăn. Nhưng đến bây giờ những tên tu sĩ này một chút ý tứ ra tay cũng không có. Hàn Lập nhíu mày, cũng bất động thanh sắc quan sát tiếp. Lúc này số người trọng thương và chết dưới tay cự trùng đã hơn 20 người. Số còn lại vì liên tục huy động vũ khí nên đã bắt đầu hiện ra vẻ mỏi mệt. Kể từ đó thương vong ngày càng nhiều lên. Xem ra nếu đại hán mặt dạo và những kỵ sĩ không sớm giải quyết trùng yêu thì đoàn xe bên này sẽ không thể chống đỡ lâu được. Hàn Lập lại không lo lắng cho bản thân nhiều. Tuy rằng hắn không thể thi triển pháp thuật, hơn nữa kinh mạch trong cơ thể cũng không thể chữa trị tốt. Nhưng bản thân hắn đã luyện đến tầng 4 Minh Vương Quyết, thân thể của hắn rất cứng. Cho dù đứng im cho đám cự trùng cắn xé thì cũng không thể đả thương được một sợi lông. Huống chi trừ thứ đó ra thì trên người hắn còn có hai khỏa diệt tiên châu. Xuất kỳ bất ý thì ngay cả yêu tu hóa hình kỳ cũng bị thương nặng. Dựa vào thứ này nên Hàn Lập mới thong dong đứng tại chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến. Không ổn, Hương Nhi tỷ tỷ hình như có chút không ổn, chúng ta ao động thủ đi. Một thanh âm thanh thúy của thiếu nữ từ phía sau vang lên, thân sắc Hàn Lập vừa động, quay lại nhìn phía sau. Chỉ thấy ở phía sau Hương Nhi không biết từ khi nào đã xuất hiện ba cô gái, trong tay còn cầm một cây cờ nhỏ. Người vừa lên tiếng chính là một cô gái áo hồng vẻ mặt lo lắng. Không sao, chúng ta mau bày ra tiểu hồi xuân trận, tuy rằng thiếu Liễu Nhi tỷ tỷ nhưng cũng đủ để chúng ta chống đỡ một thời gian, thì Sam thiếu nữ nói. Lập tức ba người cai vội vàng đứng vững vị trí, đều tự lấy ra trên người một cái khăn vấm to như chậu rửa mặt, trải ra trên mặt đất như một trận pháp đồ. Xa xa Hàn Lập nhìn thấy thì trên mặt chợt lóe một tia dị sắc. Lúc này ba cô gái đồng thời giơ tiểu kỳ lên, trên cổ tay trắng đồng dạng khảm linh thạch vào. Trong miệng ba cô gái đồng dạng lẩm bẩm, linh quang nhàn nhạt phát ra. Tiểu kỳ trên tay run lên rồi cắm trên mặt đất, nhất thời một cỗ linh khí mỏng manh dao động phát ra bốn phướng. Bạch quang đảo qua thân thể của thủ vệ ở bốn phía rồi biến mất trong cơ thể bọn họ. Những thủ vệ đó lập tức tinh thần đại chấn, chẳng những vẻ mỏi mệt trên mặt biến mất mà còn trở nên mạnh mẽ. Vũ khí trong tay lúc này không cần dùng sức cũng có thể nhẹ nhàng huy động thành từng đoàn hàn quang. Trong lúc nhất thời lại đuổi đám cự trùng xuống, chiếm lại thế thượng phong. Nhìn đến đây Hàn Lập sờ sờ cằm, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cái gì mà tiểu hồi xuân trận, rõ ràng là tinh nguyên trận của ma tông ở nhân giới được đơn giản hóa mà thôi. Pháp thuật này dựa vào cấm chế để khôi phục thể lực cho người khác, hơn nữa trong lúc nhất thời còn trở nên mạnh mẽ, nhưng trên thực tế chỉ là lấy tinh nguyên bù vào. Đừng nhìn chỉ trong thời gian ngắn có thể hồi phục mà lầm, chỉ ít cũng đã rút ngắn 2-3 năm tuổi thọ của những thủ vệ này. Chương 1268, xã yêu. Lúc này ảnh hưởng của pháp trận đến thế cục lại một lần nữa được hiển lộ.
xem chừng thì còn có thể chống đỡ lâu dài. Ngay tại lúc Hàn Lập cũng nghĩ rằng tạm thời sẽ không có gì phát sinh ngoài ý muốn, bỗng một tiếng nổ vang truyền đến tại ngay dưới mặt đất phụ cận, từ dưới đất chui ra một con yêu thú nhân thủ xà thân. Cái đầu của con yêu xà này có hình dạng một phụ nhân dữ tợn khô vàng, hai bên thân sinh ra hai cánh tay trắng nõn như tay đứa trẻ, trên hai cánh tay đang cầm hai kiện đê gia pháp khí. Con yêu xà này vừa xuất hiện thì chẳng những Hàn Lập bất ngờ mà ngay cả ba nữ tử Hương Nhi chủ trì pháp trận nhìn thấy khuôn mặt phụ nhân trên mình yêu xà thì không khỏi kinh hãi thất sắc. Khuôn mặt vàng vọt đó chỉ nhe răng cười lạnh rồi trực tiếp huy thủ đánh ra ba đạo mâu tiêm bắn về phía tam nữ. Ba người Hương Nhi cũng thông minh vô cùng, lập tức từ trong kinh hãi mà tỉnh lại. Tiểu Kỳ trong trận khẽ ngáng lên, xi xi, trước mắt tam nữ trong nháy mắt hiện ra phiến phiến linh hà đen các nàng bao phủ trong đó. Oanh, ba tiếng nổ truyền đến, Hương Nhi cùng bạch sam nữ từ kia còn có thể chống đỡ được một đòn, nhưng hồng sam thiếu nữ tuổi nhỏ nhất thì do quang hà phía trước do bản thân xuất ra yếu nhất nên thân hình bị bắn ngược ra sao, bay khỏi vòng bảo hộ của quang hà. Hồng sam nữ tử thầm kêu không tốt, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể tự chủ được thân mình. Xà yêu kia cũng nhìn thấy điểm này, xà vĩ nhanh chóng quất mạnh lên mặt đất, toàn bộ thân hình trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh thiếu nữ. Một cốt mâu trong tay không chút do dự mà bổ vào người nàng. Nhị nữ bên trong hét lên kinh hãi, nhưng căn bản không kịp hỗ trợ. Mắt thấy hồng sam nữ tử sắp bị cốt mâu xuyên thủng thân thể thì đúng lúc này một tiếng xé gió truyền tới, thứ bay tới là một điểm sáng. Phanh, cốt mâu bỗng chốc bị đẩy ra phía sau nửa thước, khiến nó đâm sượt qua thân thể hồng sam nữ tử. Nàng lúc này mặt cắt không còn chút máu, chẳng qua cũng nhân cơ hội này mà nhanh chóng khôi phục khống chế thân thể, thân hình khẽ hạ xuống trên mặt đất. Mà điểm sáng kia không ngờ lại là một hòn đá không có gì bắt mắt. Xà yêu thấy tình hình này cũng không khỏi ngẩn ngơ, hai mắt lồ lộ hung quang, cây cốt mâu bên tay còn lại tiếp tục liên hoàn đâm tới. Nhưng một tiếng xé gió khác lại truyền đến, viên đá tới lần này không đi đến phía cốt mâu mà trực tiếp đánh vào đầu xà yêu. Với lực lượng ẩn chứa trong đây, nếu thực sự đánh trúng đầu xà yêu thì chỉ sợ không bể nát đầu thì cũng hôn mê bất tỉnh. Trong lòng xà yêu tuy giận dữ nhưng đã rơi vào đường cùng, nên chỉ có thể khẽ lách đầu mà tránh, đồng thời cố gắng huy động cốt mâu đón đỡ hòn đá. Lại một vàng lớn nữa, xà yêu chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, nó liên tiếp lùi lại mấy bước mới có thể ổn định thân hình. Lúc này nó đã vô cùng nổi giận, nhìn chằm chằm về phương hướng hòn đá tay tới. Chỉ thấy cạnh xa quy có một thanh niên nam tử đang nhìn về nơi này, trong tay vẫn còn cầm một tảng đá đang tung hứng. Đích thị là Hàn Lập, mà hồng sam nữ tử cũng đã trở lại bên trong hà quang, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xà yêu liên tiếp bị người này phá hư hai lần chuyện tốt, nên trong lòng tức giận tới cực điểm, nó đột nhiên há miệng phun ra một đoàn độc vụ quét về hướng tam nữ. Nhưng đúng lúc này, từ phía trong một xa quy khác truyền lại tiếng hừ lạnh, nghiệt xúc còn dám làm càn. Theo âm thanh truyền tới, một đạo bạch quang bắn ra, xoay vòng một cái, về phía sau lưng yêu xà. Bạch quang này không ngờ lại là một tiểu kiếm trong suốt. Xà yêu đang phun độc vụ thấy vậy thì sắc mặt đại biến, nó dùng chức ném cốt mâu về phía xa quy, có thân mình lại cong lên chui vào trong đất. Nó vừa thấy có tu sĩ xuất hiện thì nó ngay cả ý định giao thủ đều không dám, trực tiếp thi triển độ thuật mà rời khỏi nơi đây. Mà phương hướng thanh cốt mâu kia nhắm tới cũng chính là Hàn Lập. Hiển nhiên, trước khi chạy trốn, yêu vật này vẫn muốn giết chết kẻ đã phá hỏng chuyện tốt của nó. Hàn Lập nhìn đạo ô quang do cốt mâu hóa thành thì trên mặt khẽ nở nụ cười khổ. Chẳng những hắn không dùng hòn đá trên tay ném về phía cốt mâu này mà vẫn đứng yên bất động, không hề nhúc nhích. Kết quả, oanh một tiếng, cốt mâu đâm lên người Hàn Lập. Cả người hắn không hề có sức phản kháng mà bị đánh bay ra xa hơn 10 trượng, đập lên lưng một cự quy. Hàng loạt tiếng loảng xoảng vang lên, một đống hàng hóa trên lưng cự quy rơi xuống tung tóe. Nhìn thấy Hàn Lập bị vậy thì tam nữ kia đều đồng loạt hét lên, trong khe cũng truyền xa một âm thanh kinh ngạc của người trong xa quy. Tiểu kiếm phóng xa lúc trước cũng bay vòng trở về trong xe. Lúc này mấy người hồng sam nữ tử nhanh chóng đem hà quang xua đi, thu lại tiểu kỳ rồi chạy tới chỗ Hàn Lập. Hàn đại ca, ngươi không sao chứ? Hồng sam nữ tử được Hàn Lập cứu lúc nãy thì kích động vô cùng, vội vàng chạy tới la to lên. Hương Nhi cùng bạch sam nữ tử cũng đồng dạng xuất hiện một tia lo lắng. Không sao, không sao. Chỉ là cả người lại không nhúc nhích được. Từ trong đống hàng hóa ngổn ngang, truyền đến tiếng cười khổ của Hàn Lập. Tam nữ nghe được lời ấy thì trong lòng cũng buông lỏng. Cả ba liếc mắt nhìn nhau một chút rồi đều nhảy lên lưng cự quy, chỗ đống hàng hóa ngổn ngang mà nhìn. Chỉ thấy Hàn Lập quần áo rách tơi tả đang nằm trên một đống đau thương, vẻ mặt bất đắc dĩ vô cùng, nhưng cũng không nhìn thấy thương tổn gì. Tam nữ mừng rỡ, liên hợp lực đem Hàn Lập rời khỏi đây, sau đó đặt lên lưng cự quy. Hàn đại ca, đa tạ ngươi đã cứu mạng. Hồng sam nữ tử cảm kích đa tạ Hàn Lập. Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Một chút công kích này còn không làm gì được ta, cùng lắm là lại nằm một lát. Hàn Lập cũng không để ý, mỉm cười nói. Tại một con cự quy khác, hoa xe vừa mở, một nam tử từ bên trong đi ra, thân hình phiêu hốt bay đến bên cạnh Hàn Lập.
Hắn khẽ bắt lấy cổ tay Hàn Lập, chậm chậm rót vào một cỗ linh khí tinh thần. Không có vấn đề gì, Kim Cương Quyết không hổ là một trong ngũ đại bí thuật luyện thể, mới chỉ tu luyện đến tầng thứ 3 mà đã có uy lực như vậy. Pháp khí của yêu nghiệt kia căn bản cũng không thể làm thương tổn đến Hàn thí chủ. Chỉ là lúc trước Hàn thí chủ dùng lực để ném vài viên đá lên lại làm tổn hại đến kinh mạch đang bị thương. Tĩnh dưỡng một thời gian nữa thì sẽ không có gì đáng ngại. Trên mặt đạo sĩ tỏ ra ngạc nhiên, trên mặt lập tức xuất hiện tiêu ý. Thực sự như thế sao? Hồng Sam nữ tử nghe vậy thì lập tức trở lên vui vẻ. Ha ha, bần đạo sao dám nói hư? Chỉ là tiểu hồi xuân trận do các ngươi lúc nãy bày ra tựa hồ rất lợi hại. Nam tử cười cười, nhưng mắt lại nhìn về phía tòa pháp trận đã tán đi hào quang kia. Lời nói của đạo sĩ đầy thâm ý. Lời vừa nói ra, sắc mặt tam nữ đại biến. Mọi người nhìn lại thì thấy do thiếu mất ba người duy trì tiểu hồi xuân trận nên những thủ vệ ở đó đã lộ rõ sự mệt mỏi, thậm chí đã xuất hiện thương vong. Hỏng rồi, tiểu hồi xuân trận đồ cung ta vừa mở ra, vừa rồi để ngăn cả xà yêu kia đã dùng hết toàn bộ uy năng trên trận kỳ, hiện tại không còn cách nào kích phát pháp trận. Bạch sam nữ tử thất thanh kêu lên, nhị nữ còn lại cũng chỉ biết nhìn nhau, việc này cũng thật có chút phiền phức, đạo sĩ cũng nhíu mày. Mấy người đang nghĩ đối sách thì đột nhiên bốn phía truyền đến tiếng hoan hô ngập trời của thủ vệ thủ hộ xà quy. Mấy người nhìn lại thì cùng ngẩn ngơ, chỉ thấy đàn yêu trùng đang hỗn chiến cùng thủ vệ bỗng nhiên bỏ chạy trối chết về mọi phía, dường như chúng mất đi ý thức mà chạy toán loạn, hoàn toàn mất đi bộ dạng hung ác trước kia. Thành công rồi, nhất định là bọn người Liễu Nhi tỷ tỷ đã giải quyết hết đám trùng yêu thối tha này. Hồng Sam nữ tử tươi cười mà nói, hai nàng còn lại cũng tươi cười. Quả nhiên, một lát sau, đám bụi vàng cuộn lên, nhóm người xông lên diệt trùng lúc trước đã quay về bên đoàn xe. Nguyên bản lúc trước cự lang kỵ sĩ có hơn 50 người, nhưng hiện giờ chỉ còn lại hơn 30 người. Hơn nữa mỗi người đều mang thương tích trên người, máu loang lổ toàn thân. Từ đó có thể thấy được sự thảm thiết của trang chiến đấu vừa rồi. Những cự lang kỵ sĩ này trong nháy mắt đã trở về trong bộ xe. Đại hán mặt sẹo cũng không nói lời nào, đột nhiên ném một vật xuống phía trước. Dĩ nhiên đây là một con trùng cực lớn, tả người kim sắc óng ánh, nhìn qua cũng biết không phải xa trùng thú bình thường. Mà lam sam thiếu nữ cũng đã dẫn theo huyết sắc quái hổ bình yên quay về. Hai người vừa thấy tam nữ và đạo sĩ nam tử đang đứng vây quanh Hàn Lập thì trên mặt không khỏi tỏ ra kinh ngạc. Lúc này lập tức có một thủ vệ chạy tới thưa lại về chuyện tình vừa phát sinh ở đây. Nam tử mặt sợ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lập tức cười vang. Xem ra Trương Mỗ thật đúng là không hề nhìn nhầm, Hàn huynh đệ quả nhiên bản lĩnh phi thường, vừa gia nhập bản thương đã lập tức ra tay cứu được chuyên nhi. Nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì thì tại hạ thực sự không còn mặt mũi nào mà gặp lại phu nhân. Lam sam nữ tử sau khi nghe thấy vậy thì ánh mắt cũng nhìn về phía Hàn Lập đầy hiền lành. Hàn Lập chỉ mỉm cười, không tiếp lời. Nếu đã đánh lui nhóm xa trùng thú thì cần phải chỉnh đốn lại toàn bộ đội ngũ một chút, nghỉ ngơi tại chỗ hơn nửa ngày rồi đoàn xe lại khởi hành. Lộ trình tiếp theo im lặng vô cùng, đi 3 ngày, đội xe đã đi ra khỏi Thanh La sa mạc, trước mắt mọi người xuất hiện một mảnh thảo nguyên mênh mông, bằng phẳng vô cùng. Kể từ đó, cả đoàn xe lẫn cả cựu quy đều tăng tốc, nhanh như bay đi đến phía trước. Hàn Lập nằm trong xe không nhúc nhích, cả đội xe nguyên bản còn có tiếng cười nói. Nhưng sau khi tiến vào thảo nguyên lại im lặng vô cùng, không phát ra lấy một tiếng cười đùa. Không chỉ vậy, mà bốn nàng ngồi trong xe nhìn ra thảm cỏ xanh biếc ngoài cửa sổ vẻ mặt hiện lên sự bất an xen lẫn sợ hãi. Chương 1269, An Viễn Thành. Hàn Lập từ người vào một bên thùng xe, tất nhiên biểu hiện của tứ nữ ngồi đối diện đều thu hết vào trong mắt hắn. Hắn nhìn ra ngoài thùng xe về phía thảo nguyên không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả vẫn bình thường, không hề có chút dị thường nào, toàn chỉ một màu cỏ xanh mà thôi. Hàn Lập có chút kỳ quái, nhưng nét mặt không hề để lộ ra điều gì, cũng không mở miệng. Dù sao linh giới đối với hắn còn quá mới này, nên không muốn chính mình làm bọn họ nghi ngờ. Chẳng qua mấy ngày nay, tứ nữ đối với hắn hiền lành hơn xưa nhiều, đặc biệt là Hồng Sam nữ tử kêu là chuyên nhi kia, mở miệng là Hàn đại ca, nhiệt tình vô cùng. Hàn Lập cũng không quen lắm. Cũng may mà nữ tử này còn nhỏ tuổi, nên hắn cũng không quá lãnh đạm. Cho nên trong thời gian này hắn cùng chuyên nhi nói chuyện không ít, hắn không có hỏi về chuyện của linh giới, nhưng việc của Thiên Đồng Thương Hành thì hỏi được không ít. Thông qua đó hắn mới biết được, phu nhân trong miệng các nàng chính là người phụ trách hơn 10 thành thị của Thiên Đồng Thương Hành, cũng là con dâu của chủ nhân Thiên Đông Thương Hành. Người bình thường đều gọi là Phương Phu Nhân. Chủ nhân của Thiên Đông Thương Hiệu có 3 nam tử, vị này là người con dâu thứ hai, lại là chính thú phu nhân. Phu thê hai người luôn ân ái vô cùng. Chỉ là hơn 20 năm trước bỗng trưởng phu của bà chết đột ngột, chỉ để lại một nam một nữ hai người con nhỏ tuổi. Cho nên nguyên bản là hai phu phụ họ phụ trách công việc một phương của Đông Phương Thương Hành, thành ra chỉ còn lại vị Phương Phu Nhân này chủ trì. Mà bốn người các nàng lại là bốn cô thân thì nữ được phu nhân thu dưỡng từ nhỏ. Bốn người này được Phương Phu Nhân rất yêu quý, nên có chút quan hệ bán nữ bán tỳ. Lúc này, Phương Phu Nhân sẽ đích thân đến An Viễn Thành, một thành thị hẻo lánh. Một phần là để giao dịch hàng hóa, còn một phần là vì ấu tử của bà được một tu tiên môn phái phát hiện ra có linh căn nên đã thu nhận.
lần này họ đưa ra lời nhắn yêu cầu được Phương phu nhân trợ giúp. Phương phu nhân quan tâm đến ái tử, không những tự thân xuất mã mà sau khi bà xuất phát không bao lâu liền bỏ lại đoàn xe rồi tự mình dẫn người đi đến An Viễn Thành. Trước, Phương phu nhân cho rằng đoàn xe chẳng những nhiều người như vậy lại thêm có vài tu tiên giả tọa trấn, nên tuyệt đối không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không ngờ rằng tại Thanh La sa mạc lại từ trong một đám đê giai trùng yêu lại xuất hiện một con xà yêu. Thiếu chút nữa thì đã thực sự xảy ra chuyện. Hàn Lập nghe đến đó thì cũng đoán bóng gió được một chút lai lịch của chủ nhân Thiên Đông Thương Hành. Dù sao có được một phần trong cơ nghiệp lớn như vậy, người bình thường tựa hồ không làm được. Chỉ là sau khi nghe được tin tức thì lại khiến Hàn Lập ngẩn ra. Vị chủ nhân Thương Hành lại là một phàm nhân, hơn nữa còn lập nghiệp từ tay trắng, lại không có linh căn hay tu luyện qua luyện thể thuật gì. Một phàm nhân như vậy sao có thể chấp chưởng một khối lượng công việc nhiều như vậy? Hàn Lập trong lòng cũng có chút hoài nghi, khẽ hỏi vài câu nhưng hồng sam nữ tử cũng mê đồng dạng không hiểu. Hàn Lập thấy vậy thì cũng không tiếp tục hỏi, lại đem chuyện này đặt lại trong lòng. Kể từ đó, mấy ngày nay tuy Hàn Lập đã hiểu biết được một số sự tình, nhưng sự nghi hoặc này sinh trong lòng lại càng nhiều khiến hắn cảm thấy buồn bực. Phiến thảo nguyên này tựa hồ lớn hơn so với Thanh Sa sa mạc kia. Đoàn xe ước chừng chạy như bay vậy mà vẫn không đi ra khỏi thảo nguyên. Trong lúc này, cả nhóm thủ vệ xe và kỵ sĩ đều nơm nớp lo sợ, bộ dạng cẩn thận dị thường. Ngay cả vài tu tiên giả ngồi trong xe nguyên bản không xuất hiện cũng cách một đoạn thời gian lại bay ra khỏi quy ra, thay phiên nhau canh gác trên không trung. Ngay cả vã tu sĩ sơn giã kia sắc mặt cũng ngưng trọng, không dám kinh thường. Tuy rằng mọi người như lâm đại địch nhưng đoàn xe sau khi vào thảo nguyên được nửa tháng thì rốt cục cũng bình yên ly khai khu vực này. Phía trước mặt xuất hiện một mảnh đồi núi, sự căng thẳng của mọi người trong đoàn xe lúc này trong nháy mắt được thả lỏng xuống. Chẳng những đám tu sĩ kia lại trở về trong xe mà đám thủ vệ cũng đã bắt đầu tếu táo vui đùa. Mấy nữ tử ngồi trong xe cùng Hàn Lập sau khi rời khỏi thảo nguyên cũng đồng dạng thở dài ra một hơi. Thì sam nữ tử kia thậm chí còn khẽ vỗ vỗ ngực, vẻ mặt cười xuyên. Cuối cùng cũng không làm kinh động đến lang thú trên thảo nguyên. Tuy rằng đây không phải lần đầu ta qua thảo nguyên nhưng cũng khiến ta thấp thỏm bất an. Đôi chỉ Hương Nhi tỉ tỉ sợ hãi, toàn bộ đội xe người nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ vận khí không tốt sẽ đụng phải hỏa lang thú ở trước thú triều. Nếu như vậy thì chỉ cần này người của chúng ta căn bản là sẽ chết. Loại chuyện này hàng năm cũng có vài thương hội bị như vậy. Liễu Nhi thở dài một hơi, cũng lên tiếng, cũng không phải. Nghe nói, lần này An Viễn Thành không tiếc hao phí một món tiền khổng lồ để mua của chúng ta rất nhiều binh khí và hơn 100 bộ linh cụ quý. Hiếm, cũng chính là để ứng phó thú triều này. Tiên Nhi khẽ nghiêng đầu, tựa hồ nhớ tới vấn đề gì đó. Sao lại kỳ quái như vậy? An Viễn Thành tuy rằng không lớn nhưng cũng không phải là thành thị mới xây. Sao bỗng đột nhiên đặt mua của chúng ta nhiều trang bị như vậy? Phải biết rằng nhiều linh cụ như vậy chỉ có những thành thị tầm trung mới có được tài lực như vậy. Bạch Y thiếu nữ kỳ quái. Điều kỳ quái này, phòng trừng cũng là vì chung quanh đây bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều đàn thú cường đại, khốc khéo tập hợp lên một trận đại thú triều ngàn năm mới có. Gặp phải tất cả các đàn thú liên thủ công kích, nên tất nhiên không thể dễ dàng ngăn cản. Lam Sam nữ tử lắc đầu, lờ đễnh nói. Chính xác. Có thể thực sự như vậy. Liễu Nhi tỉ tỉ nói rất có đạo lý, Tiên Nhi khẽ cười nói. Hắn Lập ngồi xếp bằng trên ghế. Tuy bộ dạng bên ngoài là điều tức nhưng tai hắn lại đang nghe tất cả những gì mà các nữ tử này đang nói. Nghe đến mấy chữ thu triều thì mày hắn không khỏi khẽ nhíu lên. Hắn nhanh chóng nhớ tới ở trong Thanh La sa mạc, đại hắn mặt sẹo Trương Khuê từng nhắc tới hạt triều một lần. Chẳng lẽ giữa hai thứ này có gì quan hệ? Nhưng sau đoạn thời gian kế tiếp, tứ nữ cũng không nói thêm về việc này. Ngược lại nghị luận sôi nổi về việc khác. Hàn Lập tuy rằng có chút tiếc nuối trong lòng nhưng tiếp tục vận chuyển tâm pháp kim cương quyết, chậm rãi điều dưỡng kinh mạch của mình. Hắn trải qua quãng thời gian tĩnh dưỡng này, cộng thêm hiệu quả bất diệt của Mộc Sinh Châu, kinh mạch được chữa trị cực nhanh, còn hơn xa dự đoán ban đầu của hắn. Hiện giờ thân thể hơn phân nữa đã không có việc gì, chỉ cần tĩnh dưỡng hơn nửa tháng là hoàn toàn khỏi hẳn. Kể từ đó, lấy tầng thứ tư kim cương quyết cộng với quen thuộc về các phép thuật chung và đê giai của các tu sĩ, chỉ sợ có chống lại tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thì cũng có thể chiếm thượng phong. Còn về phần tu sĩ kết đan kỳ thì chỉ có đánh một lần mới biết được. Đương nhiên, đây là so với các tu sĩ bình thường ở linh giới, còn gặp phải những tu sĩ có thần thông đặc biệt thì cũng không thể nói trước. Vừa ra khỏi thảo nguyên, đoàn xe đi thêm 2 ngày nữa rốt cục cũng đã đến đích của chuyến đi lần này. Thạch Thành trước mặt thoạt nhìn khí thế thật bất phàm. Xuyên qua cửa xe nhìn lại, Thạch Thành có tường bao cao chừng hơn 30 trượng, cách nhau hơn 100 trượng lại xuất hiện một tiểu thành lâu. Tất cả những điều này làm cho Thạch Thành trở nên cực kỳ hùng vĩ. Nếu nhìn về hai bên của tường thành thì chỉ nhìn thấy tường cứ vậy kéo dài mênh mông, không biết nó chạy tới tận đâu. Mà ở trên tường thành cũng có một chút hoa văn tinh mỹ, giống như là một loại phù văn xa lạ nào đó. Điều này tất nhiên có vài phần thần bí, Hàn Lập nhìn thấy vậy cũng không nói gì. Tòa thành thị này không có chút gì để liên tưởng đến một tiểu thành thị. Một tòa thành cao lớn thế này ở nhân giới đã được gọi là một đại thành. Chẳng qua Hàn Lập cũng đồng thời chú ý đến trên tường thành cao lớn có một số binh lính mặc quân giáp chỉnh tề phân bố tuần tra qua.
lại trên tường thành. Hơn nữa ở phía trên cổng thành còn có một cự nỏ cực lớn, phía trên có lắp một cây kim trúc nỏ tiễn. Cây tiễn này dài đến 3-4 trượng, sắc bén dị thường, phía đồng tiễn còn chớp lên bạch quang nhàn nhạt, tựa hồ là đê giai pháp khí. Nếu thực sự là pháp khí thì chỉ sợ cho dù tu sĩ trúc cơ kỳ bị bắn trúng thì cũng đành bỏ lại tiểu mệnh. Hàn Lập thu hết thảy mọi thứ vào trong tầm mắt, trong lòng đang cân nhắc thì đoàn xe đã đi đến cửa thành. Ngoài cửa thành lại không có đến một bóng người, cửa lớn đen thủy đã đóng chặt từ sớm. Trên cửa thành tụ tập lượng lớn binh lính từ trên cao nhìn xuống đoàn xe, vẻ mặt rất cảnh giác. Trương Khuê thúc cự lang đi đến phía trước đoàn xe, không nói gì mà trực tiếp ném một Phật lên phía trên cửa thành. Đây là một kim hoàng sắc lệnh bài, trên cửa thành xôn xao hẳn lên. Lúc này một trung niên nhân mặc một bộ chiến giáp màu bạc cầm lệnh bài xem thật kỹ, sau đó lại quay đầu nhìn xuống đoàn xe vài lần, bỗng nhiên mở miệng phân phó, mở cửa thành ra, kiểm tra đoàn xe một chút. Bọn họ là Thiên Đông Thương Hành, vừa nghe mệnh lệnh của trung niên nhân, những binh lính cạnh đó lập tức hiểu ra. Lúc này có người đi đến phía đầu thành, bắt đầu mở cửa lớn. Một lát sau, cánh cửa do tinh cương đúc thành đã từ từ mở ra, từ bên trong có vài binh lính được trang bị đầy đủ chạy ra, phân thành hai hàng. Trung niên nhân mang ngân giáp cũng đã đi ra. Hắn đi tới chỗ Trương Khuê, dùng hai mắt đánh giá một chút, mới từ từ hỏi, các hạ là đầu lĩnh của Thiên Đông Thương Hành, tại hạ Trương Khuê. Hẳn là các hạ đã nhận được mệnh lệnh từ Quý Thành chủ, lúc trước Quý Thành có đặt mua hàng hóa của chúng ta. Trương Khuê không chút hoang mang, trả lời, ta nhận được mệnh lệnh, nhưng đây đang là thời điểm đặc thù, cho nên cần nhiều vài vị đại nhân tu tiên giả kiểm tra đoàn xe của các ngươi một chút mới có thể cho đi. Trung niên nhân mặc ngân giáp không khách khí, trực tiếp nói ra. Cũng là do sợ có yêu thú trà trộn vào mà thôi. Điều này không có vấn đề, các hạ cứ kiểm tra. Trương Khuê nghe thấy yêu cầu này thì không chút do dự liền đáp ứng ngay lập tức. Tốt lắm, Lý tiên sinh, Hoàng đại sư, thỉnh nhị vị kiểm tra hộ một chút. Trung niên nhân mặc ngân giáp gật đầu tỏ ý hài lòng, rồi hướng về phía trong thành mà nói. Chương 1270, tạm biệt. Thành chủ ra lệnh cho hai người chúng ta hỗ trợ Triệu thống lĩnh, chúng ta đương nhiên phải giúp đỡ. Từ trong cửa thành truyền đến tiếng một nam tử, sau đó từ trong đi ra một gã nho sinh áo trắng và một tăng nhân mặc áo cà sa màu xanh. Người nói chuyện là nho sinh chừng hơn 40 tuổi kia. Triệu thống lĩnh đối với hai người tu tiên này đương nhiên không dám chậm trễ, mặt nở nụ cười, vội vàng cảm ơn. Nho sinh và tăng nhân một người lấy ra một chiếc gương, một người lấy ra một cái bát đồng nhỏ, sau đó miệng lẩm bẩm tay bấm quyết niệm chú, đồng thời ném pháp khí trong tay lên không trung, nhất thời hai pháp khí xoay tròn trên không trung. Sau đó từ trong gương phun ra một cỗ thanh hà đem một con cự quy ở gần nhất hút vào phía dưới nó, còn chiếc bát tròn kia cũng phát ra một mảnh hoàng quang, chiếu qua người mấy tên cự lăng kỵ sĩ gần đó. Chỉ trong chốc lát thanh hà và hoàng quang lại mở ra, tiếp tục đánh về các mục tiêu khác. Cứ như vậy, hai tu sĩ và một chiếc quy xa đi kiểm tra, thanh hà cùng hoàng quang liên tục chớp động, không bỏ qua ai cả. Trong nháy mắt hơn 30 chiếc xe cùng hơn 200 người đều bị hai loại quang hà đảo qua một lượt, cũng không phát hiện vấn đề gì. Tốt, các ngươi có thể đi rồi. Đúng rồi, báo cho các ngươi biết là Phượng Phu Nhân đã bao chọn Như Vân Khách điếm lớn nhất phía Tây Thành. Các ngươi đưa hàng hóa xong có thể trực tiếp đến đó gặp mặt. Triệu thống lĩnh vất tay, cũng không làm khó dễ nữa mà thuận miệng nói một câu sau đó để cho đi. Hán tử mặt xạo mần ra, nhưng lập tức hai tay ôm quyền, sau đó dẫn đoàn xe vào bên trong thành. Vừa vào trong cửa thành có thể thấy ngay thạch thành diện tích cực rộng lớn, hơn ra Hàn Lập ban đầu dự đoán. Liếc mắt nhìn có thể thấy vô số phòng ốc các loại lọt vào mắt, nhìn không thấy điểm cuối. Chẳng qua lúc xây dựng thành này chắc cũng đã thương mại ngay cho nên phòng ốc kiểu dáng không đồng nhất, cả chất liệu sử dụng gỗ, đá cũng khác nhau nhiều. Dù vậy tất cả vẫn được an bài chỉnh tề, tạo thành một con đường dài hẹp rộng vài trượng. Giờ phút này, cả thành thị lớn như vậy đang vô cùng hối hả, tất cả các ngã tư đường đều có người chen chúc, có vẻ vô cùng bon chen. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này không khỏi ngẩn ngơ, nhưng lập tức phát hiện ra người đi trên ngã tư đường phần lớn đều mang theo đao kiếm vũ khí, hơn nữa vẻ mặt mỗi người đều rất nghiêm trọng. Cô gái áo lam trong xe thấy cảnh này, bỗng than nhẹ tự nói một câu, xem ra việc thú triều là sự thực. Nếu không nguyên bản người dân thôn xóm ngoài thành sẽ không tràn vào thành thế này, xem ra An Viễn Thành lần này chịu áp lực sẽ càng lớn. Hàn Lập nghe vậy, lúc này trong lòng chợt bừng tỉnh hiểu ra. Như ngươi như vậy, Đà Quy Sa muốn đi qua đương nhiên có chút không tiện, nhưng cũng may vị Triệu thống lĩnh kia đã sớm dự liệu việc này. Cô y phái ra vài tên binh sĩ mở đường cho đoàn xe, lập tức mạnh mẽ xua tan đám người, mở một lối cho đoàn xe đi qua. Cho dù như vậy, đoàn Quy Sa cũng không đi nhanh được, tức chừng hơn nửa thời thần sau mới có thể đi qua được hơn 10 con phố dài, đi đến một ngã tư đều thưa thớt, cuối cùng cũng dừng lại ở một tòa lầu cao mấy tầng có cổng chào. Phía sau cổng chào là một vài kiến trúc kho hàng được phòng vệ nghiêm ngặt, phụ cận chỗ này có thể thấy được các thị vệ tay cầm binh khí. Phía dưới tự nhiên đơn giản hơn, người của Thiên Đông Thương đem hàng hóa giao cho quan viên phụ trách nhiệm thu kho hàng. Sau đó trương bản xác nhận lại,
thở phào một hơi rồi dẫn mọi người đi về phía thành Tây theo lời Triệu thống lĩnh nói. Đã hoàn toàn khôi phục năng lực hành động, Hàn Lập đương nhiên cũng ở trong đó. Nhưng mà đi được nửa đường, hắn đột nhiên đề xuất với Trương Bản muốn đi dạo trong thành một chút, sau đó sẽ đến Như Vân Khách điếm gặp mặt mọi người của Thiên Đông Thương. Trương Bản nghe Hàn Lập nói vậy, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi cũng đáp ứng, nhưng miệng lại dặn thêm vài câu, Hàn huynh đệ, ngươi vẫn chưa gặp phu nhân, vẫn chưa tính là chính thức gia nhập thương đoàn, Trương Mỗ cũng không muốn quá quản thúc ngươi. Nhưng trước nghĩ ngươi cũng thấy, giờ An Viễn thành long xà hỗn tạp, có chút bất ổn. Thêm nữa thành này chỉ là một cái thành nhỏ hẻo lãnh, chắc cũng không có gì hay để xem. Hàn huynh đệ nếu như có chút việc cần xử lý thì xong rồi hãy nhanh chóng đi tới khách điếm đi. Vị Trương lĩnh đội này đừng nhìn bộ dáng có vẻ hung ác thế nhưng ăn nói lại rất khéo léo. Hàn Lập mỉm cười đáp ứng sau đó quay người đi, khuất sau một ngã tư đường không còn thấy bóng dáng. Nhìn theo hướng Hàn Lập đi mất, Trương Bản dùng bàn tay thô to vân vây cằm, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Sao vậy, Trương thi chủ sợ Hàn tiểu ca một đi không về nữa sao? Nam kỳ tử đứng bên cạnh hán tử mặt xạ đột nhiên cười hỏi một câu, đã hạ huyết chú văn thư, Trương Mỗ sao còn phải lo lắng việc này? Chỉ là vị Hàn huynh đệ này dường như là một người rất có lai lịch, làm cho người ta nhìn không thấu được. Trương Bản bừng tỉnh, cười khổ một tiếng, trẻ tuổi như vậy đã có luyện thể thuật kinh người, đương nhiên không thể xuất thân bình thường được. Nhưng xem cử chỉ hành vi đúng là không giống người ở thiên nguyên cảnh nội chúng ta cho lắm, điều này thì 8-9 phần là sự thực. Nam kỳ tử lại cười nói, ồ, điểm ấy đương nhiên Trương Mỗ cũng nhìn ra được. Chỉ cần không có quan hệ với mấy thế lực lớn ở thiên nguyên cảnh nội chúng ta thì cho dù lai lịch hắn thực sự có vấn đề, chúng ta cũng vẫn để ý để bồi dưỡng cho tốt. Người này nói không chừng có khả năng luyện thành tầng thứ 5 kim cương quyết. Nếu là vậy nhất định sẽ trở thành một cánh tay đắc lực cho phu nhân. Trương Bản vẻ mặt ngưng trọng lại, tầng thứ 5 kim cương quyết, Trương thí chủ thật nghĩ vậy sao? Đó chính là có thể đánh với tu sĩ kết đan chúng ta mà không hề thua kém. Nam kỳ tử liếc nhìn đại hắn mặt sạo một cái, vẻ cười như không cười. Trương Mỗ là có chút hy vọng xa vời. Chẳng qua người này trẻ tuổi như vậy đã có tung vi thế này, ai có thể cam đoan hắn trong vòng trăm năm không luyện thành kim cương quyết tầng thứ 5 chứ? Tẩy cơ hột, hắn so với luyện thể sĩ bình thường bọn ta có nhiều hơn. Nếu không vậy, lúc trước Trương Mỗ cũng sẽ không ở trong Thanh La sa mạc không hề do dự để hắn được hạ huyết chú văn thư. Trương Bản cười ha hả, lời này cũng có đạo lý. Được rồi, không nói tới người này nữa. Sư huynh đệ chúng ta được Phương phu nhân mời đến chiếu cố cho đoàn xe quý vị, giờ hàng hóa đã đến nơi an toàn, mấy người bọn ta cũng coi như hoàn thành ước định, hiện giờ cũng nên cáo từ. Nam kỳ tử chi lễ, nói ra lời cáo từ. Ồ, các vị đạo trưởng không gặp phu nhân sao? Nhưng cứ thế vậy, mấy vị đạo trưởng lên đường mạnh giỏi. Trương Bản cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cố lưu lại cũng không có kết quả bèn cung kính tiễn biệt. Kết quả mấy tu sĩ của Hưởng Lâu Sơn rời khỏi đám người, nhanh chóng đi mất. Thật đáng tiếc, nếu thương đoàn chúng ta mà có tu sĩ thì thật là tốt, thấy vài tên đạo sĩ đã đi ra. Một vã kỵ sĩ đứng bên bỗng cảm khái nói, tu sĩ của chính mình, điều này chỉ có thể là mơ mộng hão huyền mà thôi. Thiên Đông Thương chúng ta tuy được xưng là thiên nguyên cảnh tam đại thương đoàn, nhưng trên thực tế mỗi năm trích ra lượng linh thạch chỉ đủ thuê những tu sĩ luyện khí kỳ thấp giai mà thôi. Bọn họ thì thực lực cũng chỉ cỡ đám luyện thể sĩ chúng ta. Tiên cũng không có tác dụng lắm, mà thuê trúc cơ kỳ tu sĩ một năm hao phí linh thạch vô cùng kinh người. Thương đoàn chúng ta chỉ có thể dùng mức giá cực lớn mới ngẫu nhiên thuê được một chút thôi. Còn về phần kết đan tu sĩ thì đừng có nghĩ đến đi. Cao giai tu sĩ chỉ cần tùy ý ở chỗ nào đó tìm được một ít tài liệu hy hữu hoặc luyện chế một ít pháp khí, linh cụ đã hơn xa chút linh thạch mà chúng ta có thể cung cấp. Do đó thương đoàn chúng ta vất vả bồi dưỡng được chúng giai tu sĩ, cuối cùng cũng là rời đi. Đại hán khẽ thở dài một tiếng, đúng vậy, kể cả luyện thể sĩ kiệt xuất trong chúng ta, một khi tu luyện thành công cũng lập tức đi tới hiểm địa bên ngoài, tìm một vài thứ linh dược có thể giúp cho sinh ra linh căn, muốn trở thành tu sĩ. Dù sao một khi trở thành tu sĩ chẳng những có thể tu luyện tiên thuật, hơn nữa thọ nguyên càng dài kinh khủng. Nhiều năm như vậy, luyện thể sĩ chết ở tam cảnh chi ngoại không biết bao nhiêu, nhưng che già mang mọc, đi ra cảnh ngoại vẫn nhiều không đếm xuể. Tên kỵ sĩ kia có chút cảm khái theo, được rồi. Việc này cùng đám người thường chúng ta cũng không liên quan, tốt hơn là nhanh về gặp phu nhân đi. Trương Bản khoát tay ngăn lại, không muốn nói tiếp chuyện này. Tên kỵ sĩ đang liến thoáng cũng lập tức ngậm miệng. Sau đó đoàn người nhanh chóng ly khai chỗ này, rất nhanh chìm trong biển người ở ngã tư đường. Lúc này Hàn Lập đã đứng ở cạnh một ngã tư đường, ngẩng đầu nhìn bầy mặt trời chói chang, có chút buồn bực thở dài một hơi. Từ khi từ trong Thanh La sa mạc kia đi vào trong Trảo Nguyên, hắn lập tức cảm nhận được không trung chung quanh tràn ngập linh khí kinh người. Thế giới này mật độ linh khí quả thực gấp nhân giới mấy lần, nếu có thể tìm được chỗ tu luyện tốt, khả năng linh khí nồng đậm hơn người mấy lần không phải là không có. Nhưng tiếc là hôm nay hắn Nguyên Anh đã bị tán đi, trên người còn có cấm chế của con băng phượng kia nên căn bản không thể hấp thụ chút linh khí nào. Điều này đương nhiên là cho hắn cảm giác có chút buồn bực. Hắn đi dọc ngã tư đường,
vừa đi vừa đánh giá người qua lại và các loại cửa hàng bên đường. Các cửa hàng này căn bản cùng nhân giới không khác nhau mấy, cũng không có gì đặc biệt. Bỗng nhiên hắn dừng chân, ánh mắt nhìn lại phía trước một cửa hàng, do dự một chút rồi đi vào trong. Ở đó đang có trưng bày thứ gì đó, bốn phía là các bàn gỗ dài, bên trên hàn quang lấp lóe, đặt đầy các đao thương, phù, tuyễn, đủ loại binh khí. Đây đúng là một cửa hàng chuyên bán vũ khí. Bên trong không lớn lắm, chỉ có hai gã tiểu nhị phục vụ. Nhưng lúc này khách xem hàng trong cửa hàng đúng là không ít. Những người này đương nhiên đều là phàm nhân. Hàn Lập đi vào trong cửa, nhìn bề ngoài không bắt mắt lắm, không ngờ buôn bán lại chạy thế. Trong lòng hắn chợt động, đi vào. Vị khách nhân này, ngươi chọn được món gì rồi sao? Kiện kim bối cửu hoàn đao này ngươi thấy sao? Đao này dùng ô thiết luyện chế thành, không những chém sắt như chém bùn mà sử dụng cũng vô cùng nhẹ nhàng, là vũ khí tốt nhất đối phó với lang thú. Một gã tiểu nhị sau khi vừa giới thiệu cho một khách khác thấy Hàn Lập đi vào, vội vàng cười chạy lại giới thiệu. Đó chính là một thanh đại hoàn đao đen nhanh mà Hàn Lập đang nhìn, vừa trông có vẻ vô cùng trầm trọng. Chương 1271, giao cân. Hàn Lập nhẹ lắc đầu. Vậy các hạ nhìn thử Nguyệt Hồ kiếm này xem, kiếm này dùng đồng đỏ tinh luyện mà thành, không những nhẹ như không có gì mà còn cứng cỏi dị thường, là thượng phẩm nguyễn kiếm khó hoặc, quá ngắn. Không vừa tay, Hàn Lập nhìn lướt qua, cũng không coi trọng. Quá ngắn. Tiệu Nhị khuôn mặt đang cười không khỏi sững lại, dường như không biết nên nói tiếp thế nào. Kia là cái gì? Dường như có vẻ hay hay. Hàn Lập bỗng nhiên đi vài bước, chỉ vào một vật lớn để trên bàn hỏi. Thưa hắn, chỉ là một vật nhìn như một đống vòng mềm, màu đen, lớn bằng ngón tay cái. Đây là cầu long tác, là dùng kim ti luyện chế mà thành, chuyên môn dùng để trói buộc. Thứ này lực lớn vô cùng, đế giai yêu thú bị thứ này trói lại thì khỏi cửa quậy luôn. Tiểu Nhị thấy vật đó hơi ngẩn ra, nhưng ngay lập tức mở miệng giải thích. Cầu long tác, ta xem thử coi. Hàn Lập không mần ngại cầm vật đó lên tay, vung lên vèo một tiếng, chiếc roi đen bỗng trở nên thẳng tắp giống như một chiếc côn vậy. Tiểu Nhị đứng bên cạnh thấy cảnh này, ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Hắn ở cửa hàng binh khí này đón tiếp nhiều loại khách nên cũng có mắt nhìn người, có thể làm cho một chiếc roi mềm thành như thế thì đối phương tuyệt đối không phải là người bình thường, quá nửa là một luyện thể sĩ. Trên mặt hắn vội hiện lên vẻ kính sợ. Cái này không tệ, chẳng qua có vẻ mềm quá, có loại nào tương tự thế nhưng mảnh hơn không? Hàn Lập phun thử hai cái, nhớ mày hỏi. Mảnh hơn một chút, cái này sợ bổn tiệm không có. Tiểu Nhị này thì thầm trả lời có chút xấu hổ. Ồ, muốn mảnh hơn à? Chỗ này của ta có vật đó, các hạ có muốn xem không? Giá cả cũng sẽ hợp lý. Phía sau Hàn Lập bỗng truyền đến một giọng nói thô trắng. Hàn Lập thần sắc hơi động, từ từ xoay người lại. Chỉ thấy phía sau hắn đang có hai gã đại hán đứng đó. Một gã thân hình cao lớn, tóc dài xõa vai, toát ra khí tức của dã thú nguy hiểm. Tên còn lại khuôn mặt bình thường, có vẻ gầy gò. Hai người này cùng mặc áo da, đại hán tóc dài phía sau lưng đeo một cây kim thương dài, trên vai khoác một cái bao lớn. Người gầy gò thì mang một cái hộp gỗ dài vài thước, vẻ mặt có chút lo lắng. Điều làm cho ánh mắt Hàn Lập sáng lên chính là trên tay hai người này có đeo một chiếc nhẫn khảm linh thạch. Nhưng thứ này so với cái trên tay của Trư Khuê thì thô ráp hơn nhiều, linh thạch khảm trên đó cũng nhỏ hơn. Linh cụ, luyện thể sĩ, trong đầu Hàn Lập hiện lên mấy thứ đó, trong nháy mắt đoán ra thân phận hai người này, khóe miệng nhếch lên nói. Chỉ cần đồ vật thích hợp, giá cả không thành vấn đề, tốt lắm. Nhưng nơi này không phải chỗ nói chuyện. Các hạ hãy đi theo huynh đệ chúng ta đến chỗ yên tĩnh nói chuyện đi. Hắn tử gầy gò liếc mắt đánh giá Hàn Lập một cái, nhàn miệng cười nói. Không thành vấn đề, Hàn Lập không chút do dự gật đầu. Sau đó đi theo hai người rời khỏi tiệm bán vũ khí, bước ra ngã tư đường. Hai người này dường như rất quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, rẽ trái rẽ phải một hồi cuối cùng đi đến một cái hẻm nhỏ. Chỗ này không một bóng người, yên ắng vô cùng. Chỗ này được rồi, Tân Hiền đệ, ngươi đưa vật kia cho vị huynh đài này xem thử. Ba người vừa dừng lại chỗ này, hán tử gầy gò bèn bảo đại hán kia. Biết rồi. Bảo đại ca, hán tử cao lớn kia đáp ứng một tiếng, sau đó lấy cái bao lớn trên vai xuống, rũ ra. Một loạt tiếng đinh đang loảng xoảng, một đống vật phẩm lớn rơi xuống đầy đất. Bên trong có đủ bình, lọ, này nọ, có một ít da và xương thú nữa. Hán tử gầy gò cúi mình xuống, từ bên trong lôi ra một chiếc hộp gỗ lớn bằng bàn tay. Các hạ nhìn xem. Đây là huynh đệ bọn ta cùng một vài luyện thể sĩ khác đánh chết một con địa giao lấy được gân yêu thú. Thứ này chẳng những tinh tế cứng cỏi vô cùng, hơn nữa còn có giãn 10 phần, có thể kéo dài mấy lần được. Địa giao. Hàn Lập đương nhiên không biết giao là loại yêu thú gì, nhưng chắc cũng là một loại yêu thú thấp giai. Lúc này trên mặt hắn không ngộ chút dị sắc nào, đưa tay nhận lấy hộp gỗ, mở nắp ra. Một sợi nhỏ dài màu nhũ vàng đang được một chiếc dây đỏ buộc lại thành một số vòng đặt trong đó. Hàn Lập cũng không khách khí, đưa tay vuốt lên sợi dây đỏ. Lập tức dây bụng đứt tung từng khúc, tiếp theo phóc, một tiếng, nguyên bản mấy vòng gân thú bỗng bắn thẳng ra trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập cầm tay nhấc lên, động tác mặc dù từ từ như không hiểu sao khi năm ngón tay cầm lấy sợi gân thú,
ngón tay vừa động thì sợi vân thẳng tắp bỗng mềm nhũn sụi lơ xuống, dường như mất hết tính co giãn. Tiếp theo hắn cầm đoạn gân dài 2 trượng đó đưa đến trước mắt. Hàn Tử gầy gò thấy động tác Hàn Lập linh mẫn như vậy, không khỏi đưa mắt liếc đại hán tóc dài một cái. Lúc này Hàn Lập đã xem xét kỹ đoạn gân dao một lượt, lấy ánh mắt và kiến thức có được do năm đó giết vô số yêu thú thấp giai, hắn đương nhiên chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấu được tính chất cùng đặc điểm của đoạn gân này, cùng với cách cải tạo để phù hợp cho bản thân mình sử dụng. Hàn Lập mịch chơi một hồi, sau đó mới dùng một tay vung thứ đó lên. Vân thú bay múa một hồi sau đó vòng trên cổ tay, quấn thành một chiếc vòng. Cánh tay hắn hạ xuống, ống tay áo buông xuống che kín gân thú luôn, từ bên ngoài nhìn không thấy gì cả. Không tồi, tài liệu này đúng là khó tìm được ở trong đám yêu thú thấp giai. Chẳng qua loại vật này đối với tu sĩ sử dụng cũng khó, dùng để làm dây cung là hợp nhất. Nhưng dù sao với ta cũng có chỗ sử dụng được, chỉ cần hai vị không đòi giá trên trời thì tại hạ có thể mua lấy. Hàn Lập nhìn về phía hai người đối diện, nhàn nhạt nói. Ha ha, xem ra các hạ cũng là luyện thể sĩ đúng không? Đã như vậy thì cứ dùng linh thạch để tính đi. Ngân dao này 30 khối linh thạch vậy. Hán tử gầy gò nghe Hàn Lập nói vậy gương mặt cũng lộ vẻ cười, báo ra giá tiền của mình chấm 30 khối linh thạch, mặc dù hơi cao nhưng không đến mức không chấp nhận được. Các hạ nhận tiền này, Hàn Lập tiếp xúc với bọn Liễu Nhi bốn nàng nên biết được phàm nhân linh giới tuy rằng hay dùng vàng trắng làm tiền, nhưng bởi vì luyện thể sĩ dùng linh cụ cũng tiêu hao nhiều linh thạch cho nên cũng giống như tu sĩ, dùng linh thạch để giao dịch một số vật phẩm đặc thù. Chẳng qua, ở linh giới thì linh thạch cấp thấp cũng không có giá trị lớn như ở nhân giới, bất kể là linh cụ hay là dùng cho tu sĩ tu luyện, thần lớn đều dùng trung cấp hoặc cao cấp linh thạch là chủ yếu. Dù sao nơi này linh khí nồng đậm hơn xa nhân giới nên cả cực phẩm linh thạch quạng mỏ cũng không phải là không có, chẳng qua là phần lớn nằm trong tay các tu sĩ cao cấp và các thế lực lớn. Nhưng kể cả là thế thì 30 khối linh thạch cấp thấp đổi lấy một món tài liệu yêu thú cấp thấp mà nói vẫn là cao. Hàn Lập ngày đó mặc dù đem túi trữ vật và các bảo vật khác đều cất tại sa mạc, nhưng thân ở linh giới nên sẽ không quên mức quan trọng của linh thạch. Vì để đề phòng thiên người, hắn đã lưu lại chục khối linh thạch trung cấp để sử dụng. Thế nên giờ hắn đưa tay vào trong ngực móc ra một khối linh thạch màu vàng chanh, tung về phía Hán Tử tóc dài. Tên này bước lên vung tay bắt, sau khi kiểm tra xong liền vừa lòng gật đầu. Hán Tử họ Bảo kia thấy vậy, gương mặt cũng tươi cười, sau đó lấy từ trên người ra một chiếc túi da, đếm đủ 70 khối linh thạch cấp thấp, dùng một miếng da thú trên mặt đất bọc lại rồi cũng ném về phía Hàn Lộc. Tiền thừa của các hạ, huynh đài sảng khoái như vậy, nếu có cơ hội chúng ta hợp tác một phen. Hán Tử gầy gò cười ha hả nói. Hợp tác, về sau có lẽ có cơ hội. Nhưng hiện giờ tại hạn đang có việc, trước hết xin cáo từ. Hàn Lập mỉm cười, hướng hai người này ôm quyền từ biệt rồi thong dong xoay người rời đi. Mắt thấy Hàn Lập mất dạng phía cửa ngõ, đại hán nhìn linh thạch trung cấp trong tay mình, rồi lại nhìn về phía cửa ngõ, hai mắt bỗng hiện hung quang, thấp giọng hỏi hán tử gầy gò bên cạnh, bảo đại ca, người này mặt mũi xa lạ, cũng không có vẻ gì đáng kiên kỵ, chúng ta có nên thu hồi ngay cái ý nghĩ của ngươi lại đi. Ngươi không thấy người này trên tay không mang theo linh cụ sao? Làm luyện thể sĩ người này không phải nghèo quá không mua nổi linh cụ, mà chính là hắn tự thấy tu vi đủ cao nên sự trợ giúp của linh cụ đã không còn lớn nữa. Vì vậy hắn khinh thường không thèm sử dụng. Ngươi cảm thấy hắn thuộc loại kia chắc? Hắn từ gầy gò sắc mặt trầm xuống, hỏi lại một câu. Người này ra tay hào phóng đương nhiên không phải loại luyện thể sĩ nghèo rất mùng tơi, nhưng hắn không phải vừa mới tìm chúng ta mua vân giao sao? Hắn từ tóc dài có chút chần chờ, không dám khẳng định nói. Tân hiền đệ, ngươi có thể khẳng định đối phương mua gân địa giao để dùng làm vũ khí sao? Nói không chừng đối phương là muốn dùng luyện chế một loại tài liệu linh cụ đặc thù nào đó mà thôi. Hiện giờ An Viễn Thành có vô số luyện thể sĩ từ bên ngoài tràn vào, trong đó có một số người thân thủ cực kỳ đáng sợ. Hai người chúng ta tuy không phải kẻ yếu, nhưng tốt nhất là không nên liều lĩnh, dù sao chúng ta cũng chỉ có một cái mạng. Hắn tử họ Bảo trầm tư một chút rồi cười lạnh nói. Đại ca nói đúng là rất hợp lý, tại ta vì thiếu linh thạch nên có chút gấp gáp. Nhưng mà thú triều rất nhanh chóng sẽ tới, không có trung cấp linh thạch bổ sung chúng ta cũng rất dễ gặp nguy hiểm. Nghe hắn tử về gò nói vậy, hắn tử họ Tân cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Sợ cái gì, chỉ cần thú triều đến, thành chủ An Viễn Thành nhất định sẽ thuê tất cả luyện thể sĩ trong thành, đương nhiên sẽ dùng một số lượng lớn linh thạch, chỉ cần dùng hợp lý cũng đủ giúp chúng ta giữ mạng, hắn tử gầy gò nói. Dường như đã sớm định liệu kế hoạch trong lòng. Điều này cũng đúng, căn cứ theo hiệp nghị của Tam Hoàng và Thất Yêu Vương, tu sĩ ngoài kết đan không được phép trợ giúp các thành thị lớn ngăn cản thú triều. Muốn giữ thành thị nhất định phải dựa vào luyện thể sĩ chúng ta là chủ yếu, không thì dựa vào ai? Nghe mấy lời đó, tinh thần của đại hán tóc dài cũng phân chấn lên. Ngươi biết là tốt rồi, thực ra hiệp nghị này cũng là tương đối, trong thú đàn cũng không cho phép cao cấp yêu thú ngoài cấp 5 tham chiến. Hiệp nghị này cuối cùng là ai được lợi cũng khó nói. Hắn từ gầy vò có chút cảm khái, đại hán tóc dài cũng trầm ngâm không nói. Không bao lâu, hai người thu thập hết đống đồ vật trên mặt đất sau đó lại đi ra cửa ngõ, rồi chìm dần vào trong đám người nơi ngã tư đường.
Chương 1272, cú chiều. Hàn Lập ghi khai hãng khẩu, tiếp tục đi dạo tại khu vực phụ cận. Sau đó không lâu, tại một ngã tư đường khác nhìn thấy Thiên Đông Thương Hành mà đã rời đi trước đó, một cửa hàng chuyên bán các loại điển tịch. Hắn thản nhiên đi vào, thư điếm không nhỏ, các thư tịch bên trong cũng có rất nhiều chủng loại, thiên văn địa lý, tạp học trăm nhà, quả có chút phong phú. Bởi vì đây chỉ là thư điếm của phàm nhân, nên bên trong cũng không có mộc giản hay thư tịch gì. Hàn Lập tất nhiên không có hứng thú đối với những bộ sách này. Ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung vào điển tịch xã hội có giới thiệu về hoành cảnh cùng phong tục của linh giới. Chỉ có thông qua những thứ này, hắn mới có thể có được những hiểu biết về tình huống ở linh giới, chứ không đến nỗi hoàn toàn không biết gì. Hắn không khách khí, liên tiếp lấy ra số lượng lớn thư bản, cuối cùng lại mua lấy một tấm địa đồ vùng phụ cận. Hàn Lập trên người tuy không mang theo vàng bạc gì nhưng linh thạch cũng rất chân quý đối với một phàm nhân bình, nên hiện giờ trả bằng một khối linh thạch khiến thư điểm chủ mừng rỡ vô cùng, còn thối lại cho hắn một ít ngân lượng. Hắn cầm bộ sách này đi đến một tư lâu, tìm một góc khuất không khiến người khác chú ý rồi ngồi xuống, họa thêm vài món đồ ăn rồi lẳng lặng xem thư tịch. Ly thần niệm của Hàn Lập không thể ly thể, nhưng khả năng đọc qua là không quên vẫn còn tồn tại. Mặc dù mấy bản thư tịch này rất dày nhưng tốc độ xem của Hàn Lập cũng không chậm mà nhanh đến kinh người. Hơn nữa mỗi một chữ đều nhớ rõ trong đầu. Khuôn mặt Hàn Lập bề ngoài không chút gợn sóng, nhưng trong lòng từng chút hiểu biết về những gì thư tịch nói đến thì quay cuồng không thôi. Những thứ khác không nói đến, chỉ miêu tả về hoàn cảnh địa lý của linh giới cũng khiến Hàn Lập hoảng sợ cực kỳ. Nguyên lai thiên nguyên cảnh mà hắn thường được nhóm người trong Thiên Đông Thương Hành đề cập đến dĩ nhiên là khu vực thống trị của Thiên Nguyên Thánh Hòa. Trừ nó ra, nhân loại cùng chiếm cứ các địa phương khác như huyền vũ cảnh do Huyền Vũ Bá Hoàng khống chế, hay thiên tiên cảnh do Thiên Diệu Linh Hoàng khống chế. Người ta thường gọi tắt hai người này là Bá Hoàng và Linh Hoàng. Có Thiên Nguyên Thánh Hoàng nguyên lai lúc đầu là luyện thể sĩ của nhân loại, sau đó sửa tục pháp môn pho ra, được xưng là Nha Hoàng. Phong tục tập quán ở Thiên Nguyên cảnh do người này thống trị cũng gần giống với nhân giới nơi Hàn Lập sinh sống trước kia. Vận khí của hắn cũng coi như không tệ. Ba phiến cảnh vực của nhân tộc đều rộng lớn vô cùng, các thành thị nhân loại bên trong thành lập lâu thì đã cả ngàn năm, sớm thì vài trăm năm. Mà đối chiếu với sự phân chia thành thị bên trong thư tịch thì những thành thị có khoảng trăm triệu dân được coi như một thành nhỏ. Còn những thành lớn thì vô luận là diện tích hay dân cư đều hơn Gia An Viễn Thành. Thiên Nguyên Thành nơi cư ngụ của Thiên Nguyên Thánh Hoàng diện tích lại càng to lớn, thậm chí có thể bằng cả một tiểu quốc tại nhân giới. Chẳng qua so sánh với chủ thành của hai cảnh còn lại thì Thiên Nguyên Thành vẫn chỉ là bình thường. Huyền Vũ Thành nơi ở của Bá Hoàng. Thành này được tu kiến trên lưng một con cự quy thời viễn cổ được gọi là Tham Linh, là một tòa thành di động trên biển. Còn Thiên Linh Thành của Linh Hoàng lại vô cùng thần kỳ. Nó trực tiếp được xây dựng ở một gốc cây đường kính lớn đến cả trăm dặm. Nghe nói kình thiên linh thụ này có thể nối thẳng lên tiên giới. Hàn Lập đọc đến đây, trong lòng vô cùng kinh hãi. Điều khiến hắn giật mình hơn nữa còn ở sao? Theo như điển tịch này giới thiệu thì trừ bỏ tam cảnh của Tam Hoàng thì bên cạnh đó còn có Thất Đại Yêu Vương thống trị Thất Yêu Chi. Địa. Yêu tộc cùng nhân tộc có quan hệ vừa là địch vừa là bạn. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì cho dù trong tam cảnh cũng có một vài khu vực mà yêu tu chiếm dụng, nhưng đó cũng chỉ là không đáng kể. Còn ngoài khu vực thống trị của nhị tộc là thiên hạ của các sinh linh khác. Những sinh linh đó thì hơn nửa là thổ dân bản địa tại linh giới. Nói ví dụ như các loại man hoang cổ thú nhiều không đếm nổi, rồi thượng cổ cự nhân, cũng có những tộc khác giống như nhân yêu nhị tộc mạnh mẽ phá giới mà tiến vào linh giới này. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều với các chủng tộc đó nhưng cũng có vài chủng tộc không hề thua kém hai tộc về sự cường đại, tất cả đều có thần thông độc đáo của mình. Mà ngoại trừ những gì đã kể, ở linh giới cũng có thể chứng kiến những tồn tại đơn lẻ cường đại vô cùng có thể so sánh với chân tiên. Tỷ như Côn Bằng, La Côn mà Hàn Lập đã biết, rồi Chân Long, Thiên Phụng, tất cả đều là những tồn tại có thể khóa giới mà đi lại tự do. Tuy hung hiểm trùng trùng, các tu sĩ có đại thần thông của hai tộc vẫn xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng cho dù như vậy thì cũng chỉ có thể khó khăn mà sống thôi. Tuy rằng bình thường không ưa nhau, nhưng đối mặt với địch nhân tồn tại thì nhị tộc cũng chỉ có thể liên thủ kháng địch. Loại cục diện này xảy ra mãi cho đến khi Tam Hoàng cảnh và Thất Yêu Chi địa thành lập mới tốt lên. Bởi vì Tam Hoàng hiện nay cùng Thất Yêu Vương cùng vài tu sĩ nhân yêu nhị tộc khi đó đều là những người sở hữu đại thần thông. Liên thủ lập ra một siêu cấp đại trận đem cả tam cảnh cùng thất địa bao phủ bên trong. Nghe nói trận pháp này huyền ảo thông thần, được lưu truyền lại từ tiên giới tới tay là một cổ tiên trận. Trận này chuyên để nhắm vào dị tộc càng cường đại tiến vào thì càng chịu cấm chế lớn. Ngược lại nếu thực lực yếu như trung đê cấp yêu thú tiến vào thì sẽ không chịu hạn chế. Siêu cấp đại trận này có 10 trận nhãn được phân ra tại tam cảnh và thất yêu chi địa. Trận nhãn ở bên yêu tu chưa cần nói tới, nhưng trận nhãn bên Tam Hoàng chính là ở Thiên Nguyên Thành Thiên Nguyên Thánh Sơn, ở Tham Linh Cổ Quy trên Huyền Vũ Cảnh, cùng ở Kình Thiên Linh Thụ tại Thiên Linh Thành, trừ phi có thể đem Thánh Sơn Cổ Quy cùng Linh Thụ hủy diệt, còn không sẽ không thể phá hủy cấm chế. Tại từng trận nhãn đều bố trí thủ hạ đông đến không thể tưởng tượng, đó là bên nhân loại, còn bên các trận nhãn khác bên yêu tu tin rằng cũng sẽ không hề thua kém.
Nếu các sinh linh cường đại bên ngoài muốn xâm nhập vào chiếm cứ các khu vực của nhân yêu nhị tộc thì sẽ đồng thời phải đối kháng với 10 đại trận nhãn, nếu không thì quả thật là si tâm vọng tưởng. Nhờ vào siêu cấp tiên trận này, nhân tộc cùng yêu tộc mới có thể phồn vinh hương thịnh tại linh giới, cuối cùng chiếm cứ được một khu vực. Về phần toàn bộ linh giới rộng bao nhiêu thì từ khi nhân tộc bắt đầu xuất hiện ở linh giới tới nay không ai có thể tra xét rõ. Ràng, chỉ có thể dùng từ vô biên vô hạn để hình dung. Đọc đến đây, Hàn Lập cảm thấy có chút nghi hoặc. Một khi nhân tộc chỉ khống chế một khu vực linh giới nhỏ như vậy, sao có thể cam đoan các tu sĩ phi thăng từ hạ giới lại có thể xuất hiện chuẩn xác tại khu vực khống chế của hai tộc? Vạn nhất xuất hiện ở ngoài đại tiên trận thì chẳng phải là nguy hiểm vô cùng sao? Hàn Lập tuy còn nghi vấn nhưng trong thư tịch cũng không có đề cập đến nên cũng chỉ tạm thời để đấy mà thôi. Thông qua miêu tả trong thư tịch, Hàn Lập còn phát hiện xét về toàn diện tổng thể thì yêu tộc mạnh hơn nhân tộc một bậc, nhưng tu sĩ cao giai của nhân tộc lại nhiều hơn yêu tộc. Kể từ đó, hai tộc luôn tạo thành một sự cân bằng kỳ quái, khiến Tam Hoàng cùng Thất Yêu Vương ngồi lại với nhau cộng đồng ký kết một hiệp định giữ gìn lợi ích hai tộc. Điều khoản trong đó là tu sĩ cao giao không được tùy tiện chảm sát chung, đế giai yêu thú trong khu vực Tam Cảnh cũng không được tham dự đối khác trong các đợt thú triều bùng nổ tại các thành thị một cách định kỳ. Còn bên khu vực yêu tộc cũng không được tùy ý bắt và giết nhân tộc tu sĩ, cũng không được phá rối những khu vực có nhân tộc tụ tập. Sở dĩ xuất hiện hiệp định như vậy tất nhiên là do trước đây khi phân chia Tam Cảnh cùng Thất Yêu Chi Địa, hai tộc đã tranh chấp gay gắt, cục diện vô cùng hỗn loạn. Tuy rằng hiện nay đã phân chia rõ ràng nhưng vẫn còn có đại lượng yêu tộc và nhân tộc sống tại khu vực của nhau. Đối với các tu sĩ cấp cao của nhân tộc và yêu tộc mà nói thì một số này không phải là vấn đề gì quá lớn, dễ dàng có thể rời đi. Nhưng đối với các tộc quần yêu thú còn chưa khai mở linh trí cùng với phàm nhân trong nhân tộc mà nói thì không thể đi được một quãng đường xa như vậy, nên chỉ có thể tiếp tục cuộc sống tại nơi cũ, tiếp nhận sự thống trị của nơi đó. Ngay từ đầu, hai chủng tộc đã xuất hiện vô số tràng giết chóc đẫm máu, hai tộc cũng từng diễn ra rất nhiều tràng đại chiến. Cuối cùng trải qua nhiều khúc chiết thì hiệp định cũng đã được ký. Đương nhiên, điển tịch mà Hàn Lập đang đọc cũng chỉ nhắc đến vài hiệp định trọng yếu nhất trong hiệp nghị mà thôi, chứ không nói rõ ràng tất cả. Nhưng chuyện có liên quan đến thu triều thì hắn lại chú ý hơn một chút, để tìm hiểu cho rõ. Thu triều này chẳng qua là do một ít thú loại có khả năng sinh sản quá nhanh hơn nữa, lại có hiệp định kia kìm hãm lên cao dài. Tu sĩ không thể tùy ý ra tay thanh trừ, nên cứ cách một đoạn thời gian ngắn thì vì các vấn đề khu vực, địa bàn mà xảy ra chiến đấu giữ gìn nguồn sống của bản thân. Nhưng những khu vực phụ cận này đều có thành thị của loài người, nên nhóm trùng thú này không hẹn mà gặp cùng dẫn theo các đồng loại chưa khai mở linh trí tiến hành công kích thành trì nhân loại theo kiểu tự sát. Kể từ đó, trừ bỏ một số thành thị loại lớn ra, thì đa số thành thị nhân loại đều gặp phải thú triều chi hại. Càng là tiểu thành thị ở xa thì càng thường xuyên gặp thú triều. Tuy rằng bao nhiêu năm qua đi cũng không có nhiều tòa thành bị quần thú công phá được, nhưng mỗi lần bùng nổ thú triều thì các tồn tại cấp thấp trong nhân tộc lại gặp thương vong thảm trọng. Chẳng qua cũng bởi vậy mà luyện thể sĩ cùng tu tiên giả đều tăng mạnh. Điều đó cũng khiến thực lực của nhân tộc ở linh giới gia tăng, họa phúc song hành. Các tồn tại cấp cao trong Tam Hoàng cảnh cũng yên lặng để thú triều cứ vậy diễn ra, cũng không có ý định cải biến hiệp ý đã ký cùng yêu tộc. Thời gian bùng nổ thú triều cũng không dài, nhưng thường xuyên nhất là có hai loại thú triều chính là lang triều từ thảo nguyên tràn vào và xà triều từ các khu vực khác. Hai chủng thú quần này có khả năng sinh sản cực nhanh, nên cơ hồ cứ trăm năm lại xuất hiện một đợt thú triều. Nếu thành thị nào gặp phải cả hai chủng thú quần này tấn công thì thú triều cũng trở thành đại thú triều, nguy hiểm lớn hơn rất nhiều. Thành thị nhân loại bị công phá vài lần cũng là xuất phát từ các trận đại thú triều này. Cho nên thành thị nào mà gặp phải đại thú triều thì cao tầng trong thành lo lắng không thôi. Láng hết sức triệu tập các luyện thể sĩ tại phù cận cùng các đê giai tu sĩ để hợp lực phòng ngự, chuẩn bị sinh tử nhất chiến. Hàn Lập đọc đến đây thì khẽ thở dài một hơi, rốt cục cũng khép lại thư tịch. Tòa thành này sắp gặp phải thú triều, hơn nữa lại ở gần thảo nguyên như vậy nên phỏng chừng sẽ là lang thú chi triều. Chẳng qua bộ dạng khẩn trương như vậy chẳng lẽ lại sắp gặp phải đại thú triều? Hắn lẳng lặng uống rượu, hai mắt nhíu lại đang âm trầm cân nhắc. Chương 1273, thiên kiếp chi nguy, thân ở linh giới, nên tất nhiên không thể vui nổi khi thú triều đến. Điều hắn quan tâm duy nhất hiện nay là làm thế nào để khôi phục pháp lực, bài trừ cấm chế của băng phượng trên người, lấy lại một thân thần thông ban đầu. Theo như lời của phân thân Thiên La Thánh Thú năm đó thì nguyên anh tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ cứ mỗi 300 năm phải độ qua một lần tiểu thiên kiếp. Hắn tuy hiện tại không có pháp lực nhưng cảnh giới vẫn còn, ai biết được đến khi nào thì thiên kiếp buông xuống. Nếu thực sự phải tiếp thiên kiếp của hóa thần kỳ thì với tầng 4 kim cương quyết hiện nay, không sử dụng các pháp bảo khác thì chết là không phải nghi ngờ. Vừa nghĩ tới việc này, thân sắc Hàn Lập trầm xuống. Phương pháp tốt nhất để giải quyết việc này là mau chóng tìm được băng phượng rồi giải trừ cấm chế của nhau. Hắn và nàng ở trong không gian tiết điểm gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Băng phượng này dựa vào thiên phú không gian thần thông có thể xé rách không gian mà thoát khỏi tiết điểm. Hẳn là cũng đang ở linh giới. Hiện giờ bởi vì bản thân đang bị cấm chế khiến pháp lực hoàn toàn biến mất,
có thể cấm chế do bản thân hạ xuống người Băng Phượng cũng có thể phát tác. Cấm chế của hắn lợi hại thế nào hắn là người rõ nhất. Chỉ sợ tình hình của yêu nữ này còn không bằng mình hiện nay. Nhưng cho dù có pháp lực đầy đủ mà muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được đối phương tại linh giới rộng lớn này cũng là không có khả năng. Tại tam cảnh thất địa đều có những tồn tại hơn hẳn hóa thần. Hiện giờ ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, vậy sao có thể tìm được đối phương? Điều này quả là mơ mộng hão huyền. Việc khôi phục pháp lực chỉ có thể trông chờ vào bản thân. Vốn dĩ hiện tại hắn ngay cả một tia linh lực đều không thể hấp thu, không thể đem các thần thông bí thuật ra thi triển. Một lần nữa tu luyện lại pháp lực cũng là điều không có khả năng. Còn về phần tìm tu sĩ cao giai khác hỗ trợ thì chỉ sợ sẽ phát hiện ra bí mật trên người hắn. Loại phương pháp này căn bản là tự tìm chết. Hàn Lập ngồi ở trên ghế, sắc mặt âm tình bất định hồi lâu. Xem ra chỉ có thể đi theo con đường lúc đầu đã chọn. Ánh mắt của hắn chớp động, thấp giọng thì thào một câu, gương mặt có chút lo lắng. Trước khi đến An Viễn Thành, Hàn Lập đã sớm nghĩ đến chuyện khôi phục thần thông. Trải qua hơn nửa tháng hòa nhập cùng nhóm phàm nhân, người phân tích nhưng hắn chỉ nghĩ ra được một biện pháp. Phương pháp này chưa cần nói có tốt hay không, chỉ là thời gian hao tổn cũng sẽ không ít. Hơn nữa do lúc đầu hắn còn không hiểu biết về linh giới nên trong lòng còn do dự. Nhưng hiện nay cũng đã có những hiểu biết nhất định về linh giới nên sau khi chậm rãi phân tích, hắn không thể không chọn phương pháp này, nhất định phải tu luyện Kim Cương Quyết đến đại thành. Theo như điển tịch quyết điểm này ghi lại thì sau khi đem Kim Cương Quyết tu luyện đến tầng thứ 7 thì chỉ bằng thân thể đã có thể banh đua ngắn dài cùng Nguyên Anh tu sĩ. Như vậy cũng có thể nói, chỉ bằng thân thể cũng có thể bài xuất cấm chế của Băng Phượng ra khỏi người. Tới lúc đó, hắn tu luyện lại pháp lực một lần nữa, ngưng tụ lại Nguyên Anh sẽ đơn giản hơn nhiều. Tuy nói là ngưng kết Nguyên Anh mất hơn 100 năm thời gian, nhưng hắn chỉ cần khôi phục lại một chút pháp lực thì có thể lấy lại túi trữ vật của mình, tránh để ở một địa phương không người như hiện nay. Bằng vào lượng linh đan linh dược mang theo có thể khiến quá trình này diễn ra nhanh hơn mấy lần. Hắn nhất định phải đem cấm chế trong cơ thể hóa giải, khi đó mới có thể một lần nữa ngưng kết Nguyên Anh, hoàn toàn khôi phục thần thông. Dựa theo suy đoán của hắn thì nếu thực sự thiên kiếp phủ xuống thì đó cũng là chuyện gần 300 năm sau. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, vì tiểu mệnh mà suy nghĩ, nên tất nhiên phải mau chóng tu thành Kim Cương Quyết. Việc Kim Cương Quyết tu luyện khó khăn, Hàn Lập đã sớm biết từ miệng Thiên Lan Thánh Thú. Cho dù linh giới linh khí nồng đậm vô cùng, có thể sử dụng bí thuật linh khí quán thể nhưng nếu thực sự đem Kim Cương Quyết tu luyện đến đại thành thì cũng rất ít ỏi. Cho dù là có tư chất hơn người cũng căn bản không dám tự tin như vậy, nhưng Hàn Lập cũng đâu có phải một người bình thường. Không chỉ nói là từ khi hắn tu luyện từ phàm nhân lên hóa thần kỳ đã làm cho tâm tính hắn kiên nghị vô cùng, hơn hẳn tu sĩ linh giới. Cũng bởi vì thân thể đã luyện hóa sát khí, dùng thêm Thiên Chi Châu và Long Lân Quả nên đã trở nên mạnh mẽ vô cùng. Đặc biệt là Long Thân Quả kết hợp cùng với Thối Cốt Quyết càng khiến cho thân thể của hắn không hề thua kém yêu thú. Sau khi hắn tới linh giới, hắn lại đem cả hai Nguyên Anh tán đi, hóa thành tinh nguyên khổng lồ tiến nhập trong thân thể khiến cho tiềm lực của hắn lại lần nữa gia tăng. Do có nhiều thuận lợi như vậy nên cũng khó trách Hàn Lập tự tin như vậy. Điều khiến hắn lo lắng hiện tại là sự thống khổ cùng cực khi tu luyện công pháp này cùng với thời gian tiêu hao cũng dài. Bởi vì rời xa khỏi thành thì có rất nhiều thú quần đê giai yêu thú thường xuyên lui tới đây. Với tình huống hiện giờ của hắn thì một mình tu luyện cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Huống hồ càng về sau Kim Cương Quyết càng cần tăng cường chiến đấu, thể ngộ đột phá. Nếu vậy thì cũng không ngại ở lại trong Thiên Đông thương hành một thời gian ngắn. Nếu cảm thấy có gì không ổn thì rời đi cũng chưa muộn. Về phần huyết chú văn thư thì vừa nhập vào người hắn đã bị thân thể ẩn chứa cường đại tinh nguyên luyện hóa sạch sẽ, đâu có thể ước thúc hắn. Trong lòng đã có quyết định, Hàn Lập cũng không tiếp tục ở đâu nữa, mà mang theo những thư tịch này ly khai Tử Lâu, cũng tùy tiện tìm một nơi hẻo lánh lấy những điển tịch đặt trong túi ra. Hai tay hắn khẽ dùng lực, nhất thời quyển điển tịch dày cộp đã hóa thành giấy vụn bay đầy trời. Hắn lại đi vào một tiệm rèn muốn xem xét. Hắn đưa dao cân kia cho thợ rèn, rồi chỉ vào mấy loại tài liệu thấp giai trong cửa hàng phân phó vài tiếng, rồi lại đưa cho đối phương hai khối linh thạch cấp thấp. Thợ rèn kia trước hết nghe Hàn Lập nói thì có chút ngẩn ngơ, nhưng sau khi cầm được hai khối linh thạch thì lập tức gật đầu liên tục, mặt mũi tươi cười. Hàn Lập lúc này mới rời khỏi tiệm rèn. Khắp nơi trên đường đều dùng xe kéo bằng một con vật hai đầu, có chút giống hươu, có chút giống ngựa, hắn cũng không quản nó có lai lịch ra sao. Hắn chỉ lấy ra một thỏi bạc ném tới, miệng nói như vân khách điếng, cả người nhanh như chớp đã lóe lên rồi tiến vào trong xe. Lập tức khoanh chân ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Thú xa này là do dùng các loại linh thú lành tính để kéo xe. Ở An Viễn Thành khắp nơi đường lớn đường nhỏ đều xuất hiện nhan nhản. Dù sao với quy mô của thành này, nếu không có thú xa mà đi bộ thì chỉ sợ đi từ khu vực này sang khu vực khác cũng phải mất đến vài canh giờ mà cũng chưa chắc đã đến. Thú xa này có chút hoang nghĩ, rõ ràng đều không thuộc loại thú xa chuyên để chở khách mà giống như xe tư nhân. Hai sát phu vừa thấy Hàn Lập vọt lên xe thì đầu tiên là giận dữ, nhưng vừa thấy thỏi bạc trắng thì lại ngẩn ngơ, hơi chút do dự, rồi lập tức đánh xe chạy thẳng đề thành Tây. Hàn Lập ngồi xếp bằng trong xe, hắn nghe thấy tiếng sát phu,
Thưa công tử, đã đến Như Vân Khách Điếm. Hàn Lập chậm rãi mở mắt, không nói lời nào bước xuống thú xa. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện vô số lầu các trạch viện. Ngay trước mặt là một tòa lầu các cao lớn, có cho một bảng hiệu dùng của văn thư viết Như Vân Khánh Điếm, đập vào mắt. Mà ở lầu các hai bên thì phía trước hiên luôn có mái che bằng gỗ. Các loại thú xa kiểu dáng khác nhau đang đứng ở đó, có vẻ chật trội. Đôi lúc lại vang lên tiếng kêu của thú xa. Ánh mắt Hàn Lập rất nhanh đảo qua nó, rồi dừng lại ở vài gã tiểu nhị đang đứng tiếp đón khách nhân bên ngoài đại môn. Hàn khẽ móc tay gọi một người trong số họ đến. Tiểu nhị kia cũng rất thông minh, lập tức chạy tới. Khách quan, có chuyện gì phân phó? Ngài định dùng bữa hay ở trọ? Hôm nay có người của Thiên Đông Thương Hàng vào đây, ngươi biết bọn họ ở đâu không? Hàn Lập ném cho hắn một khối bạc vụn rồi hỏi. Ta ra là khách quan muốn tìm các vị đại gia của Thiên Đông Thương Hành, để tiểu nhân dẫn đường cho ngài. Tiểu nhị nhận bạc, mặt mày hớn hở. Hắn lập tức dẫn Hàn Lập đi vòng qua các lầu các, thẳng đến một trạch viện. Các vị đại gia của Thiên Đông Thương Hành đến rất nhiều, nên đã bao toàn bộ Tây Viện. Tây Viện cũng là khu tốt nhất trong bổn điếm. Tiểu nhị vừa dẫn đường vừa nhiệt tình giới thiệu. Hàn Lập nghe vậy cũng không nói gì, thần sắc vẫn như cũ. Tây, Hàn huynh đệ, ngươi rốt cục cũng đã trở lại. Tốt rồi, Trương đại ca đã sớm dẫn qua, nếu thấy ngươi thì lập tức dẫn ngươi đến gặp hạ phu nhân. Mau đi cùng ta. Vừa đến phía trước Tây Viện, thì một thanh niên đứng gác ở ngoài nhìn thấy Hàn Lập thì mừng rỡ, bước tới, định nắm lấy tay Hàn Lập. Hàn Lập khẽ nhíu mày, đầu vai khẽ rung lên, tức thì bàn tay thô ráp của đối phương định nắm lấy tay Hàn Lập lại chật mất mục tiêu. Thanh niên này ngẩn ra, lắp bắp kinh hãi, hóa ra là La huynh đệ. Phu nhân mà La huynh đệ nói là Phương phu nhân sao? Hàn Lập mỉm cười, bĩnh tính hỏi. Thanh niên này nguyên là một kỵ sĩ trong Thiên Đông Thương Hành, gọi là Tiểu Thất. Đúng vậy, chính là Phương phu nhân. Phu nhân nghe nói tới chuyện của ngươi thì cảm thấy rất tò mò, muốn gặp ngươi. Dị sắc trên mặt thanh niên họ La chợt lóe rồi biến mất, hắn cười nói, tại hạ thân là một thành viên trong Thương Hành, Phương phu nhân triệu kiến thì tất nhiên tại hạ phải phụng mệnh mà đến, làm phiền La huynh đệ dẫn đường. Hàn Lập cười khẽ, bâng quơ nói, ha ha, đây là đương nhiên. Rốt cuộc thanh niên này cũng biết thân thủ Hàn Lập hơn xa mình, nên cũng không dám có hành động bất kính. Hắn cười một tiếng rồi đáp ứng. Hàn Lập ra hiệu cho tiểu nhị rời đi, rồi theo thanh niên họ La đi vào trong Tây Viện. Trên đường gặp không ít thủ vệ Thương Hành, kỵ sĩ chào hỏi không ngớt. Hai người quẹo đông rồi lại quẹo tây mấy lần, sau đó lại đi qua hơn 10 đại viện, rốt cục đã tới một khu tiểu viện. Ở nơi này quả thực rất thanh tĩnh, đứng canh cửa còn hai đại hán đang khoanh tay đứng đó. Hàn Lập vừa bước qua hai người, nhất thời bốn ánh mắt lăng lệ quét qua, khiến thân thể người ta như rơi vào hồ băng. Chương 1274, Kim Ngọc Tông. Hàn Lập mỉm cười nói, hai người này hiển nhiên không phải bình thường luyện thể sĩ, nếu không ánh mắt chỉ đảo qua, khí thế cũng sẽ không kinh người như vậy, khiến cho người ta có cảm giác tựa hồ so với tên Trương Khuê kia còn lợi hại hơn một chút. Hai vị đại ca, vị này chính là người mới gia nhập bản hiệu Hàn huynh đệ, phu nhân không lâu nói qua muốn gặp gỡ một chút, mong rằng các vị vào thông báo một tiếng. Người thanh niên họ La tiến lên bắt quyền, cung kính dị thường nói, ta, ngươi đem kim cương quyết tu luyện tới tầng thứ ba đúng là có khác, thật nhìn quả nhiên y như người trẻ tuổi, nhưng mà không phải ăn qua chú nhan đan dược vì đó chứ? Một gã đại hán dáng người hơi thấp hai mắt đánh giá Hàn Lập, bỗng nhiên nói một câu như vậy, trong lời nói có vẻ không có chút khách khí nào. Hai vị cảm thấy được tại hạ ăn qua, vậy cứ coi là thế đi. Hàn Lập trong lòng không khỏi giật mình, nhưng trên mặt lại cười rộ lên. Hồ, ta có chút không tin ngươi đem kim cương quyết tu luyện tới tầng thứ ba, tại hạ thử xem. Các hạ không ngại chứ? Ngươi đại hán này hiển nhiên vừa rồi nói như vậy cũng là thuận miệng mà nói, nhưng giờ phút này trong mắt hàn quang chợt lóe, bỗng nhiên một cái bắt được cổ tay Hàn Lập, nói cứng. Hàn Lập đuôi lông mày dựng lên, không thèm tránh, nhưng lại tùy ý đối phương bắt lấy cổ tay mình. Lập tức cảm thấy đối phương năm ngón tay lạnh lẽo dị thường, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ sức lực, bắt đầu co lại, không hề giống thân thể bình thường. Hàn Lập không giận ngược lại nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại trầm xuống. Dưới sự dùng sức của đối phương, cổ tay chỗ đó hiện ra một tầng đạm kim sắc, nhưng chợt lóe lại trôi đi không thấy. Vẫn lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, tùy ý đối phương dùng sức. Một lát sau, người đại hán này thấy mình đã thi triển ra 7-8 phần khí lực, đối phương vẫn làm bộ dạng như không có gì. Sắc mặt rốt cục đại biến, nhưng hắn sau khi do dự, chẳng những không có buông tay, ngược lại hít sâu một hơi. Năm ngón tay bỗng nhiên nổi lên một tầng thanh quang, khí lực lại tăng lên rất nhiều. Hàn Lập trên mặt tươi cười rốt cục thu liễm, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, cánh tay vận khởi tùy ý nhẹ nhàng ngăn cản. Đại hán nhất thời chỉ cảm thấy năm ngón tay đang bắt lấy cổ tay Hàn Lập chấn động, thân mình trong nháy mắt chết lặng, kinh hãi thất thanh hét lên. Lập tức một cỗ lực lượng to lớn từ đâu truyền đến, thân hình không hề tự chủ được bay lên. Mắt thấy Hàn Lập không chút thay đổi, người này đại hán lại bị hung hăng vớt bộc một cái lên bức tường đá, đầu rơi máu chảy bóng người ngáng lên một cái. Một người đại hán thủ vệ khác từ này đến giờ không nói gì bỗng nhiên bay vút lên mấy trượng,
vọt đến bay ra trước chỗ đại hán kia rơi xuống. Tay vung lên như tia chớp, tiếp được. Nhưng là người này bàn tay Phương vừa tiếp xúc được tới vạt áo đồng bạn, đột nhiên thần sắc biến đổi, tay kia cùng mang lên đỡ lại, hai tay cùng đỡ lại. Sau một tiếng phanh thật lớn, lại nghe soàn soạt vài tiếng liên tiếp chuyển đến. Người này hắn tuy rằng đón được, nhưng thân hình cũng liên tiếp rút lui 7-8 bước, sắc mặt tái nhợt một lần nữa mới ổn định cước bộ. Hàn Lập thấy vậy, hai mắt nhíu lại, nhìn thoáng qua đại hán mới ra tay này. Người này chỉ thi triển ra vài phần sức lực, lại vẫn có thể đón đỡ dễ dàng như vậy. Hiển nhiên một thân luyện thể thuật còn ở trên những người khác. Người thanh niên họ La sớm trợn mắt há mồm. Này hai gã đại hán thủ vệ, chính là thị vệ bên người Phương phu nhân. Tuy rằng không cùng bọn họ giao đầu qua, nhưng là một thân luyện thể thuật cực kỳ cao minh. Ngay cả người đứng đầu bọn họ là Trương Khuê cũng mầm bội phục vô cùng. Năm đó trong số những kỵ sĩ có tu vi không thấp, cũng đi tìm hai người này vụng trộm ránh qua, không ai không thất bất bại thảm hại. Mà vị Hàn Lập mới gia nhập này, thế nhưng bằng một bàn tay khiến cho hai người này rơi vào như thế không thể ngẩng đầu lên được. Kim Cương Quyết một khi tu luyện tới tầng thứ ba, thật sự có uy lực lớn đến như chăng? Người thanh niên họ La sắc mặt âm trầm suy nghĩ, hắn tự nhiên không biết, Hàn Lập có thể có loại sức lực này hơn phân nửa là dựa vào ở nhân giới liên tiếp ăn long lân quả, cũng do nguyên nhân một phần là mấy trăm năm qua tu luyện thối cốt quyết. Nếu không Kim Cương Quyết kia nếu có gia tăng lực thần thông, khi ở tầng thứ ba cũng bất quá cùng này hai gã đại hán giống nhau. Huống chi, Hàn Lập tu luyện Kim Cương Quyết trên thực tế đã muốn tu luyện tới tầng thứ tư. Hàn huynh đệ thân thủ kinh người, huynh đệ của ta cam bái hạ phong, mời vào đi. Đại hán kia trong cơ thể công pháp liên tiếp vận chuyển vài lần, cuối cùng đem tụ khí ở ngực thừa dịp nói chuyện phun ra bên ngoài cơ thể, thân sắc khôi phục bình thường, nhưng là nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt vẫn không khỏi có chứa một phần kính sợ, bị Hàn Lập đánh bay ra. Người kia sắc mặt vô cùng khó coi, Hàn Lập mỉm cười, cũng không nói cái gì nữa. Sau khi ôm quyền, liền từ tốn đi vào trong sân, người thanh niên họ La tự nhiên không có tư cách tiến vào trong đó. Đành phải ở lại ngoài sân, căn phòng đối diện cánh cửa đóng chặt lại, Hàn Lập đang muốn tiến lên gõ cửa, từ bên trong truyền đến thanh âm dễ nghe của một nữ tử. Hàn công tử phải không? Mời vào. Thiếp thân đã sớm chờ đã lâu. Hàn Lập ánh mắt chớp động hai cái, nhưng vẫn chưa cảm thấy có gì kinh ngạc, bình tĩnh đẩy cửa đi vào. Sau khi ánh mắt đảo qua, thần sắc hắn chợt động. Trong phòng lại có vài người, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy chút ngoài ý muốn. Đối mặt cửa phòng hướng về phía trên chủ vị, đang ngồi là một lã thanh sam phụ nhân tầm 30 mấy tuổi, da thịt trắng nõn, khuôn mặt tú lệ. Đứng ở phía sau là một gã lam bảo thanh niên, tầm 25-26, khuôn mặt cùng phụ nhân có chút tương tự. Ở đối diện phụ nhân, còn ngồi một người nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào, tóc mai trắng xám, vẻ mặt có vẻ lạnh lùng. Đứng sau người này là một đôi nam, nữ. Nam anh tuấn hiên ngang, nữ xinh đẹp như hoa. Mấy người kia tựa hồ sớm biết hết mọi việc vừa xảy ra ở cổng, cho nên khi Hàn Lập tiến vào, ánh mắt toàn bộ đều quét lại đây. Ánh mắt của mọi người, có đủ loại, có chút ngoài ý muốn, có chút vui sướng. Lam bào thanh niên lại có chút tò mò, cẩm bào nam tử lại nhíu mày. Nhưng thật ra một đôi nam nữ trẻ tuổi này, nhìn qua khuôn mặt lộ ra vài phần giật mình. Hàn công tử không thấy phiền lòng chứ, vừa rồi hai gã thị vệ ra tay thử các hạ, nhưng thật ra là chủ ý của thiếp thân mà thôi. Chỉ là muốn nhìn xem tầng thứ ba Kim Cương Quyết có lợi hại như trong truyền thuyết hay không cùng mà thôi. Pháp quyết này lưu truyền rất rộng rãi, nhưng cũng là loại khó nhất tu luyện nhất trong các loại luyện thể thuật. Có rất ít người có thể đột phá tới tầng thứ hai, ta đừng nói giống Hàn công tử lên đến tầng thứ ba. Mi phủ kia đứng dậy chào, vén áo chi lễ nói, tại hạ đã là một thành viên của cửa hiệu, chỉ là một chút thử thách tự nhiên không tính cái gì, nhưng mà không biết phu nhân đối thân thủ tại hạ hay có vừa lòng hay không. Hắn Lập mỉm cười, không thèm để ý nói. Hắn tuy rằng tính toán ở Thiên Đông Thương Hào tạm thời ẩn nấp một thời gian, nhưng là không có ý định chân chính làm một gã tiểu tốt bị người ta sai khiến. Tự nhiên không ngại qua ra một chút thực lực của chính mình, biểu hiện lúc trước, xem ra đã làm cho vị Phương phu nhân này vài phần kính trọng. Uy lực tầng thứ ba của Kim Cương Quyết, còn trên cả sự đoán trước của thiếp thân, tự nhiên đã được mở rộng nhãn giới một phen. Đúng rồi, ta trước tiên giới thiệu với Hàn công tử từng người trong này chứ. Đây là tiểu nhi Phan Thanh, là môn hạ của Kim Ngọc Tông tu luyện tiên thuật, mà ba vị tiên sư này đều là đồng môn của tiểu nhi. Nguyên lai là thiếu đông chủ cùng vài vị tiên sư. Hàn Lập liền ôm quyền, bình tĩnh nói. Tuy rằng thần niệm không thể ly thể, nhưng chỉ bằng thần thức linh mẫn, khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn có thể đại khái cảm ứng ra tu vi của vài vị này. Mấy người đều có tu vi trúc cơ đã ngoài, chẳng qua vị Phan Thanh cùng một đôi nam nữ trẻ tuổi tựa hồ mới trúc cơ không lâu, trên người linh khí yếu kém, nhưng này vị cẩm bào nam tử lại cả người pháp lực dày đặc, giống như đã đến trúc cơ hậu kỳ đại thành tiến vào giả đan cảnh giới, thật không nên xem nhẹ. Lấy Hàn Lập vừa rồi tỏ ra chi lễ, nhưng người kia cũng đành quay lại đáp lễ. Cẩm bào nam tử mặt hiện vẻ tươi cười hỏi, tại hạ tuy rằng chưa bao giờ tu luyện qua luyện thể thuật, nhưng là ngày xưa gia sư từng kết giao qua với một vị cao gia luyện thể sĩ.
Nghe nói vị tiền bối kia lẻ loi một mình đánh chết rất nhiều yêu thú cấp 6, cấp 7. Nguyên bản Dã Mẫu còn tưởng rằng đó là nói phét, nhưng hiện tại thấy thần thông kim cương quyết của Hàn huynh, đối sự tình này lại dám khẳng định không thể nghi ngờ. Chẳng qua, ta xem Hàn huynh một thân sức lực tựa hồ không riêng gì tu luyện kim cương quyết mới, có phải là người sinh ra đã có thần lực, người này cũng có vài phần kiến thức, thế nhưng nhìn thấu chỗ khác biệt trong sức mạnh kinh người của Hàn Lập Kinh, Tần huynh tự nhãn như đuốc, hắn mỗi điểm ấy khí lực chính là có một chút trời sinh mang đến. Hàn Lập đương nhiên sẽ vì đối phương mà giả chuyện long lân quả, cận tay mượn nước đẩy truyền thừa nhận nói. Cẩm Bào nam tử gật đầu, trong lòng một ít nghi hoặc rốt cục được đánh tan hơn phân nửa. Kế tiếp, vị Cẩm Bào nam tử này cùng mấy người kia không có hỏi lại cái gì, nhưng thật ra vị Phương phu nhân kia vẻ mặt cực kỳ hiền lành cùng Hàn Lập hàn huyên một ít, cũng nói bóng nói gió muốn hỏi một chút về lai lịch Hàn Lập, nhưng Hàn Lập tự nhiên giả bộ hồ đồ ứng phó. Phương phu nhân thấy Hàn Lập biểu hiện như vậy, nên cũng không có thật sự hỏi tới, ngược lại nói cho hắn biết, Cẩm Bào nam tử chính là mấy người ở trong tông môn Phan Thanh, phụng lệnh sư môn đến hiệp trợ An Viễn Thành ngăn cản thú triều lần này, cũng là bởi vì là cao tầng của An Viễn Thành cùng Kim Ngọc môn có chút giao tình. Thứ hai, mỗi lần thú triều bùng nổ, đồng dạng cơ hội tuyệt hảo để người tu tiên thấp giai đột phá bình cảnh, cho nên đưa đệ tử trúc cơ kỳ bọn họ phái đi. Đương nhiên phụng mệnh đến An Viễn Thành cũng không phải chỉ có Kim Ngọc môn một nhà, còn có đệ tử của hơn 10 tiểu tông môn mà mấy ngày nay đám nhân thủ hiệu buôn bọn họ, từ sau khi tiến vào An Viễn Thành, dựa theo quy củ, hộ vệ đội cũng không có cách nào tránh khỏi sự điều động của An Viễn Thành. Cho nên Phương phu nhân tạm thời muốn đem Hàn Lập thành trợ thủ của khuê phó, hiêm trợ chỉ huy hộ vệ đội này. Hàn Lập nghe được phu nhân nói như vậy, sau một phen lưỡng lự thì gật đầu đồng ý. Phương phu nhân thấy vậy, lộ ra vẻ hài lòng, lập tức khiến cho Hàn Lập đi nghỉ ngơi. Theo lời của nàng, thú triều tùy thời có thể bùng nổ, nhưng thật sự là nhiều loại đàn thú liên hợp thành đại thú triều. Đám người Hàn Lập tự nhiên phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới tốt. Hàn Lập cười nhẹ, lúc này rời khỏi phòng. Sau khi cửa phòng khép lại, Phương phu nhân tươi cười thu liễm, đồng thời trên mặt lộ vẻ một chút do dự. Thế nào? Phu nhân cảm thấy người này là một nhân tài hiếm có, lại muốn thay chủ ý. Cẩm Bào nam tử sờ sờ cằm, bỗng nhiên cười khẽ hỏi một câu. Đúng là như thế. Người này trẻ tuổi như vậy còn có tu vi như thế, nếu thêm chút bồi dưỡng, nói không chừng thật có thể trở thành một người có thể so sánh với Hỏa lão. Nếu không thì cứ theo kế hoạch mà làm, sau thú triều bảo cho Trương Khuê hoặc là Liễu gia huynh đệ cho các ngươi một chuyến đi. Phu nhân thật không có giấu giếm suy nghĩ trong lòng. Lông mi nhíu lại cao mặt nói. Chương 1275, Thanh Lang, Xích Mã, Báo Cầm. Trương đầu lĩnh và phu nhân, Liễu thị huynh đệ ta đều đã gặp qua. Đều không tinh thông kim cương quyết thì cũng có thể dùng người này một chút. Nhưng hiện tại vì để nắm chắc đoạt được mấy kiện đồ vật kia nên phải cần thêm nhân tuyển. Dù sao khi tu thành kim cương quyết tầng thứ 3 thì cũng không sợ linh khí cấp thấp công kích. Hơn nữa người này lực lớn vô cùng, là người giúp sức phù hợp nhất. Nếu đổi lại là những người khác thì tỷ lệ thất bại cũng không nhỏ. Mà một khi kinh động đến yêu thú trông coi bảo vật thì chúng ta tuyệt không có cơ hội hạ thủ lần hai. Phu nhân chẳng lẽ không muốn Phan sư đệ về sau không có hy vọng kết đan sao? Cẩm Bào nam tử nói. Tần tiên sư nói như vậy cũng có lý. Cho dù người này thực sự có tiềm lực trở thành Hỏa lão thứ hai, nhưng so với việc Thanh Nhi về sau kết đan thì cái nào nặng, cái nào nhẹ ta vẫn biết được. Phu nhân khẽ thở dài một hơi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Phu nhân làm như thế mới thực sáng suốt. Lần thu triều bạo này chính là cơ hội tốt nhất. Yêu thú trông coi vật kia tuyệt không thể khinh thường, cho nên việc này phải cần có người luyện thể. Mặc dù nhất định sẽ có nguy hiểm nhưng cũng không nhất định gạt chuyện không may. Chỉ cần sự tình làm xong thì Tần Mỗ sẽ không bạc đãi hắn, mà hắn cũng sẽ không sinh ra lòng oán hận đối với phu nhân. Cẩm Bào nam tử trong lòng buông lỏng, nở nụ cười. Tần tiên sư pháp lực cao cường, khi có được vật kia tuyệt đối kết đan không thành vấn đề. Về sau còn cần ngươi chiếu cố tiểu nhi một chút. Phụ nhân không nói tiếp lời đối phương, ngược lại tươi cười nhắc đến ái tử của mình. Ha ha, tư chất Phan Tiễn đệ cực tốt, không hề thua kém ta. Ta có thể kết đan thì việc ấy không thành vấn đề, phu nhân cứ yên tâm. Cẩm Bào nam tử nhìn Lam Bào thanh niên, ôn hòa nói. Phan Thanh rất biết điều, vội vàng hướng vị sư huynh trì lễ một cái, trong miệng liên tục nói cảm ơn. Cẩm Bào thanh niên ngồi xuống nhìn những nam nữ trẻ tuổi hiểu ý cười, trong lúc nhất thời không khí có vẻ cực kỳ hòa hợp. Hàn Lập tự nhiên không ngờ mình vừa mới từ nhân giới lên thì đã bị những người này tính kế, thật không biết có phải hắn được sao thiên sát chiếu hay không. Nếu biết việc này thì hắn cũng chỉ có thể giờ khóc giờ cười mà thôi. Chính là một số phàm nhân và vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ thế nhưng lại lợi dụng một vị tu sĩ hóa thần kỳ như hắn. Quả thực không biết sống chết mà. Cho dù hiện tại pháp lực hắn không còn nhưng cũng có thủ đoạn để dễ dàng gạt bỏ bọn họ. Hiện giờ hắn tự nhiên không biết chuyện Cờ Thiên Đông Thương cho nên vừa ly khai tiểu viện liền đi theo đám người đại hán mặt dạo. Sau đó không lâu Hàn Lập nhận được chức phó lĩnh đội, tự nhiên liền có người không phục. Nhưng trước mặt mọi người Hàn Lập lại có một chút thần lực khiến ai cũng đều kinh hãi im lặng. Hàn Lập cũng bởi vậy mà được phân cho một gian phòng yên tĩnh, không cần phải chen chúc cùng những người khác.
Mấy ngày tiếp theo hắn lẳng lặng trong phòng nghiền ngẫm pháp quyết Kim Cương Quyết tầng thứ 5, nguyên bản dựa theo phương pháp tu luyện Minh Vương Quyết, chính là dùng pháp lực cơ thể hiệp trợ tu luyện, nhưng hiện tại sửa thành Kim Cương Quyết nên nhất định phải dùng linh khí quán thể. Phương pháp tu luyện xa lạ như thế cho nên trước tiên không thể không tìm hiểu, rồi sau đó mới thật sự bắt tay vào tu luyện. Nhưng đến ngày thứ 3 Hàn Lập lại ly khai khách điếm một chuyến, không biết đi đâu mà nửa ngày sau mới về. Ngoại trừ một số người để ý thì phần lớn thậm chí không biết Hàn Lập đã từng đi ra ngoài. Tới ngày thứ 7, theo thói quen Hàn Lập đang ở trên giường nhắm mắt, bỗng nhiên một tiếng động thật lớn từ ngoài phòng truyền đến, làm cho cả khách điếm đều rung động. Hàn Lập cả kinh mở hai mắt ra, tiếng oanh long long vang lên liên miên không ngừng. Trong thành thị lại vang lên những tiếng hò hét, dường như tất cả các nơi trong thành đều biết. Hàn Lập nhướng mày, không nói hai lời đẩy cửa phòng đi ra. Chỉ thấy ở phía tây viện đã xuất hiện một đoàn kỵ sĩ hộ vệ, ai cũng cầm binh khí ra khỏi phòng, trên mặt ẩn chứa sự hưng phấn dị thường cùng vẻ chờ mong, mà cũng có người lộ ra vẻ sợ hãi. Vội cái gì, cho dù thú triều tới đây thì đợt thứ nhất cũng không tới lượt chúng ta, cả đám cứ về phòng nghỉ ngơi đi, đến phiên chúng ta thì lúc đó không còn nghỉ ngơi được đó. Một thanh âm mạnh mẽ từ trong viện truyền ra, lớn tiếng mắng chúng hộ vệ đang hỗn loạn. Những hộ vệ kia vừa nghe đại hán mặt xạo hét lên thì nhất thời thành thật vào lại phòng. Hàn Lập thấy vậy thì cười, nghe nói Trương Điều đảm nhiệm vị trí lĩnh đội đã hơn 10 năm nên có thể thấy được uy tín rất lớn. Hàn huynh đệ, ngươi trước tiên theo ta quan sát quy mô và chủng loại của đợt thú triều này, cho dù là đại thú triều thì trong đó cũng có yếu có mạnh. Trương Khuê liếc Hàn Lập một cái rồi đi tới nói, nếu Trương huynh đã nói như thế thì Hàn mỗ tự nhiên vui lòng. Hàn Lập ngẩn ra nhưng lập tức cười đáp ứng. Thật ra hắn mặc dù không để tâm đến một số loại yêu thú cấp thấp tạo thành thú triều, nhưng trong lòng cũng có vài phần tò mò. Hiện giờ có thể được mở rộng tầm mắt thì sẽ không từ chối việc này. Hai người đi đến ngã tư đường ở ngoài khách sạn. Lúc đó bên ngoài hoàn toàn bất đồng, nguyên bản ngã tư đường hối hả đã sớm trở nên vắng người, mà những người đang đi thì cũng có bộ dáng vội vàng khẩn trương. Ở ngã tư đường có thể thấy được một vài quái thú đang kéo xe chạy như điên. Ngoại trừ thú xe này thì bên ngoài Thiên Đông Thương còn có một người cưỡi độc giác cự lang chạy trước. Đây là kỵ sĩ mặc phục sức của vệ binh, một bên vừa chạy như bay vừa lớn tiếng tuyên bố thú triều đến và lệnh cho toàn thành giới nghiêm. Mà trong mệnh lệnh cũng nói người luyện thể cùng binh lính trong thành phải thành thật đúng một chỗ, không được tự ý ra ngoài gây cản trở việc chống cự thú triều, nếu không sẽ giết không tha. Ngay khi Hàn Lập cùng Trương Khuê cưỡi một độc giác cự lang hướng về phía tường thành gần nhất chạy đi thì ở một tháp cao, một gã đại hán mặc tử bào đang chắp tay sau lưng yên lặng nhìn ra cửa sổ, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đột nhiên cửa phòng mở ra, một gã giáp sĩ mặc áo giáp màu xanh bước nhanh đến quỳ xuống trước tử bào đại hán, dùng thanh âm trầm thấp nói, khởi bẩm tôn chủ, hiện tại đã xác định đàn thú xâm phạm chia làm ba đợt, theo thứ tự là phỉ thúy thảo nguyên, thanh lang thú ở Hắc Lang Sơn Mạch và một số mãng thú cùng cầm thú. Quả nhiên ba đàn thú này tấn công lần này có phiền toái lớn đây, nếu là đàn thú thanh la vú hay xích mãng thú cũng đã hơn 300 năm không tạo thành thú triều, chỉ sợ số lượng hiện tại rất kinh người, mà hiện tại lại có thêm cầm thú nên càng khó giải quyết hơn. Lực lượng đối không của bổn thành tuy rằng yếu nhưng đã đến các thành thị mượn một đám cường cung tới, nhưng tên nỏ bình thường thì không có bao nhiêu tác dụng với cầm thú. Từ bao địa hắn khẽ thở dài một hơi, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, có vài phần lo âu. Đại nhân không phải là đã đặt làm một đám tên nỏ mới sao? Bằng vào tính chất đặc biệt của nó thì hẳn là có thể bảo vệ không trung, huống chi lần này còn có các tu sĩ hiệp trợ, bọn họ cũng có thể phi hành, là trợ lực phòng không rất tốt, có bọn họ hiệp trợ thì số cầm thú này hẳn là không thành vấn đề. Giáp sĩ nói vài lời an ủi, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, ngươi đem những tu sĩ kia an bài một chỗ, chuyên môn giám thị động tĩnh của cầm thú, thanh lang và xích mãng thú thì giao cho luyện thể sĩ và binh lính bình thường ứng phó là được. Đúng rồi, lực lượng triều binh cũng nên sắp xếp chỉnh đốn và thay phiên nhau thủ vệ, tử bào đại hán lại ra lệnh. Vâng, đại nhân. Giáp sĩ đáp ứng một tiếng rồi lui ra đi làm nhiệm vụ. Tử bào đại hán nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt âm trầm. Hàn Lập đứng ở chỗ ra trên thành, tuy rằng thần sắc bình tĩnh nhưng nội tâm lại có chút rung động. Chỉ thấy phía ngoài tường thành mấy chục dặm, nguyên bản đất màu vàng đã bị biến thành một mảnh màu xanh không trông thấy đoạn cuối, tựa hồ như biển cả bao phủ. Nếu nhìn kỹ thì thấy đó toàn là lang thú màu xanh hình dáng lớn nhỏ không đều, con nào cũng đều lộ ra răng nanh dữ tợn. Số lượng lang thú nhiều không đếm xuể, không thể đoán được có bao nhiêu vạn con, nhưng chúng lại không ngừng gào thét, dường như đang truyền tin tức gì cho nhau. May mắn đây vẫn chỉ là thanh lang thú bình thường, nếu là đụng tới hồng lang hoặc hoàng lang, thậm chí là ngân lang hiếm thấy thì chỉ sợ chỉ bằng vào số lượng này thì xa thành đã không thể ngăn cản. Sắc mặt Trương Khuê bên cạnh Hàn Lập có chút tái nhợt, âm trầm nắm tay lẩm bẩm nói, ngân lang. Hàn Lập vừa nghe địa hán mặt sợ nói lời ấy nhất thời vẻ mặt biến sắc, như thế nào, chẳng lẽ Hàn huynh đệ trước kia chưa từng thấy qua ngân lang thú sao? Trong vài loại lang thú thì ngân lang là loại khó đối phó nhất, một con ngân lang bình thường có thể chống đỡ hơn 10 con thanh lang. Trước kia trong một lần thú triều ta đã may mắn nhìn thấy loại lang thú này, nếu lại cũng thấy sợ.
Đại Hán mặt sạo hơi có chút ngoài ý muốn giải thích. Chương 1276, cùng thú chi triều 1. Ngân lang này khiến hắn nhớ tới Ngân Nguyệt Nam đó. Bản thể của nàng chính là một con ngân sắc cự lang, cũng tự xưng xuất thân từ Ngân Nguyệt lang tộc. Không biết Ngân lang có phải là cùng tộc với Ngân Nguyệt không? Bất quá mặc kệ suy đoán này là thật hay không, tựa hồ cũng không có một chút tác dụng với tình cảnh trước mắt hắn, rất nhanh đã đem gác lại sau đầu. Nếu là chỉ là lang thú bình thường, cho dù số lượng có nhiều hơn nữa, nhưng nhân tộc chúng ta đã có thành cao tường dày, lang thú cũng không cho chúng ta phải sợ hãi. Đáng sợ chính là trong số đê giai yêu thú thì có một số ít yêu thú thống lĩnh đã mở ra linh trí. Trong đó còn hỗn loạn không ít dã thú xen vào cùng yêu thú. Biến dị thú loại tuy rằng không giống biến dị yêu thú nhưng mà có một chút thần thông khó tin. Nhưng là cũng đáng sợ hơn thú loại bình thường rất nhiều. Chẳng những hình thể, lực lượng rất mạnh mà trình độ đồng loại đều thuộc dạng viễn siêu. Các luyện thể sĩ đê giai, dưới tình huống một thọi một cũng không đối phó được. Mặt sạo đại hán ngưng trọng nói, khó giải quyết như vậy. Loại thú biến dị này ở trong thú quần rất nhiều sao? Hắn lập nhướng mày lên, trên cơ bản trong ngàn con sẽ xuất hiện một con biến dị. Trương Khuê cân nhắc lại, không quá khẳng định nói. Ngàn con. Hắn lập ánh mắt lại hướng về thú hải màu xanh, không khỏi miễn cưỡng cười. Cho dù hắn không thể chuẩn xác nhìn ra số lượng thanh lang, nhưng ít nhất cũng có mấy trăm vạn con. Số lượng thật quá nhiều, còn số lượng biến dị lang thú cho dù không có trên vạn con, nhưng khẳng định là có mấy ngàn con. Biến dị thú loại nhiều như vậy, lại tấn công một nơi không hề có tu sĩ cấp bậc kết đan xuất hiện, thật là một cỗ lực lượng chí mạng. Tốt lắm, chúng ta lại đi địa phương khác, hãy nhìn xem những bầy thú còn lại. Lại nhìn trong chốc lát, Trương Khuê thở dài một hơi nói, tựa hồ đối với thú triều lần này mà ngao ngán. Sao vậy? Trương Huyên lo lắng thủ không được thành này. Hán Lập hỏi. Trương Mẫu quả thật là có chút lo lắng, trước kia cũng đã vài lần thành thị bị thú quần công phá tàn sát hàng loạt người dân, mà An Viễn Thành lại là thành nhỏ mới thành lập chưa đủ vài năm, bây giờ vạc phải đại thú triều bùng nổ, hơn nữa tình huống trước đó lại là chuẩn bị không đủ lực lượng nên rất dễ bị công phá. Lúc này đây, thú triều còn có báo cầm thú, loại này là yêu cầm trên không trung, loại yêu cầm này số lượng sẽ không nhiều lắm, nhưng mỗi một con vừa ra sinh chính là nhất cấp yêu thú, không trung không thể phòng trụ, thật đúng là nguy hiểm không nhỏ. Trương Khuê bộ dáng lo lắng không nguôi. Báo cầm thú, đáng sợ như vậy? Hắn lập ánh mắt chợt lóe, tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Báo cầm thú luận thân thể thực lực, ở trong số yêu cầm cũng không tính là mạnh, nhưng là do chúng được tạo hóa ban cho cơ thể phát ra một loại kịch độc, người thường gặp phải liền chết ngay, nên không thể gần chúng để chiến đấu. Biện pháp duy nhất chỉ có ở xa đánh chúng rơi xuống. Nhưng loại yêu cầm này thường ngang tàng, nhưng có điều rất linh hoạt, tốc độ rất khá. Nếu là lực lượng chiến đấu trên không đủ, rất khó phong trụ chúng nó. Mà đối với An Viễn Thành mà nói thì lực lượng chiến đấu trên không đúng là điểm yếu. Trương Khuê chậm rãi nói. Không đủ lực lượng chiến đấu trên không, như thế nào lại có chuyện này? Chẳng lẽ thành chủ An Viễn Thành không biết độ nghiêm trọng của việc này? Hàn Lập cảm thấy bất ngờ. Hiện tại hắn đã biết, tất cả quyền lực bên trong thành thị dường như đều nằm trong tay thành chủ. Biết thì có ích lợi gì? Nghe nói thành này tại lần thú triều trước đã tổn thất nghiêm trọng, lực lượng nguyên bản bị tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại có thể khôi phục lực lượng phòng ngự thế này thì đã khiến thành chủ tao tổn rất nhiều tâm tư. Nghe nói còn hướng về thác thành thì phụ cận mượn một ít binh khí cùng binh lính. Lực lượng đối không tất nhiên là không có. Trương Khuê cứ thế nói ra như vậy một hồi. Hàn Lập nghe xong, không biết nói gì. Không lâu, Hàn Lập đi theo hắn tử mặt sạo đứng ở một mặt khác trên tường thành. Lọt vào trong tầm mắt là hàng loạt những con mãng xà cao quá một trượng vinh thành hồng sắc thú hải. Thoạt nhìn so với thanh sắc lang quần còn làm cho người ta sợ hãi hơn. Tin tức duy nhất xem như có lợi chính là loài mãng thú này, trong miệng không có độc, nên cũng sẽ không phụt lên khói độc, phòng thủ cũng dễ hơn rất nhiều. Hàn Lập xa xa trông đến mãng hải, thỉnh thoảng lại xuất hiện cự mãng hình thể lớn hơn đồng loại gấp bội. Hàn Lập lại âm trầm thở dài một hơi, loài mãng xà biến dị này, thân thể cao vọt vượt qua 10 trượng, cũng không kém hơn một con xích sao nhỏ. Người thường bị loại cự thú này cuốn lấy hoặc nuốt vào, kết cục nghĩ cũng có thể biết. Hơn nữa số lượng loài cự mãng biến dị này cũng không ít. Cũng do mãng đàn lớn thanh sắc lang quần nên tự nhiên càng nhiều hơn một ít. Xem qua lưỡng trùng thú quần, Hàn Lập có chút tiếc nuối. Vẫn chưa nhìn thấy báo cầm thú mà trong miệng Trương Khuê nhắc tới. Treo mặt sẹo hắn tử cho biết, loại yêu cầm này bình thường sống ở chỗ bí mật. Nếu không đến thời gian công kích thì yêu cầm sẽ không hiện thân. Hiện tại thú quần đang chờ đợi điều gì mà không lập tức tiến công. Hàn Lập nhìn mãng đàn xa xa, bỗng nhiên hỏi như thế. Yêu thú thống lĩnh thú quần đã mở ra linh trí, tự nhiên không có khả năng chúng sẽ tiến công như ong vỡ tổ. Khẳng định rằng hai thú quần đang liên hệ với nhau, quyết định thời điểm cộng đồng khởi xướng công kích khi nhân loại chúng ta không tập trung, tức chừng là trên dưới một ngày. Chúng ta đi thôi. Mấy người ở Thiên Đông Thương Hành bọn họ cũng có thể đã nhận được mệnh lệnh trong thành đang chỉnh trang đội ngũ. Trong đại chiến, chúng ta chỉ là những hạt cát bỏ trong biển cả mà thôi, cố gắng hết sức của mình đi.
Nếu là thực sự may mắn ở trong chém giết đột phá bình cảnh hoặc lĩnh ngộ được cái gì, thì coi như chúng ta mạo hiểm cũng đáng. Trương Khuê cuối cùng cười nhạt một tiếng, liền mang theo Hàn Lập quay lại trong thành, rồi trở lại trong khách sạn. Quả nhiên thủ vệ trong khách sạn cũng đã nhận được mệnh lệnh truyền đến của An Viễn Thành, phải lập tức xuất phát, tiến đến địa phương nào đó tụ tập chỉnh đốn và sắp đặt. Cẩm Bào nam tử cùng Kim Ngọc Tông tu sĩ cũng đã sớm được thỉnh đi từ trước rồi. Trương Khuê cũng không chần chừ, lập tức ra lệnh một tiếng cho người của Thiên Đông Thương Hành, hơn 200 thủ vệ tất cả đều xuất phát. Lúc này bên ngoài, trên ngã tư đường, đội ngũ quân đội tư nhân trong cả thành đều đã bị điều động, lừa thể sĩ chỗ nào cũng có. Chỉ là nhân số tuy đông nhưng xét về chỉnh thể thì không dũng mãnh được như Thiên Đông Thương vệ đội, chậm thì 5-6 người, lâu thì mấy chục người đi cùng một chỗ. Qua một chút, có một đoàn người đi tới, gây ra sự chú ý rất lớn. Trong đó có hơn 50 kỵ sĩ cưỡi trên độc giác cự lang, càng thu hút sự chú ý của mọi người. Tòa kỵ này gọi là toan lang, là một trong vài loại chiến thú mà phàm nhân ở linh giới thu phục được. Mỗi một con đều được bồi dưỡng tỉ mỉ từ nhỏ, đen giá tính diệt hết, lúc đó mới có thể cùng kỵ sĩ tiến hành phối hợp phát huy thực lực siêu thường, cho nên giá cả cũng không nhỏ. Cũng chỉ có Thiên Đông Thương Hành tài đại khí trông mới có khả năng trang bị cho hộ vệ đội nhiều toan lang chiến thú như vậy. Trên ngã tư đường tất cả mọi người đều chú ý tới quảng trường lớn gần đó. Nơi đây đúng là phía tường thành phải đối mặt với thanh sắc quần lang. Nơi đó đã tụ tập mấy vạn thanh linh tráng hán, cùng một ít người phục sức khác nhau và đội ngũ luyện thể sĩ đứng rải rác trong đó. Trong đó cũng có người cá biệt cưỡi toan lang thú, nhưng hơn phân nửa những người này là kỵ sĩ của Thiên Đông Thương Hành, nhưng bất quá số lượng cũng không quá 200. Ở bốn phía quảng trường, một đám binh sĩ được trang bị trọng giáp võ trang đang đứng duy trì trật tự. Một gã trung niên mặc mân sắc khôi giáp đứng ở một mặt quảng trường cùng một nho sinh và một tăng nhân đang to nhỏ điều gì, tựa hồ là người cầm đầu. Hàn Lập nhìn thấy người này, ánh mắt dừng lại, hắn phát hiện đã từng gặp tên thủ vệ thống lĩnh kia khi vào thành môn. Bên cạnh tăng nhân cùng nho sinh, tất nhiên là hai tu tiên giả là người của Diệu Âm Môn thiếu chủ đang lĩnh mệnh đi kiểm tra đội ngũ. Cũng không biết ngân giáp trung niên có bổn sự gì, dưới tình hình này còn có thể lưu lại bên cạnh hai người. Lúc này, người trung niên thấy mọi người cũng đã tập trung khá đầy đủ, hắn không nói hai lời mà trực tiếp phất tay. Một lã binh sĩ lập tức đứng dậy, trong miệng phát ra liên tiếp các mệnh lệnh sớm chuẩn bị. Mệnh lệnh đầu tiên là tất cả các kỵ sĩ có tọa kỵ ở đây được chọn lựa lúc trước mỗi người chỉ huy một đội ngũ kỵ binh. Tiếp theo, có một chiếc xa quy tiến vào quảng trường, trên dây có rất nhiều vũ khí, ngoài ra còn có chút ít khôi giáp. Sau đó bắt đầu phân phát cho mọi người. Về phần này, luyện thể sĩ khi nhìn thấy binh khí bình thường thì tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt đứng ở tại chỗ. Lúc này các binh lính đang chỉnh đốn hàng ngũ và phân binh khí cho mọi người. Hàn Lập cùng với quân đội tư nhân và các luyện thể sĩ tạm thời bị gác lại một bên, chưa ai nói tới. Ngay lúc này, đám người tư nhân vệ đội cùng luyện thể sĩ đang cảm thấy khó hiểu thì bỗng nhiên ở ngoài thành truyền đến một tiếng sói tru thật dài. Này tiếng khiếu thanh thê lương cực kỳ, tràn ngập một sự điên cuồng. Hàn Lập nghe thấy vậy hai mắt nhíu lại, chưa suy nghĩ điều gì thì bên ngoài tường thành đã có vạn lang tề khiếu, tiếng sói tru vang vọng chín tầng trời. Các luyện thể sĩ sắc mặt còn giữ được bình tĩnh nhưng đám phàm nhân lại thấy kinh hãi tột độ, chỉ cảm thấy đến trong thiên địa chỉ còn lại tiếng sói tru, còn lại không có thứ gì khác. Như này tất cả chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó cũng truyền đến tiếng phì phì cùng tiếng thu giống lên kỳ quái. Âm thanh tuy rằng không kinh hãi như vạn lang tề khiếu, nhưng khiến cho người nghe lạnh toát toàn thân, mồ hôi lạnh sau lưng ứa ra. Lúc này đồng la treo trên đầu thành vang lên tiếng đương đương không ngừng. Tiếp theo nghe được âm thanh ngân nga của một nam tử trong không trung truyền đến. Âm thanh không lớn, nhưng rành mạch, tiến nhập vào trong tay mọi người. Cẩn thận, thú quần đã bắt đầu tiến công. Giọng nói này là của một bạch bào tu sĩ trúc cơ kỳ, chân đạp phi kiếm, đứng ở không trung lên tiếng thông báo. Lúc ấy, trong không trung không phải chỉ một người phát ra cảnh báo, mỗi một nơi trên không đều có một gã tu sĩ ngự khí huyền phù ở đó. Tất cả đều phát ra âm thanh cảnh báo toàn bộ An Viễn Thành, nhất thời cả An Viễn Thành xôn xao. Quân đội đã sớm chấn chỉnh chờ phân phó, lệnh vừa phát ra, tất cả nhanh chóng xuất phát đi lên tường thành. Trên tường thành có lắp một chiếc cung rất lớn, hiện cũng lập tức có người đứng ở phía sau, chuẩn bị sẵn sàng. Chương 1277, Cuồng Thú Chi Chiều 2. Tại trận, mọi người còn đang thất thần thì ngân giáp trung niên lại quát lớn một tiếng, để nhanh tiến độ phân phát vũ khí, rốt cục cũng có người lại đây. Hàn Lập cũng có những hiểu biết sâu sắc hơn về lực lượng của nhóm luyện thể sĩ, bởi vì đại chiến sắp tới, nên tất cả các luyện thể sĩ kiệt ngạo bất tân cũng cực kỳ phối hợp với nhau. Chỉ một lát công phu, đã chia ra làm 10 đội, mỗi đội 200 người, chỉ riêng Thiên Đông Thương Hành đã có hơn 200 người. Tất nhiên làm thành một đội, thanh liên tráng hán được phân làm đội hậu bị, nhưng thật ra luyện thể sĩ cùng quân đội tư nhân đều được phái lên trên tường thành, hiệp trợ lính thủ thành phòng ngự. Nhắc tới thì cũng vừa khéo, không biết có phải nhóm người của Thiên Đông Thương Hành rất đáng chú ý hay không mà ngay nhóm thứ nhất đã có sự hiện hữu của bọn hắn. Kể từ đó, Hàn Lập cùng 200 hộ vệ Thiên Đông Thương Hành được phân lên trên tường thành thực hiện công tác thủ thành cùng với hơn ngàn lính canh lúc. Đầu,
Hàn Lập đứng ở trên tường thành nhìn về phía xa xa, chỉ thấy thanh sắc lang quần đã đình chỉ việc trù lên, chậm rãi kéo tới nơi này, cả một vùng màu xanh phảng phất như thanh sắc thảo nguyên đang di động, không nhìn thấy điểm cuối. Nhiều thanh lang như vậy đang tiến đến, tiếng sạt sạt liên tiếp vang lên. Nhưng lại rất có nhịp điệu, bất giác cả lang quần toát lên một khí thế kinh người, khiến mọi người trên thành cảm thấy một cỗ áp lực rất lớn. Sắc mặt của rất nhiều binh lính đã trở lên tái nhợt, cũng không có ai còn tâm tư mà hô hào sĩ khí trước khi chiến đấu. Đối với người bình thường mà nói, thành bị phá thì kết cục của bọn họ cùng người nhà trong thành là táng thân vào bụng sói. Nên cho dù rất sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết ngăn cản thú quần, liều mạng chống cự. Cho nên tại các nơi trên tường thành, các đội trưởng và quan quân cấp thấp chỉ hạ một vài mệnh lệnh tác chiến rồi không nói thêm gì nữa. Chỉ lẳng lặng sẵn sàng nghênh địch, la quần tiến tới cũng không tính là nhanh, nhưng cũng dần dần áp tới, ngày càng khép lại vòng vây. Trong lang quần, có một số biến dị lang thú thân thể to gấp đôi thanh lang bình thường. Loại biến dị lang thú này phân tán khắp nơi trong lang quần, tuy toàn thân cũng có màu đạm thanh sắc nhưng hai mắt đã biến thành màu thúy lục đầy yêu dị, phảng phất như nó có linh tính nhất định. Nhìn đến đây, Hàn Lập khẽ nhíu mày, lóm lang thú này quả thực không dễ đối phó. Huống hồ, lúc này hắn cùng một đại hán cao to vạm vỡ khác đang phụ trách một đoạn tường thành phía sau. Kiến nghị này cũng là do Trương Khuê đã từng trải qua mấy lần thú triều đề ra, hai người bọn hắn chỉ chuyên môn phụ trách bảo hộ người chỉ huy. Dù sao nếu người này xảy ra chuyện thì công tác phòng thủ nhất định sẽ rơi vào hỗn loạn. Cửa hắn vạm vỡ kia là một luyện thể sĩ của Thiên Đông thương hiệu, phương pháp tu luyện của người này khiến thân thể biến lớn, sinh ra cự lực, thân người càng lớn thì khí lực càng kinh người. Nghe nói hắn đã tu luyện đến cánh giới cực cao. Trước khi Hàn Lập tới thì hắn chính là lực sĩ khỏe nhất trong Thiên Đông thương đội. Hàn Lập đảm nhiệm vị trí hộ vệ đội phó, trong những người không phục cũng có cả người này. Chẳng qua khi Hàn Lập nâng lên một khối sơn thạch nặng cả ngàn cân rồi dễ dàng ném lên không trung thì khiến cả đám sợ hãi, tự nhận không bằng. Hàn Lập đang cầm trong tay một thanh bối đao to dày, mà đại hắn lại cầm một thanh lang nha bổng đặc chế dài 2 trượng. Hai người một tả một hữu đứng phía sau quan quân. Người quan quân này tầm 30 tuổi, dáng người đơn bạc. Hắn trên người mặc áo giáp, bên có một ngọn trường kiếm. Khuôn mặt tuy bình thường, nhưng hai mắt lại tràn đầy thần quang, ẩn hiện một cỗ khí thế không giận mà uy. Xem ra cho dù là quan quân bình thường thì cũng là một luyện thể sĩ không tồi. Điều này cũng không có gì kỳ quái, phàm nhân tại linh giới có thể tu luyện trở thành một luyện thể sĩ. Quân đội có đến hơn phân nửa do những người này tổ hợp thành. Những người tu luyện luyện thể thuật tới mức cực hạn thì đều là những tồn tại đáng sợ, ngay cả tu sĩ cao giai cũng không nguyện ý trơ chọc. Ánh mắt Hàn Lập không rời thú quần như đợt thủy triều màu xanh đang dâng lên kia. Chúng ngày càng áp sát tường thành, bỗng nhiên phía sau truyền ra một trận nổ, hơn trăm đoàn hỏa cầu thể tích lớn nhỏ từ trong thành bắn ra, công kích lên những con lang đi đầu. Vô số tiếng nổ vang lên, mấy trăm đoàn hỏa cầu lao vào trong lang quần rồi bạo liệt, trong phút chốc đem hơn trăm con thanh lang đánh thành thịt nát, mất mạng tại chỗ. Tuy chỉ là hỏa diễm phổ thông nhưng những con thú phổ thông thế này cũng khó có thể chống cự. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc Hàn Lập khẽ động, liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách không xa nơi tường thành có một vật giống như máy ném đá tại nhân giới đang đặt ở đó, chừng hơn trăm cái, có rất nhiều binh lính đem từng khỏa viên cầu đỏ đậm đặt lên trên. Sau khi người chỉ huy ra lệnh thì đồng loạt phóng thứ này lên, hóa thành từng khối hỏa cầu độc nhất vô nhị đánh xuống thú quần dưới thành. Nhất thời lại có một đám thanh lang bị giết chết. Chẳng thế mà chỉ sau 2-3 đợt công kích đã tiêu diệt được gần 20.000 con thanh lang, uy lực quả không nhỏ. Điều này khiến Hàn Lập hết sức bất ngờ. Nhưng ngay sau đó phát hiện loại công kích này đã dừng lại, không còn thấy hỏa cầu xuất hiện, biểu tình Hàn Lập lộ ra nét đăm chiêu. Bầy sói phía xa xa lại tựa hồ như bị loại công kích này chọc giận, nó chu lên liên hồi, toàn bộ thú quần dưới sự chỉ huy của hơn 10 con biến dị cự lang lập tức tràn lên, mặt đất rung chuyển liên hồi, cả trăm trượng ngắn ngủ đã bị lang quần vượt qua trong chớp mắt. Lúc này chỉ còn cách tường thành hơn 10 dặm, chúng bắt đầu mãnh liệt công kích. Một đám thanh lang vọt lên trời, móng vuốt sắc như dao của chúng cắm sâu vào trong tường đá, rồi lại mượn lực vọt thẳng lên trên đầu thành. Trên tường thành, quan quân ở các nơi đồng loạt ra lệnh bắn tên, vô số mũi tên như mưa trút xuống, tiếng phốc phốc vang lên liên hồi, bất giác lại có vô số thanh lang bị xuyên thủng người ngã xuống phía dưới. Phàm nhân ở linh giới có khí lực hơn xa phàm nhân tại nhân giới nên lực sát thương cũng không hề nhỏ, chẳng qua số lượng thanh lang cực nhiều, chút tiêu hao này căn bản không hề có chút ý nghĩa gì, ngược lại thương vong lại càng khiến bọn nó điên cuồng hơn. Một lát sau lại có một đợt thanh lang xông lên đầu thành, thủ vệ trên tường thành đã sớm xúc thế đợi sẵn. Ngay khi con thanh lang đầu tiên vừa đặt chân lên đầu thành thì 3-4 cây câu dài đã đồng loạt đâm tới đem thanh lang móc xuống mặt đất. Thân thể trong chớp mắt bị vô số thanh đao chém thành thịt nát, căn bản không kịp phát uy. Trong đầy trời tên bay, trên thành thì đao quang kiếm ánh liên hồi, tiếng sói chu lên tất cả đan xen vào nhau. Hàn Lập vẫn chưa ra tay, hắn chỉ đi theo quan quân kia đi tới đi lui trên tường thành chỉ huy đám binh lính kia phòng ngự. Theo hắn quan sát thì hiện tại thanh lang có vẻ hung mãnh dị thường, nhưng bên phía nhân loại đã dưỡng sức hồi lâu nên không có khả năng rơi xuống hạ phong.
phòng trường khổ chiến chỉ đến chương mới bắt đầu. Mà một mặt khác của thành lại đối mặt với vô số xích mã, tuy ở quá xa nên không thể thấy rõ tình hình, nhưng tiếng chém giết truyền đến rất rõ, xem ra đàn xích mãng cũng đã phát động công kích. Trận chiến đến tận giữa trưa mới bùng nổ, đánh liên tục đến xế chiều, cả tòa An Viễn Thành bị nồng đậm huyết tinh bao phủ. Sắc trời cũng dần ảm đạm, mặt trời trên cao đã từng cái nối tiếp nhau biến mất. Nhưng công kích của Lang Quân vẫn chưa dừng lại lấy một khác, thậm chí thế công ngày càng cuồng bạo. Thân là thú loại chưa mở ra linh trí nên đều có bản tính thị huyết, chỉ sợ đến lúc này thì nó mới chỉ xuất ra một hai phần của đàn thú. Vẻ mặt qua quân mà Hàn Lập bảo vệ cũng dần dần lộ ra vẻ âm trầm, sự thong dong ban đầu đã biến mất. Nửa ngày đại chiến đã khiến những binh lính thủ thành phổ thông thương vong mất 1/3, ngay cả hộ vệ của Thiên Đông Thương Hành cũng đã có hơn 20 người bỏ mình. Đúng lúc này, tại hậu phương của Thanh Sắc Lang Quần truyền tới từng tiếng chu ngắn. Bất giác, tất cả biến dị cự lang lúc trước biến mất trong thú quần đã xuất hiện dưới tường thành. Cự lang này nhảy nhẹ một cái đã vọt lên 5-6 trượng, động tác nhanh như chớp, mấy binh lính bắn tên về phía hắn thơ hồ không có tác dụng, như hóa thành một trận gió, cự lang đã vọt lên tường thành. Binh lính thủ thành không chút do dự mà rút ra các loại vũ khí, nhưng cự lang này lại có thể nhanh chóng lách qua đám thủ vệ rồi dùng móng vuốt và răng nanh sắc nhọn của mình bổ về phía những binh lính này. Trong phút chốc, huyết quang bắn ra tung tóe, ngay khi biến dị cự lang công thành thì thương vong lập tức đại tăng. Bên phía đoạn tường thành do mấy người Hàn Lập phụ trách đồng dạng cũng có mấy con biến dị cự lang nhảy lên, trong chốc lát đã có hơn 10 người tử vong. Quan quân kia thấy vậy lập tức phân phó luyện thể sĩ của Thiên Đông Thương hội rảo sát. Những binh lính bình thường chỉ cần đối phó với thanh lang bình thường, không cần nhiễu loạn trận tuyến của đám thủ vệ. Trương Khuê dẫn theo hơn 10 luyện thể sĩ xông lên, lập tức khống chế được cục diện. Nhưng đột nhiên binh lính phía phụ cận thét lên kinh hãi, trên tường thành bỗng có hai luồng thanh ảnh chật lóe, có hai biến dị cự lang nhảy lên đoạn tường thành gần nó. Một trong hai con lao trực tiếp vào trong đám binh lính bình thường khiến trận tuyến của bọn họ đại loạn, một con khác trực tiếp lao về phía quan quân. Chúng nó cũng biết người mặc khôi giáp này chính là chỉ huy, nên cũng đồng dạng dùng kế sách dương đông kích tây. Muốn chết, cự hắn hét vang, lang nha bổng trong tay vung lên rồi xé gió đập xuống, đập thẳng về phía cự lang. Cho dù thân thể cự lang có cứng cỏi hơn thanh lang bình thường nhưng nếu bị dạng binh khí này đập chúng cũng chắc chết. Chương 1278, cùng thú chi chiều 3. Mắt thấy lang nha bổng thật lớn muốn đập nát đầu xóa ra, thì đột nhiên xuất hiện một cảnh làm người ta giật mình. Con sói này đột nhiên trên người phát ra tia sáng màu xanh, rồi thân thể lập tức xoay tròn, hình thể trong phút chốc rút nhỏ hơn phân nửa, trở thành một con sói bình thường. Lang nha bổng suýt tí nữa đã đánh trúng đầu con sói. Nhưng sượt qua khoảng không, rồi đột nhiên hai tia sáng màu xanh kỳ lạ chợt lóe, vẫy đuôi một cái, chợt tăng tốc lao đến hướng cự hắn, hai chảo hung hăng chụp vào quan quân. Yêu lang, quan quân vừa thấy thanh lang biến hóa quỷ dị, lập tức biến sắc, lập tức giơ tay lên không cần nghĩ. Thanh trường kiếm bên hông không biết khi nào đã nằm trong tay. Tiếp theo, chiếc nhẫn mai linh trên tay hắn chợt lóe, theo trường kiếm hóa thành một bóng kiếm bảo hộ bản thân. Tên quan quân này, trên người cũng có một chút linh cụ thấp giai. Yêu lang sau khi biến hành hình thành một con sói bình thường, vừa thấy chiếc nhẫn hóa thành bóng kiếm, trong mắt hiện lên tia khinh thường, hai chân trước giơ lên. Sạch sạch, hai tiếng, nhất thời những vuốt nhọn màu xanh hiện lên, hướng về tên quan quân. Khi bóng kiếm này vừa tiếp xúc với một chảo kia, nay lập tức biến mất sau tiếng va chạm, căn bản là không còn dấu vết, con chào kia chỉ có thể tiến tới một chút, rồi cũng rút về tên quan quân ở trong mặc dù tay cầm kiếm vẫn giơ lên bổ tới, nhưng bị một kích xém chết như vậy, làm khuôn mặt trở nên xám xịt dị thường. Nhưng lúc này, tên quan quân đột nhiên cảm thấy phía trước có bóng người, không biết như thế nào đã lao về hướng chào võng kia, tiếp theo một tiếng hừ lạnh, rõ ràng không lớn, nhưng có thể nghe rất rõ, phảng phất như vang lên bên tai, làm cho hắn mê muội, trong lòng cả kinh. Tiếp theo, một quyền kim quang như ảnh đã động, minh thẳng về hướng chảo mang. Hai bên va chạm vang lên tiếng nổ kinh thiên, chảo nhọn màu xanh kia bị kim quang chấn cho vỡ vụn, rồi từ từ biến thành cát bụi. Quan quân mừng rỡ, hai mắt mở to nhìn rõ người trước mặt, chính là nam tử phụ trách bảo vệ hắn, Hàn Lập. Hàn Lập chậm rãi thu hồi nắm tay kim quang vào, thản nhiên nhìn chằm chằm vào yên lang đang lơ lửng giữa không trung, trên mặt không chút biểu tình. Yêu lang sau một kích này cũng không ngừng lại, cũng dùng ánh mắt nghi kỵ đánh giá Hàn Lập, thần lông trên lưng và cổ đã dựng đứng lên, phản phất như có sự kiên kỵ dị thường với Hàn Lập. Mặc dù yêu thú không nhìn ra tu vi của Hàn Lập sâu cạn thế nào, nhưng cảm ứng linh mẫn về nguy hiểm đã mơ hồ nói cho nó biết loài người trước mắt nó cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ có năng lực làm bị thương hoặc lấy mạng nó, cho nên không khỏi chần chờ. Cử hắn sau một kích thất bại, mắt thấy yêu lang sau khi biến thân hiển nhiên cũng bị giật mình không nhẹ, vội vàng điều chỉnh thân hình, làm ra tư thế chuẩn bị đối mặt đại địch. Sau đó cùng với Hàn Lập làm thành thế trước sau cùng công, mà luyện thể sĩ của Thiên Đông Thương Hào cũng vội vã chạy đến, lập tức vây lấy yêu lang này. Yêu lang đảo mắt nhìn qua, rồi liếc nhìn Hàn Lập thật sâu, đột nhiên xoay lại, hóa thành một đạo thanh quang hướng về phía cự hắn. Đồ khiếu cả kinh, đem lang nha bổng hướng về phía trước,
không tự chủ nén sang một bên. Kết quả, yêu lang chỉ là hư hoảng, còn chân thân thì đã độn quang vượt qua đầu cự hán. Sau đó trực tiếp bay ra thành đầu, nhảy xuống, rồi cùng với những cự lang biến dị khác tấn công, một màn giết chóc xuất hiện. Những người khác hoảng sợ quá vội nhảy xuống thành đầu chạy thoát thân. Hàn Lập vẫn đứng tại chỗ, không có ý truy đuổi. Mặc dù pháp lực của hắn vẫn chưa khôi phục toàn bộ, nhưng đối mặt với loại yêu lang mà ngày xưa không thèm nhìn một cái này, cũng không có hứng thú để đuổi giết. Tên quan quân tìm được đường sống trong chỗ chết kia đã trở nên bình tĩnh lại, lập tức cảm kích với Hàn Lập, liên tục nói cảm ơn không dứt. Đa tạ huynh đài đã cứu giúp, nếu không cái mạng nhỏ của Tiếu Mỗ thật sự khó giữ được. Hàn Lập nghe vậy, lắc đầu thở dài nói, ta mặc dù cứu các hạ, nhưng những chỗ khác cũng có yêu lang xuất hiện, dường như không được tốt, không có khả năng, sao có thể xuất hiện nhiều yêu lang như vậy. Tên quan quân họ Tiếu ngẩn ra, vội vàng quay đầu về hướng thành đầu nhìn, kết quả làm cho sắc mặt của hắn lại tái nhợt đi. Chỉ thấy 4-5 thành đầu gần chỗ bọn họ, không biết như thế nào đã trở nên hỗn loạn, đều bị cả ngàn con yêu lang vây lấy. Mà trên không trung đầu thành, có một con yêu lang đang tỏa sáng, bất ngờ lơ lửng, cũng chính là con yêu lang có bộ dáng độc nhất vô nhị vừa chạy khỏi chỗ bọn họ. Giờ phút này không chỉ riêng Hàn Lập và tên quan quân họ Tiêu im lặng, Thiên Đông Thương Hảo cùng với đám binh lính cũng thấy được tất cả. Mắt thấy đám thanh lang đó không ngừng cào cấu cắn xé đồng người, trái tim mọi người không khỏi chầm xuống. Trong lòng mọi người xuất hiện một ý niệm chung, chẳng lẽ thành này thật sự bị công phá? Ngay lúc lòng người đang mờ mịt, thủ vệ thành chết thảm thương, không còn sức để chống cự, thì đột nhiên tiếng kèn vang lên từ các đầu thành. Tiếp theo trên đầu thành đại loạn chợt xuất hiện hơn 100 tên luyện thể sĩ. Mỗi người bọn họ đều mặc một bộ cốt giáp kỳ lạ, trong tay cầm đủ loại binh khí đa dạng, mỗi người đều lóe linh quang, đều là linh cụ cùng một màu. Bọn họ xông lên đầu thành, đối mặt với đám thanh lang này, quả thật như hổ lao vào đàn dê, xu thế không thể đỡ. Đao kiếm chỉ cần vung lên thì thanh lang trước mặt nhất định sẽ bị chảm thành hai đoạn, không còn giữ được hình dạng ban đầu. Cho dù đám cự lang biến dị hung ác dị thường có thể ngăn cản được một hai tên, nhưng cả đám giáp sĩ cùng dũng mãnh xông lên ngay lập tức bị phân thây thành năm mảnh. Con yêu lang trên không trung thấy vậy hiển nhiên giận dữ, vừa định có động tác gì đó thì hơn 10 tên luyện thể sĩ đã nhảy lên trời vây lấy con yêu lang đó. Đúng lúc này, bầy sói dưới thành đột nhiên chu lên một tiếng thật dài. Nghe thấy tiếng chu này, con yêu lang đó do dự một chút rồi lập tức quay đầu bay đi, không ở lại chém giết đám luyện thể sĩ này nữa. Còn đám sói trên thành nghe thấy tiếng chu này cũng bắt đầu rút lui, cùng lúc nhảy xuống từ trên thành. Mặc dù đám luyện thể sĩ này đuổi giết cũng nhanh, nhưng vẫn để cho hơn phân nửa lang thú chạy thoát. Không riêng gì thành đầu này mà những chỗ khác bầy sói cũng đã dừng công kích, từ từ rút lui về phía sau. Đàn thú đã kết thúc ngày dò xét của trận đại chiến. Trong trận chiến với bầy sói này, loài người tổn thương rất nhiều, nhưng nói cho cùng thì bầy thú cũng không khá hơn là bao. Số thanh lang chết đạt hơn mức 10 vạn, nhưng số người chết trong trận chiến này tựa hồ đã vượt qua ngoài dự kiến. Cũng đã hao tốn rất nhiều mũi tên và vũ khí phòng thủ. Rốt cục tuy rằng đã chiếm được thế thượng phong, nhưng chuyện phản công không phải là vấn đề để bàn luận ngay lúc này. Bây giờ, trên bầu trời đồng loạt xuất hiện 7 vầng trăng rồng, ánh mặt trăng sáng tỏ vô cùng, chiếu rọi lên những cái xác của đám sói phủ kín tường thành. Đồng thời cũng nghe được tiếng sói chu từ xa truyền đến, nhưng tiếng chu này không có ý cuồng bạo, mà ngược lại còn tràn ngập thê lương và gào thét không nói nên lời. Một bầy sói có thể thấy rõ ràng dưới ánh trăng kia, dần dần đi xa, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Những binh lính đã chiến đấu hăng hái hơn nửa ngày trên thành đầu mới thở phào một hơi, cũng bất chấp trên thành đầy những vết máu loang lổ, uể oải ngồi xuống mặt đất, vô cùng mệt mỏi, thậm chí có vài người đã thiếp ngủ đi. Chỉ có đám chuyên tu luyện hưu thuật luyện bổng sĩ, cũng bởi vì không ngừng huy động binh khí mà có cảm giác chịu không nổi, cũng có ý định nghỉ ngơi. Không nên nằm ở đây, nơi này không phải chỗ để ngủ, lát nữa người thấy chỗ chúng ta sẽ đến, chúng ta đã thủ chiến. Không cần phải nói gì, có thể trở về nghỉ ngơi 2-3 ngày, chờ sau khi người khác đến, mọi người có thể trở về chỗ nghỉ, có thể chính thức được nghỉ ngơi. Bây giờ chúng ta phải giữ vững tinh thần, lỡ như bầy sói đột nhiên quay lại, dưới trạng thái bây giờ, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Quan quân họ Tiêu không dám buông lỏng cảnh giác, trong miệng vẫn tiếp tục đốc thúc. Nghe nói có thể trở về nghỉ ngơi, binh lính và đám người Thiên Đông Thương Hào đều mừng rỡ vô cùng, khôi phục được vài phần tinh thần, miễn cưỡng đứng dậy. Hàn Lập vẫn chưa ra tay, cho nên không có gì mệt mỏi, chỉ đứng tựa vào tường, đưa mắt nhìn đàn sói đang bỏ chạy nơi xa, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Hàn huynh đệ, lần này nhờ có ngươi ra tay đẩy lùi đàn sói, nếu không kết quả của chúng ta sẽ không khác gì so với thủ vệ chỗ khác. Trương Khuê đi lại hướng Hàn Lập, trên mặt xuất hiện một nụ cười, nói. Trong tay hắn vẫn cầm một thanh đoản kiếm màu vàng, tao giáp trên người đã nhiễm đỏ máu tươi, hiển nhiên là vừa rồi đã chém giết không ít. Không có gì, bất quá chỉ vừa đụng đến là bầy sói liền rút lui. Hàn Lập nhìn thoáng qua người Trương Khuê, có vẻ bình tĩnh, nhưng nếu Hàn huynh không ra tay, chỉ sợ linh đội
đến viện trợ thì chúng ta đã chết hơn phân nửa rồi. Cũng may mắn là Hàn huynh, nếu đổi lại là người khác, thật khó mà đối phó với yêu lang. Cho dù ta có kim oanh kiếm, nhưng cũng không nắm được 3 phần thắng. Trương Khuê cười khổ, bàn tay giơ lên, vỏ kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay. Rồi đem thanh đoản kiếm kia cẩn thận cất vào trong vỏ, ngay cả kiếm mang cũng cất vào trong lòng. Hàn Lập theo tiềm thức nhìn linh cụ này một cái, hắn biết linh cụ này kỳ thật là pháp khí đặc thù của luyện thể sĩ do người tu tiên luyện chế cho, đặc biệt là linh trạc. Thì cũng không cần biết bên trong có bao nhiêu pháp lực, nhưng có thể để linh thạch vào bên trong linh cụ, tạm thời kích thích uy năng của nó. Uy lực của linh cụ mặc dù rất tốt, nhưng chỉ có thể mượn lực của linh thạch, không thể tế luyện, cũng không cách nào kéo dài tác chiến, cho nên hao phí rất nhiều linh thạch so với bình thường. Vì thế không phải luyện thể sĩ nào cũng có thể sử dụng. Bất quá bởi vì linh cụ này nhiều nhất cũng có thể đạt đến tình trạng linh khí, cũng không bằng bảo vật chính thức, cho nên đám luyện thể sĩ cao giai đều rất khinh thường món đồ này. Bọn họ chỉ tin tưởng bản thân tu luyện ra mới là vũ khí tốt nhất. Điểm này cũng giống với suy nghĩ của một ít yêu tộc yêu tu. Không mưu mà hợp, trong đầu Hàn Lập chợt hiện lên về tư liệu liên quan về linh cụ lỗi thời, còn Trương Khuê im lặng trong chốc lát, đột nhiên lộ vẻ mặt kỳ quái nói ra một câu. Hàn Lập sau khi nghe xong, trong lòng cũng rùng mình. Chương 1279, Cuồng thú chi chiều 4. Hàn huynh đệ, tin cương quyết của ngươi không phải đã gần tu luyện đến tầng thứ 3 sao? Trương Khuê đột nhiên hỏi. Trương huynh vì sao lại hỏi vậy? Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi một câu. Không có gì, chỉ là cảm thấy kim cương quyết tầng thứ 3 tựa hồ như không thể làm cho một con yêu lang lui bước. Xem ra Hàn huynh đệ thật có tiền đồ rộng lớn. Trương Khuê thầm ý nói một câu rất sâu sắc, rồi lập tức xoay người rời đi, không nói thêm gì nữa. Hàn Lập nhìn bóng lưng của Hàn Tử mặt sẹo này, sờ sờ cằm, khóe miệng cũng nổi lên một nụ cười lãnh đạm. Người này tựa hồ như cố ý nói vậy. Không bao lâu sau, rất nhiều binh lính An Viễn Thành cùng với một nhóm thanh tráng dưới sự dẫn dắt của một quan quân khác lao lên tường thành. Đám người của Thiên Đông Thương Hào cuối cùng cũng rời khỏi thành đầu. Bất quá, bọn họ vẫn không có khả năng trở về chỗ ở, mà vẫn tụ tập tại vùng rộng gần nó, thống nhất thu xếp nghỉ ngơi trong một phòng giá. Phần lớn mọi người khi vừa bước vào phòng, liền bất chấp tất cả vùi đầu ngủ. Hàn Lập mặc dù không có chút mệt mỏi, nhưng cũng không trong tình huống hỗn loạn mà xông ra ngoài. Lúc này nằm trên giường điều tức, tiếp tục yên lặng tìm hiểu công pháp của Kim Châm Quyết. Một đêm yên bình, trong nháy mắt đã qua. Sáng ngày hôm sau, một tiếng la rung trời bỗng nhiên vang lên, tiếng sói tru cùng với tiếng hô ứng xa xa truyền đến, trên tường thành lại vang lên tiếng kêu, báo động đàn thú tấn công thành lần hai. Trận chiến này, tựa hồ còn mãnh liệt hơn cả trận chiến hôm qua, tiếng chém giết kéo dài từ sáng cho đến tối, cứ từng đợt rồi lại từng đột binh lính thỉnh thoảng lại bị kéo ra khỏi phòng đá, sau đó vội vàng lên thành đầu trợ giúp. Trong nhất thời nơi này chỉ còn lại một mình Hàn Lập, 3-4 nhóm người đã bắt đầu kéo lên thành đầu, mãi cho đến khi màn đêm phủ xuống, đàn thú mới lại rút lui. Khi Hàn Lập rời khỏi phòng đá, thì trong sân đã bắt đầu thay đổi người, rất nhiều người đến trợ giúp, vậy mà chỉ còn lại 2-3 phần là đủ hình người, phần lớn còn lại là cả người đầy máu, hoặc là thiếu tay thiếu chân, bị thương rất nặng, so với đám thủ vệ hôm qua cùng với Hàn Lập còn thê thảm hơn rất nhiều. Không riêng gì Hàn Lập, gần đó cũng có nhiều người ra khỏi phòng, thấy tình cảnh này, cũng đắc kinh. Rất nhiều người đã đi hỏi về tình huống cụ thể của cuộc chiến hôm nay, khe mới biết, hôm nay đàn thú công thành đã xuất hiện một loài tiểu lang giống như con báo, chẳng những thân nhẹ như yến, mà lông mao trên thân lại có thể bắn ra như nhím. Mà mấy cọng lông đó lại có chứa kịch độc, một khi bị trúng thì sẽ mất đi năng lực chiến đấu trong nháy mắt, nếu không được chữa trị kịp thời, sẽ bị độc mà chết. Loại tiểu lang này trước giờ chưa từng nghe nói qua, có thể là một biến dị mới của chủng loại lang thú. Loại hiện này trong bầy thú không phải là chuyện thường xuyên, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là mỗi lần xuất hiện một loại thú biến dị mới, hiển nhiên làm cho loài người thương vong không ít. Nhưng loại thú biến dị này cũng nhanh chóng biến mất, nếu không, bây giờ trong bầy thú biến dị kia, tuyệt đối không chỉ có đơn giản một hai loại như vậy. Nhưng bây giờ mà nói, loại tiểu lang này xuất hiện với số lượng lớn, lập tức làm cho hàng phòng thủ thương vong hơn phân nửa. Nếu không phải người chỉ huy bất kể thương vô, đều đến một lượng lớn người tới, hơn nữa còn có linh đội, ra tay trợ giúp, thì sợ rằng trận chiến hôm nay đã không qua khỏi. Nghe thấy câu trả lời của người này, làm cho trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống. Tất cả mọi người đều mơ hồ cảm giác được, lần thu chiều này tựa hồ còn hung ác hơn so với lời đồn. Đối với những người bảo vệ thành này, đã xuất hiện ra vài phần dao động. Hai mắt Hàn Lập híp lại đứng ngoài cửa nhìn về nơi xa, không nói một lời trở về phòng, trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Quả thật trong lòng hắn không hề rung động vì chuyện này. Cho dù An Viễn Thành thật sự bị công phá, với thân thủ của hắn cùng với hai cụ Diệt Tiên Châu, muốn lao ra khỏi đàn thú cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Vì phần những người trong thành, cho dù hắn muốn cứu, bây giờ tâm có thừa như lực không đủ, hiển nhiên sẽ không làm ra cái loại chuyện ngu ngốc này. Bất quá đàn thú hung mãnh như vậy,
sợ rằng nhóm đầu tiên được nghỉ ngơi không quá 2 ngày. Nói không chừng ngày mai sẽ đến lượt họ. Hàn Lập dự đoán không sai, sáng ngày thứ 3, bầu trời vừa mới xuất hiện ánh nắng, liền có người lớn tiếng kêu lên. Tất cả hộ vệ của Thiên Đông Thương Hào ra cửa, tập hợp tại sân. Khi hắn bình tĩnh đi ra sân, phát hiện ra ngoài đám người Thiên Đông Thương Hào, còn có gần 100 người khác đang đứng ở đây. Trong đó phân nửa là luyện thể sĩ, hơn nữa trong người không thiếu linh giới, linh trạc, linh cụ đầy người. Còn có kỵ sĩ thân cưỡi lang thú, cũng có một nhóm người cưỡi ngựa đứng một bên. Những người này hiển nhiên là tinh nhuệ hạng nhất tại đây. Hàn Lập nhướng mày, không chút hoang mang đi đến đám người. Một lát sau, trong sân cuối cùng cũng tụ tập đủ 1000 người. Lúc này có một người xuất hiện trước mặt mọi người, chính là người trung niên ngân giáp kia. Sắc mặt âm trầm của hắn ta nói vài câu, đại khái nói muốn phòng thủ chặt chẽ, rồi điều bọn họ đến tăng mạnh phòng thủ, sau đó vung tay lên, lệnh cho đội ngũ xuất phát. Tin tức này hiển nhiên làm cho tất cả người ở đây kinh hãi. Bọn họ 2 ngày này biết rằng đối phó với lang thú là hết sức khó khăn, không nghĩ đến tình hình ngày càng không ổn. Cũng may, người tụ tập ở đây cũng đều là hạng người có kiến thức bất phàm, cũng không vì vậy mà nghị luận bậy bạ, chỉ là một trận dao động. Rồi phần lớn mọi người đều cưỡi thú mồi xe đi đến An Tiễn Thành. Trên phố, trừ một ít kỵ sĩ tuần tra ra, cũng không có người đi đường. Sau khi chiếc xe thú chạy như điên, khoảng 1 canh giờ sau, đã đến được tường thành của An Viễn Thành, rồi mọi người xuống xe bước vào, mà gần đó đã có hơn 10 quan quân đang chờ. Vừa thấy đám người Hàn Lập đến, lập tức khẩn trương lên, rồi sau một phen phân chia này nọ, tiếp theo lập tức dẫn mọi người trở về các cổng thành. Cứ như vậy, đám người của Thiên Đông Phương Hào cũng bị phân tán ra. Trừ bỏ 7-8 giả hộ vệ bình thường hay đi theo vị phó lĩnh của Thiên Đông Thương Hào ra, đám người Trương Khuy và Đỗ Khiếu đều bị chia lìa. Người dẫn dắt đám Hàn Lập là một quan quân trung niên có hàm râu rất rộng, từ bộ thiết giáp trên người có thể nhìn ra vị quan quân này cũng thuộc loại nhất đẳng. Người này đối với đám luyện thể sĩ rất là hòa thiện, đặc biệt là có 3 người trong nhóm đều có mang linh cụ, nên vẻ ngoài càng khách khí với 3 người này, hơn nữa trong lối nói còn có rất nhiều ẩn ý. Sự lợi hại của Hàn Lập, trừ đám người của Thiên Đông Thương Hào ra thì những người khác hiển nhiên không biết gì cả. Hiển nhiên cũng không khiến cho tên quan quân này đặc biệt chú ý. Hàn Lập đương nhiên cũng không tự tiến cử rồi, không nói một lời đi theo đám người leo lên phụ trách thủ hộ tường thành. Nhưng khi leo lên đến nơi, kết quả làm cho sắc mặt mọi người đại biến. Trên thành đầu vốn là tường đá chỉnh tề bóng loáng, tất cả cổng thành và tường thành đều đã bị phá nát vụn không đầy đủ. Càng quỷ dị hơn chính là mặt đất màu xanh cũng trở nên đen thui và truyền đến một mùi hôi quái dị, làm cho người ta ngửi thấy là muốn nôn ra liền. Đây là độc rắn, một hán tử tay mang lên trạc chỉ vào những chỗ đen đen trên mặt đất nói. Không sai, chính là độc rắn, bởi vì nó nên ta đã muốn gần 400-500 người. Đại hồ tử nghe vậy, cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ ta nhớ lầm, xích mãng thú không phải là không có độc sao? Một lão giả có linh cụ khác lên tiếng, trong mắt chớp động đầy vẻ khó hiểu. Lý huynh không nhớ lầm, quả thật xích mãng thú không có độc, nhưng lần này trong đám mãng thú biến dị kia lại xuất hiện ra loại phi mang đái xí biến dị. Loại mãng xà này mặc dù hình thể bên ngoài không khác gì mãng xà bình thường, nhưng có thể mượn đôi cánh trong khoảng thời gian ngắn mà phi hành, trong miệng có thể phun ra chất độc màu đen này. Loại độc này chỉ cần chạm vào da, lập tức sẽ làm cho da thịt người ta bị sôi vụn lên, phun vào trên tảng đá cũng có thể làm cho đá tan ra 3 phần. Thành đầu của ta đã kêu người dùng rất nhiều nước sạch để tẩy rửa, nếu không trong không khí đã tràn ngập độc khí, sẽ làm cho người ta ngủn từ lâu rồi. Đại hồ tử giải thích, cái này phiền rồi, mãng thú biến dị nguyên bổn đã có khí lực rất lớn, bây giờ lại có thể phun độc, lần này không thể phòng thủ tốt rồi. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một câu lo lắng, nếu xích mãng không khó đối phó, thì cấp trên sao có thể điều chư vị đến đây? Ta nghe nói bên thanh lang thú, tựa hồ như cũng xuất hiện lang thú biến dị mới, đại hồ tử sờ sờ râu, sắc mặt ngưng trọng nói. Thanh lang thú cũng không dễ đối phó, đã chết người nhiều như vậy mà sao vẫn không thấy tu tiên giả ra tay. Tu sĩ am hiển nhất là pháp thuật có quy mô sát thương lớn, đối phó với đám dã thú này đều có đủ lực, lại có người không nhịn được hỏi. Chư vị chớ quên, từ lúc thu triều bắt đầu cho đến giờ, loại báo cầm thú vẫn chưa từng lộ mặt, mà tu sĩ phải đối phó với lũ yêu cầm phiền toái. Nếu lỡ như tiêu hao hết pháp lực, loại yêu cầm kia đột nhiên xuất hiện, thì An Viễn Thành của chúng ta nhất định sẽ bị phá. Đại hồ tử thở dài một hơi, trả lời, nghe được câu này. Những người khác không khỏi liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ như không mấy lạc quan về tương lai của An Viễn Thành. Được rồi, chư vị cũng không cần quá lo lắng, loại phi sao phun độc này chỉ có thể phun độc được 1 lần, sau đó phải nghỉ ngơi ít nhất 1 ngày. Trải qua trận chiến 2 ngày nay, loại xà biến dị đó cơ bản đã mất lực công kích. Cấp trên điều chư vị đến đây, kỳ thật muốn dùng để đối phó với cự xà. Loại cự xà này trừ những luyện thể sĩ ra, thì những binh lính bình thường rất khó đả thương đến chúng nó. Thành đầu này bị phá hư đến mức này, cũng là do loại cự xà nó. Chỉ cần chư vị có thể khống chế được cự mãng biến dị nó, thì những xích mãng thú bình thường binh lính có đủ tự tin để đối phó. Đại hồ tử thấy thần sắc mọi người có chút không đúng, vội vàng lên tiếng.
Hắc hắc. Điểm ấy không cần đại nhân phân phó, ta đang đợi nó đến, hiển nhiên sẽ không ngồi không. Bất quá, tên hán tử mang linh trạc, còn muốn nói cái gì nữa, thì đột nhiên chân trời ngoài tường thành truyền đến một tiếng kêu ré gió giống thú mà không phải của thú, giống chim mà không phải của chim, làm cho người ta nghe xong khí huyết quay cuồng, rất không thoải mái. Lời mà tên hán tử kia vừa định nói ra liền phải nuốt vào bụng, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Không chỉ có hắn, những người khác nghe được tiếng kêu này cũng đổi mặt. Báo cầm thú, chúng nó rốt cục đã xuất hiện. Một gã luyện thể sĩ nhìn bầu trời xa xa, thì thào một câu, năm ngón tay không khỏi cầm chặt binh khí trong tay thêm một chút. Lúc này, Hàn Lập lại đang đứng một mình trong góc thành đầu, cúi đầu nhìn đám linh thạch thấp dai, thân xác cực kỳ an nhàn, phảng phất như không nghe thấy tiếng kêu to này. Chương 1280, cùng thú chi chiều nam. Quả nhiên một lát sau, xa xa không trung hiện ra mấy trăm cái chấm đen, hướng bên này bay nhanh tới, tiếng kêu quái dị này chính là xuất phát từ bên trong điểm đen. Trên tường thành nhân loại lập tức phản ứng từng tiếng tù và vang lên, mọi người đều đi đến vị trí phòng thủ quan quân dưới sự chỉ huy lập tức sẵn sàng chiến đấu với quân địch. Cơ hồ cùng lúc đó, trong thành tại một chỗ kiến trúc cao lớn bay ra trên trăm đạo quang hoa thẳng đến điểm đen. Đúng là người tu tiên trong thành này. Những tu sĩ này phần lớn là trúc cơ kỳ tu vi, ngư khí độ tốc cũng không trọng. Sau một lát công phu liền đến trên tường thành, hóa thành từng đoàn linh quang huyền phù ở trên không trung. Cầm đầu là hai người, một vị đại hán đầu bóng lưỡng, một vị là nam tử cẩm bào kim ngọc tông. Hai người này đều là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới đã đến giả đan, xem như là tu sĩ cảnh giới cao nhất trên không trung. Xa xa, điểm đen đã bay đến vài dặm bên ngoài tường thành, đột nhiên ngừng lại, trên không trung xoay quanh không dừng. Lúc này trên đầu tường thành, đã thấy rõ ràng chân diện mục của điểm đen là từng con yêu cầm đầu báo thân ương, có đôi cánh màu trắng vàng, hai mắt loang loáng màu tím đỏ, cả người sặc sỡ, có chút diễm lệ. Yêu cầm lớn nhỏ chỉ có một thước, hình thể nhỏ xinh tao nhã, chợt nhìn, thực sự không có gì đáng sợ. Chẳng qua những tu sĩ kia mỗi người sắc mặt ngưng trọng vạn phần, tựa hồ không dám khinh thị mảy may. Từ đằng xa yêu cầm truyền ra mấy tiếng thúc giục gấp gáp. Phía dưới trên mặt đất trống rỗng, đột nhiên tiếng tê minh nổi lên, từng đợt bụi từ hư không hiện ra. Một con mãng xà màu đỏ từ dưới đất chui đi ra, dương đầu phun lưỡi ra phì phì, mãng hải trong nháy mắt hình thành, sắc đỏ quay cuồng, không thể trông thấy điểm cuối. Trên đầu thành những người vừa mới tới, gặp tình hình này hít một hơi lạnh, xem ra lúc này đây bọn họ thật đúng là xui tận mạng. Vừa mới tới, liên đụng phải báo cầm thú cùng xích mãng thú liên thủ công kích. Cũng may phiền toái nhất là yêu cầm đã có người tu tiên ứng phó, nếu không bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cản hai đàn thú đồng thời công kích. Trên đầu thành luyện thể sĩ có chút may mắn, xa xa đàn báo cầm thú bỗng nhiên phân thành hai, một lớn một nhỏ từ bên trong bay ra. Thần nhỏ kia thân thể chỉ có lớn nhỏ hơn một thước, cả người bao phủ một tầng linh quang chói lọi. Trong lúc đó hai cánh chớp động, ẩn ẩn có tiếng sấm truyền đến. Phần lớn kia chưa bỏ hình thể là báo cầm thú lớn hơn nhiều, thực nhì không ra vẻ không tầm thường. Nhưng đôi cánh máu tím chớp động, toát ra một cỗ âm lệnh. Khi hai yêu cầm hiện thân đồng thời, phía dưới mãng đàn cũng quay cuồng một trận, đồng dạng thoát ra hai lớn một nhỏ đi ra. Một con thân dài vài chục trượng, cả người từng lớp vảy thô dày, sinh ra một đôi quái sừng, có chính phần tương tự trích dao. Một con khác dài 7-8 trượng, cả người đen thì không có chút vảy nào, có ba đầu, toát nhìn bộ dạng độc nhất. Về phần nhỏ nhất còn lại, đầu người thân rắn, có một cặp song trường, đều cầm một cây cốt mâu, đúng là ở Thanh La sa mạc ngày đó công kích Hàn Lập. Năm con yêu thú này hiển nhiên chính là cao trung gia yêu thú có tu vi cao nhất trong đám. Ngũ yêu phương hướng tường thành, tông linh cực kỳ dùng thanh âm TT nói chuyện với nhau, liền lập tức hướng về phía đồng loại quay lại, biến mất không thấy. Theo sau, vô luận không trung yêu cầm hay là trên mặt đất đại quân xích mãng, dường như đồng thời nhận được mệnh lệnh, lập tức trong tiếng động ầm ầm bắt đầu hướng phía tường thành mà đến. Báo cầm thú tốc độ nhanh hơn mãng già, tự nhiên tiếp cận An Viễn thành trước một bước, trong miệng âm thanh quái dị vang lớn. Bên ngoài thân thể nổi lên yêu vụ, nhàn nhạt một tầng, nhưng lập tức liền biến thành một đoàn dày đặc, đen từng yêu cầm che lấp vào trong đó. Một mảnh lớn gần mẫu, tiêu vụ màu xanh biếc nháy mắt hình thành, hướng đầu tường bên này hung hổ quay cuồng mà đến, cảnh tượng kinh người cực kỳ, yêu nghiệt, muốn chết, không chung, nhân loại tu sĩ. Ngầm lên giận dữ, đại hán đầu chọc không hề chần chờ, dẫn đầu nghênh chiến, những tu sĩ khác cũng khu động pháp khí cùng tới, sắp tiếp xúc với lục sắc yêu vụ, bọn họ hai tay giương lên. Từng đạo phù chú bắn nhanh mà ra, một tiếng bang bang vang lên, vô số đoàn màu sắc khác nhau tại trong hư không hiện ra, không có vào lục vụ, đều bạo liệt ra. Tiếng bạo liệt nổi lên, không ít lục vụ lập tức tán loạn biến mất, tu sĩ nhân loại không chút do dự đều tế ra linh khí, phi đao, phi kiếm, trâu, thiền trượng, dao ngắn, đủ loại, lập tức xuất hiện rậm rạp, hướng lục linh công tới. Cùng lúc đó, đối diện, lục vụ quay cuồng một trận, vô số yêu vũ bắn nhanh mà ra, lục mang đầy trời, cùng linh khí đan vào cùng nhau,
không chút nào yếu thế. Tu sĩ nhân loại bấm tay niệm thần chú, linh khí chuyển động đen thanh mang tán loạn dập nát, nhưng từ yêu vụ yêu vũ bay ra dường như vô cùng vô tận. Mà tu sĩ nhân loại đối với lục vụ tựa hồ rất là kiên kỵ, không muốn dễ dàng tiếp cận, cho nên song phương tranh đấu nhất thời giằng co ở tại không trung. Giờ phút này tại dưới đất, xích mãng cuối cùng đã tới dưới thành. Lúc này hơn 10 xích mãng một tổ, ma thủ kéo dài vài chục trượng, sau đó lại như tên nỏ bắn nhanh hướng về phía đầu thành. Ở giữa không trung lúc này, tất cả xích mãng thân mình uốn chéo hung hăng đánh về phía binh lính đích nhân loại phía đầu thành. Kể từ đó, tường thành hơn 10 trượng đối với xích mãng căn bản như không có gì. Những người mới tới, mặc dù đều từng đối đầu với xích mãng thú, nhưng mãng đà loại này phương thức công kích quỷ dị, thật không có mấy người được chứng kiến. Bọn họ nhất thời một trận đại loạn, hơi có chút lúng cuống tay chân. Nhưng thật ra binh lính An Viễn Thành bình thường, tựa hồ đối với sớm đã có kinh nghiệm đối phó. Lúc này một đám người tụ tập cùng nhau, mấy người đưa tay cung nỏ phát ra. Những người còn lại một tay cầm tấm chắn chắn trên đỉnh đầu, một tay không ngừng huy động binh khí, gắt gao phòng thủ ở bên cạnh. Trong lúc nhất thời phòng thủ thực sự nghiêm mật, cự nỏ ở đầu thành cũng bộc phát ra âm thanh sư sư, một cây đại tên nỏ dài hơn một trượng, tốc độ kinh người bắn ra, chỉ thấy hàn quang chớp động, một mảnh xích mãng dài hẹp liên kết cùng nhau còn chưa tới kịp tường thành, đã bị xuyên thủng đánh rơi xuống dưới thành. Hơn 10 mãng xà huyết nhục bắt đầu mơ hồ. Một lúc sau, luyện thể sĩ cuối cùng cũng ổn định đầu trận tuyến, binh khí trong tay bay nhanh vũ động dễ dàng đem một mảng dài mãng xà chém đi. Mỗi người thân thể đều mạnh mẽ, khí lực kinh người, mãng xà bình thường căn bản không thể đối phó mảy may. Hàn Lập đứng ở lỗ châu mai, hai chân chưa hạ xuống, nhưng không trung hàn quang chợt lóe, mãng xà văng ra ngoài, biến thành hơn 10 đoạn. Xà huyết rơi xuống, lấy cảnh giới kim cương quyết hiện tại của Hàn Lập và bí quyết võ học tục nhân năm xưa tu luyện được, trong tay tự nhiên sử dụng đến xuất thần nhập hóa, một đao chém ra chẳng những nhanh vô cùng, vô thanh vô tức, ẩn chứa khí lực to lớn, không gì sánh kịp. Đừng nói mãng xà bình thường, cho dù là một kiện thấp giai linh khí phòng trừng cũng có thể một đao hủy diệt. Cho nên Hàn Lập tâm tư căn bản không đặt ở mãng xà bình thường, mà là hai mắt nhìn hướng xa xa phía bầy rắn. Hắn có phần cảm thấy hứng thú với tam xà yêu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phủ cận oanh một tiếng truyền đến, lập tức mấy tiếng kêu thảm thiết ở phụ cận truyền ra. Hàn Lập ngẩn ra, không khỏi ánh mắt quét tới, chỉ thấy cách 10 trượng trở lại, một biến dị cự mãng hình thể lớn kinh người nhảy đến nơi này. Mãng xà vừa rơi xuống đất, liền một ngụm cắn luôn nửa người một gã binh lính bình thường, đồng thời cái đuôi vỗ vỗ, lại đánh một luyện thể sĩ bay ra ngoài vào trên lỗ châu mai. Người này ngực lõm xuống hơn phân nửa, nháy mắt mạng sống chấm dứt. Lúc này cự mãng đôi mắt lục quang âm hàn chợt lóe, đầu đong đưa hướng về phía Hàn Lập. Hàn Lập lạnh lùng nhìn cự mãng liếc mắt một cái, nhíu mày. Cự mãng tựa hồ cảm thấy được Hàn Lập không dễ đối phó, thân mình lập tức cước bộ vừa nhấc, nên ngang tiến lại đây. Cự mãng tựa hồ cảm thấy được Hàn Lập không dễ đối phó, thân mình lúc này uốn lại, hé miệng như tia chớp bắn ra, hung hăng táp tới. Hàn Lập thần sắc không thay đổi, trong tay đại đao hướng trước người hơi động, trong phút chốc vô số đạo hàn quang, âm thanh ông ông hiện lên, một chút đem cự mãng che khuất bên trong. Sau đó chợt lóe trôi đi không thấy, chỉ thấy cự mãng thân hình dừng lại, đầu hiện ra vô số máu huyết, tiếp theo vỡ ra từng khúc, biến thành một đống huyết vụ vô ảnh vô tung biến mất. Hàn Lập một đao nhìn như tùy ý, đem cự mãng biến dị phân thây. Hàn Lập mặt không chút thay đổi nhìn mãng thi không đầu rơi trên mặt đất, trong tay đại đao vừa thu lại phía sau lưng, xoay người rời đi. Đúng lúc này, việc ngoài ý muốn xảy ra, cự mãng tàn chi đột nhiên phần sau thân mình uốn tháo, mãng vi lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, một chút bắn lên, hung hăng hướng tới thân hình Hàn Lập, tiếng gió gào thét, một cây thiết côn kỳ thô quét tới, lợi hại dị thường. Phủ cận đi lính An Viễn Thành cùng vài tên luyện thể sĩ cũng không khỏi thét một tiếng kinh hãi. Phay một âm thanh vang lên, Hàn Lập kim quang chói mắt nắm tay đập vào mãng vĩ, một lỗ máu hình cái bắt xuyên thủng mà ra, đem mãng vĩ đánh bay ra ngoài. Nhưng là lúc này, ngửa đoạn trước cự mãng thân mình lại quỷ dị uốn éo hướng Hàn Lập hung hăng đập tới. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, trong tay đại đao chém ngang, thân hình ngáng lên một cái liền mang theo một đạo tàn ảnh hướng về phía cự mãng. Một đạo hàn quang chói mắt chợt lóe, hư ảnh hiện ra phía sau, từ từ xoay người. Cự mãng thân hình khổng lồ huyết quang phụt ra, biến thành 7-8 mảnh rơi xuống trên mặt đất. Lần này cự mãng cũng chết chắc.